Tam giác Bermuda, một trong những vùng biển đáng sợ nhất trên thế giới, nơi tàu, máy bay có vào không có ra khi đi qua khu vực nằm ở Tây Bắc Đại Tây Dương, được giới hạn bởi ba đỉnh của một hình tam giác, gồm quần đảo Bermuda, thành phố Miami và đảo Puerto Rico. Vùng biển này có tên gọi trên là do được đô đốc người Tây Ban Nha Juan Bermuda khám phá ra vào năm 1503. Hơn 170 năm qua, nơi đây trở thành nỗi ám ảnh hãi hùng, kích thích trí tò mò của nhân loại trong việc tìm kiếm nguyên nhân khiến thành viên của các thủy thủ và phi hành đoàn mất tích bí ẩn. Từ năm 1851 đến nay, ước tính đã có hơn 8.000 trường hợp mất tích được ghi nhận. Dù giới khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết cho hiện tượng này, nhưng đến nay vẫn chưa có một lý giải nào được đánh giá là xác đáng. Nổi tiếng nhất trong số những vụ mất tích bí ẩn tại tam giác quỷ Bermuda có lẽ phải kể đến năm chiếc máy bay ném bom TBM Avenger của Hải quân Mỹ trong chương trình bay huấn luyện có tên Flight 19 đã đồng loạt biến mất không dấu vết cùng phi hành đoàn vào ngày 5 tháng 12 năm 1945 khi bay qua vùng biển này. Tuy nhiên, không phải đợi đến năm 1945 khi năm chiếc máy bay cùng mất tích, dư luận mới chú ý đến những điều lạ lùng xảy ra trên khu vực tam giác quỷ. Vùng biển bao phủ diện tích lên đến nửa triệu km vuông, lớn gấp 1,5 lần diện tích Việt Nam. Năm 1492, khi nhà thám hiểm người Ý Christopher Columbus trong chuyến rong buồm từ Đông sang Tây đã đề cập đến vùng biển này, với ghi nhận các la bàn trên tàu khi qua đây đều bị chệch hướng, chỉ loạn xạ. Ngoài ra, ông còn nhìn thấy những ánh sáng kỳ lạ không giải thích được. Đến năm 1918, tàu USS Cyclops của Hải quân Mỹ chở theo 309 thủy thủ đoàn sau khi rời cảng ở Barbados cũng đã mất tích ở khu vực này. Các vụ việc xảy ra rải rác được ghi nhận từ năm 1851 cho đến năm 2005 vẫn còn xảy ra với trường hợp tàu chở hàng El Faro chở theo 33 thành viên mất tích ngoài khơi quần đảo Bahamas thuộc vùng tam giác quỷ. Những bí ẩn mất tích không có lời giải cứ thế chất chồng, hòa quyện cùng huyền thoại đã phủ lên vùng biển này sự kinh sợ, đồng thời kích thích trí tò mò tìm hiểu nguyên nhân. Trở lại vụ năm chiếc máy bay TBM Avenger mất tích, một chiếc máy bay tìm kiếm PBM Mariner của Hải quân Mỹ đã được cử đi tìm năm chiếc máy bay này, nhưng rồi cũng cùng chung số phận biến mất không dấu vết khi tiến vào khu vực Bermuda. Một vụ mất tích nữa cũng hay được nhắc đến, gắn liền với bí ẩn của tam giác quỷ, đó là sự kiện con tàu ma Mary Celeste. Theo lịch trình, Mary Celeste rời Giona vào ngày 7 tháng 11 năm 1872. Đến ngày 4 tháng 12 năm 1872, các thủy thủ trên tàu Gracia D nhìn thấy con tàu này đang trôi trên biển ở khu vực tam giác Bermuda, hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Đã có rất nhiều lời giải thích cho các hiện tượng biến mất của các tàu thuyền và máy bay không để lại dấu vết ở khu vực này, nhưng các nhà nghiên cứu vẫn chưa có một kết luận chung. Tam giác quỷ Bermuda vẫn là một huyền thoại được bao phủ bởi tấm màn bí ẩn, khơi dậy sự tò mò nhưng đầy sợ hãi. Bermuda là đề tài muôn thuở khơi gợi nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà văn và các nhà làm phim Hollywood khai thác. Các nhà khoa học từ nhiều năm qua đã ghi nhận, dưới đáy vùng biển Bermuda có những khe nứt ngầm thuộc hàng sâu nhất thế giới. Phần lớn có độ sâu trung bình 5.791 mét. Trong khi ở góc tam giác, phía nam gần khe nứt Puerto Rico, đáy biển sâu đến 8.229 mét. Dọc theo rìa lục địa châu Mỹ, vùng biển này có vô số bãi cạn và dạn đá ngầm vô cùng nguy hiểm. Theo lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết, các dòng nước khi qua các dạn đá ngầm này tạo thành những vùng xoáy vô cùng nguy hiểm. Một số yếu tố đóng vai trò quan trọng trong các vụ tai nạn ở tam giác Bermuda là nơi đây có dòng hải lưu Gulf Stream cực mạnh chảy cắt ngang qua. Dòng hải lưu này theo mô tả là mạnh và hỗn loạn đến mức có thể xóa sạch dấu vết của các thi thể cùng xác tàu của một vụ tai nạn vừa xảy ra. Ngoài ra, thời tiết khu vực này rất phức tạp, thường xuyên xuất hiện những cơn bão và vòi rồng, đặc biệt là vào mùa hè với sức gió lên đến 190 km/h. Các cơn bão ở khu vực này không kéo dài nhưng mãnh liệt, hình thành và tan biến một cách nhanh chóng, không bị vệ tinh giám sát phát hiện. Đây thật sự là thảm họa với tàu thuyền và các máy bay qua khu vực. Các nhận định trên từng được xem xét nhiều lần, nhưng câu trả lời cho những vụ mất tích bí ẩn ở Bermuda xem ra vẫn chưa thỏa đáng. Và điều này khiến dư luận hướng đến một giả thuyết mới vừa được phát hiện gần đây. Biến động từ trường là một trong những giả thuyết được các nhà khoa học sớm đặt ra để lý giải cho hiện tượng
là bản chỉ loạn xạ khi qua vùng biển này. Khái niệm vùng dị thường từ ra đời chỉ nơi từ trường của trái đất tại những nơi này bị biến động cục bộ. Nguyên nhân được giải thích là do cấu tạo lý hóa của các lớp đất đá tại những nơi như tam giác quỷ Bermuda bị biến đổi kéo theo từ tính nhiễu loạn. Điển hình là vùng dị thường từ Mapimi ở Mexico, nơi các loại sóng như sóng vệ tinh, sóng radio khi đến đây đều không thể hoạt động được. Vùng dị thường từ Nam Đại Tây Dương khiến nhiều vệ tinh bay trên khu vực này bị hỏng. Khu vực xung quanh kim tự tháp Giza ở Ai Cập cũng ghi nhận tình trạng nhiễu động tương tự. Đáng chú ý là cả ba địa điểm Mapimi, Bermuda và vùng dị thường từ Nam Đại Tây Dương nhìn trên bản đồ đều nằm trên cùng một đường thẳng. Nhiễu loạn từ có thể là nguyên nhân khiến các thiết bị định vị trên tàu và máy bay bị hỏng, đưa đến những tai nạn bất ngờ. Những vụ nổ khí methane dưới đáy biển là một giả thuyết khác đến từ nghiên cứu được giới khoa học công bố vào tháng 3 năm 2016 về các miệng núi lửa dưới đáy biển Barren, ngoài khơi Na Uy. Theo đó, cách đây khoảng 11.700 năm, khí methane dưới tầng đáy đại dương gặp nhiệt độ ấm dần của nước biển đã gây ra những vụ nổ khí giải phóng áp lực khổng lồ, tạo ra các miệng núi lửa dưới lòng biển. Dựa vào kết quả nghiên cứu này, truyền thông quốc tế đặt giả thuyết có thể do các vụ nổ khí methane dưới lòng biển khiến mặt đất tầng đáy sụt bất ngờ, gây ra bong bóng khí lan tỏa lên bề mặt nước khiến tàu thuyền đi qua bị lật. Tuy nhiên giả thuyết này không giải thích được vì sao máy bay tuốt lên trời lại rơi khi qua tam giác quỷ. Tờ Express của Anh vào năm 2017 đã đưa ra giả thuyết chỉnh những đám mây lục giác thông qua hiện tượng thời tiết hiếm gặp, gọi là microburst, đã gây ra các tai nạn. Ảnh chụp vệ tinh gần đây cho thấy những đám mây lục giác này hình thành dày đặc phía trên bầu trời vùng tam giác quỷ. Theo đó, loại hình thời tiết microburst hình thành nên những đám mây lục giác phát triển dựa trên quá trình một cơn bão di chuyển trên mặt biển. Khi bão quét qua, nó sẽ trở thành một chiếc phễu hút không khí từ cao xuống thấp. Luồng không khí di chuyển theo chiều thẳng đứng này có thể đạt vận tốc khủng khiếp lên đến 270 km/h. Luồng không khí di chuyển từ trên xuống thành dòng như một trận lốc xoáy thực thụ. Khi chạm đất, nó sẽ tỏa đi ở các hướng khác nhau, mang theo một lượng nước mưa khổng lồ, ngưng tụ từ hơi nước từ các đám mây phía trên trút xuống. Chỉ dấu nhận biết hiện tượng microburst đang diễn ra là việc các đám mây hình lục giác xuất hiện dày đặc. Các đám mây này tạo ra cơn bão hình thành phễu hút không khí thành dòng. Tiến sĩ Steve Miller, nhà khí tượng vệ tinh tại trường đại học bang Colorado, đã đưa ra kết luận này sau thời gian dài cùng các đồng sự nghiên cứu. Dùng hệ thống vệ tinh radar kiểm tra các đám mây hình lục giác nằm ngoài khơi bờ biển bang Florida và bên trên quần đảo Bahamas thuộc vùng tam giác quỷ, Miller phát hiện bên dưới những đám mây lục giác bay nhăn nhản phía trên khu Bermuda là luồng không khí bị hút từ trên xuống với sức gió đạt đến 270 km/h. Với sức gió này khi quét qua mặt biển có thể tạo nên những con sóng cao đến 14 mét. Sức hút của luồng không khí có thể tạo ra vùng nguy hiểm với đường kính từ 30 đến 88 km đối với tàu và máy bay. Những đám mây đó trở thành những quả bom khí hút và lật đổ mọi thứ di chuyển ngang qua. Đây có thể là lời giải cho bí ẩn tam giác quỷ tồn tại nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên, người ta cũng ghi nhận hiện tượng microburst ở nhiều khu vực khác ở vùng biển Bắc và các vùng biển khác của châu Âu. Nhưng vì sao chỉ có khu vực Bermuda là xảy ra thảm nạn? Việc này cần các nhà khoa học đào sâu tìm hiểu hơn trong thời gian tới. Bất chấp hàng loạt giả thuyết được đưa ra để lý giải cho bí ẩn về những vụ mất tích tại tam giác quỷ Bermuda suốt nhiều thế kỷ, nguyên nhân đến nay vẫn còn là ẩn số. Tàu, máy bay khi qua khu vực này vẫn cần phải cẩn trọng. Mỗi khi có sự cố xảy ra, chủ đề Bermuda lại hâm nóng các trang báo. Hồi tháng 5 năm 2015, dư luận lại hồi hộp khi hay tin tàu du lịch Norwegian Dawn của Na Uy chở theo 3.700 người đã mắc cạn khi đi qua Kingsguap, khu vực biển nằm trong vùng biển tam giác quỷ. ABC News dẫn tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết con tàu mắc cạn khi hệ thống cấp điện bỗng dưng dừng hoạt động, khiến động cơ đẩy của tàu bị ảnh hưởng. Sự cố khiến các hành khách lẫn thủy thủ đoàn được phen thót tim khi họ nhận ra vị trí tàu mắc cạn thuộc vùng tam giác quỷ. Dù sau đó hệ thống cấp điện trên tàu đã tái hoạt động, không ai bị thương sau vụ việc, nhưng sự cố này đã nhanh chóng lan nhanh trên mặt báo toàn cầu. Vụ việc cho thấy chủ đề Bermuda không bao giờ hết nóng. Một trong những người đi đầu trong việc phản bác những huyền thoại về vùng biển Bermuda
là Lawrence David Koch tại Đại học bang Arizona, Mỹ. Năm 1975, trong tác phẩm Giải mã bí ẩn tam giác Bermuda, ông đã lần lượt đưa ra các quan điểm bác lại những điều huyền hoặc quanh nơi đây. Cách khảo sát của Koch là quan sát tình hình thời tiết trên các báo và những ngày các vụ tai nạn xảy ra, rồi kết luận rằng thật ra huyền thoại này chỉ là sự hiểu lầm trong quá trình giải thích các hiện tượng. Theo ông, tỷ lệ các vụ mất tích tại vùng biển tam giác quỷ không hề lớn hơn tỷ lệ mất tích của các phương tiện tại bất cứ vùng biển nào trên thế giới. Trong các giả thuyết đặt ra về nguyên nhân mất tích tại vùng biển này, không hề tính toán đến các cơn bão xảy ra trong ngày tai nạn. Theo ông, Bermuda là vùng biển thường xuyên xảy ra các cơn bão nhiệt đới, nên khả năng xảy ra các vụ tai nạn không có gì khó hiểu. Ngoài ra, theo Koch, để huyền thoại hóa bí ẩn tại Bermuda, truyền thông đã đưa tin dựa trên những con số thống kê lỏng lẻo. Một con tàu dù gặp sự cố ở vùng biển Bermuda, nhưng khi ra được khỏi khu vực này, cập cảng an toàn thì không thấy số liệu thống kê được chỉnh sửa lại, làm dư luận cho rằng tỷ lệ mất tích nơi đây có vẻ cao hơn những vùng biển khác. Thậm chí ông còn ghi nhận một số vụ mất tích đã bị phóng đại, như vụ một máy bay được cho là rơi trước mặt hàng trăm người tại vịnh Daytona, bang Florida vào năm 1937. Tuy nhiên, khi dò lại thông tin trên các mặt báo thì hoàn toàn không thấy thông tin này. Liệu huyền thoại về Bermuda có đơn giản chỉ là sự việc bị phóng đại lên? Đồng quan điểm với David Koch là cựu binh thuộc Hải quân Mỹ Howard Rosenberg. Lấy ví dụ về chiếc máy bay tìm kiếm PBM Mariner chở theo 13 người, sau đó cũng một đi không trở về khi được cử đi tìm kiếm 5 chiếc máy bay ném bom TBM Avenger của Hải quân Mỹ trong chương trình bay huấn luyện có tên Flight 19, đã đồng loạt biến mất không dấu vết cùng phi hành đoàn vào ngày 5 tháng 12 năm 1945 trên vùng biển Bermuda. Rosenberg cho rằng vụ mất tích này cũng bị phóng đại. Ông cho rằng chiếc PBM Mariner thường được mệnh danh là bình xăng bay, có khả năng nó đã gặp sự cố hỏa hoạn gây ra vụ mất tích. Cần biết, trong hai chiếc PBM Mariner được phái đi tìm kiếm trên cùng khu vực biển, một chiếc vẫn trở về bình thường. Rosenberg đồng tình với quan điểm của Koch cho rằng tỷ lệ các vụ mất tích tại vùng biển tam giác quỷ không hề lớn hơn tỷ lệ mất tích của các phương tiện tại bất cứ vùng biển nào trên thế giới. Cựu binh này nhấn mạnh, khu vực tam giác Bermuda là một trong những nơi có mật độ giao thông cao nhất thế giới. Khi số lượng tàu và máy bay di chuyển qua đây càng lớn, khả năng xảy ra tai nạn với các loại phương tiện này sẽ càng cao. Trong khi đó, Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ NOAA lại quy nguyên nhân về yếu tố thời tiết là các cơn bão nhiệt đới như Koch từng nhận định cách đây vài thập kỷ. Theo NOAA, các hiện tượng bão xoáy và bão nhiệt đới thường xuyên xảy ra ở vùng biển Bermuda. Khi thời tiết thay đổi đột ngột, tạo ra vùng nhiễu động dễ khiến tàu, máy bay gặp nguy hiểm khi đi ngang qua. Theo đó, tại khu vực Bermuda nói riêng và vùng biển Caribe nói chung, có nhiều đảo nhỏ liền kề nhau, tạo ra những vùng nước cạn gây nguy hiểm cho tàu qua lại. Khi các tàu bị tai nạn, dòng hải lưu Gulf Stream chảy ngang qua đủ mạnh để cuốn xác tàu vỡ, xóa sổ dấu vết của mọi phương tiện. Vùng tam giác quỷ cũng là nơi có nhiều cá mập, chúng sẽ rỉa xác của các nạn nhân, kết hợp với dòng hải lưu Gulf Stream sẽ khiến mọi vụ mất tích trở thành bí ẩn. NOAA cảnh báo, khu vực tam giác quỷ rất nguy hiểm khi thời tiết xấu hoặc chuyển xấu. Tuy nhiên, kết luận của NOAA về các vùng nước cạn lại không lý giải được vì sao máy bay tuốt trên trời cũng gặp tai nạn. Vì thế, họ chỉ đưa ra nhận định, hoặc thời tiết xấu, hoặc do vùng nước cạn quanh các đảo là nguyên nhân. Kết luận đó cũng chưa thật sự thuyết phục. Từ giả thuyết tâm linh đến các loại hình thời tiết, hiện tượng vật lý bất thường như nhiễu động từ trường từ hàng thế kỷ qua đều đã được đưa ra, nhưng không vì thế mà làm giảm đi sức hút, sự tò mò của nhân loại về Bermuda. Vùng biển này vẫn còn là ẩn số về nguyên nhân xảy ra các tai nạn, cần những lý giải xác đáng hơn trong tương lai. Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, nổi tiếng với lối cai trị tàn nhẫn. Dưới thời Tần Thủy Hoàng đã có rất nhiều công trình nổi tiếng được xây dựng. Trong số đó phải kể đến hai công trình để đời của ông là Vạn Lý Trường Thành và khu lăng mộ của chính mình. Lăng mộ này được giữ bí mật tuyệt đối, nên tới hơn 2.000 năm sau, hậu thế mới tình cờ phát hiện. Nơi đây như một cung điện dưới lòng đất và ẩn chứa vô vàn bí mật rợn người. Vậy những bí ẩn đó là gì? Theo sử ký của nhà sử học Tư Mã Thiên, lăng mộ Tần Thủy Hoàng có hàng loạt chuyến thuyền, xe ngựa cùng với 12 bức tượng. Tất cả đều được làm bằng đồng.
ngoài ra còn có những con chim bằng vàng, vô số kho báu khác. Để kiểm chứng điều này, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã dùng kỹ thuật scan để khám phá khu vực lăng mộ. Từ đây, họ phát hiện ra một lượng lớn đồng xu cổ nằm bên dưới ngôi mộ chưa mở. Michael Pesci, cựu chủ tịch Ủy ban lăng mộ và công trình quốc tế đã cho rằng những đồng xu cổ này chính là kho báu quốc gia được chôn dưới lăng mộ. Ông cho biết những đồng xu thời nhà Tần hầu hết được làm bằng đồng và một số là bằng bạc. Tuy nhiên, theo ông, chừng nào các nhà khảo cổ chưa thể tìm ra cách bảo vệ những đồng xu thì khối tiền đó vẫn nên để nguyên tại chỗ. Sau đó vào năm 2020, những con lạc đà vàng và bạc cũng đã được khai quật từ ngôi mộ. Theo báo cáo của mạng khoa học xã hội Trung Quốc, những con lạc đà này đều được làm theo giống lạc đà xuất hiện sớm nhất tại Trung Quốc. 3 năm sau, người ta tìm thấy một chiếc xe ngựa 4 bánh bằng gỗ trong khu vực ngoại thành của lăng mộ. Xe có một chiếc ô hình chữ nhật được trang trí công phu và vẫn được bảo quản tốt. Theo đài truyền hình Thiểm Tây, cỗ xe này là loại xe được sử dụng sớm nhất ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhóm khai quật còn tìm thấy một cỗ xe cừu. Họ tìm thấy 6 bộ xương cừu được xếp thành một hàng ở phía tây lăng mộ Tần Thủy Hoàng, cách thành phố Tây An vài dặm về phía đông bắc thuộc tỉnh Thiểm Tây. Mặc dù phần thân chính của cỗ xe đã xuống cấp, nhưng các chuyên gia vẫn có thể suy ra mục đích của nó nhờ những tàn tích còn sót lại của các phụ kiện dùng để kéo cỗ xe. Jiang Wenxiao, lúc này là người đứng đầu dự án khảo cổ học, đã lưu ý rằng xe ngựa và xe bò kéo rất phổ biến thời Trung Hoa cổ đại. Nhưng xe cừu kéo là một loại xe cực kỳ hiếm, chúng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Ông cho biết, truyền thuyết phổ biến nhất nói về người sáng lập triều đại Tây Tấn từ năm 266 đến 290 sau Công Nguyên, từ Mã Diện. Ông được cho là đã cưỡi xe cừu kéo quanh cung điện của mình hàng đêm và ngủ ở bất cứ nơi nào đàn cừu dừng lại. Việc phát hiện ra xe cừu trong ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng đã chứng minh rằng loại xe này thực chất đã được sử dụng từ những năm trước Công Nguyên. Các nhà khảo cổ học cũng phát hiện ra một lượng lớn xe ngựa bằng đồng và các hiện vật liên quan đến ngựa, kèm theo các công cụ bằng sắt và vũ khí bằng đồng. Những phát hiện này đã cung cấp những hiểu biết mới về thời đại mà các công cụ bằng sắt bắt đầu xuất hiện. Ngoài những cỗ xe quý, khu lăng mộ này còn nổi tiếng với hình ảnh đội quân đất Nung vẫn còn để lại nhiều câu hỏi cho giới khảo cổ. Theo NBC News, vào năm 1974, khi đang đào giếng ở miền đông Trung Quốc, thì một người đàn ông đã để chiếc thủng của mình đâm trúng một thứ. Khi nhìn gần, ông phát hiện ra đây là đầu của một người đàn ông. Kiểm tra kỹ hơn, ông thấy vật thể đó được làm từ đất sét chứ không phải xương thật. Ông tiếp tục đào một chỗ khác và phát hiện ra bên dưới khu vườn ăn trái là một đội quân hàng nghìn người được làm từ đất Nung với kích thước ngang ngửa người thật. Đi kèm đó là hàng trăm con ngựa, xe ngựa và vũ khí bằng đồng. Họ đã báo cho nhà khảo cổ học Zhao Kangmin. Khi nhận được thông tin, ông đã đến và tiến hành khai quật. Ông bắt đầu miệt mài ghép những mảnh vỡ lại với nhau. Một số mảnh có kích thước bằng móng tay. Vậy nên ông phải mất 3 ngày mới hoàn thành 2 chiến binh đất Nung cao 1,78 mét. Tính đến thời điểm hiện tại, có 4 hố đã được khai quật. Hố đầu tiên chứa các bức tượng bộ binh. Hố thứ 2 chứa các bức tượng về cung thủ, chiến xa, bộ binh và kỵ binh. Theo quan sát từ các chuyên gia Trung Quốc, thì có lẽ những bức tượng tại hố thứ 2 đã mô phỏng lại các nhân vật tại một đồn điền. Hố thứ 3 nhỏ hơn nhiều, chứa các bức tượng quan chức cấp cao và hố thứ 4 là để trống. Đến nay, 8.000 chiến binh bằng đất Nung đã được tìm thấy, nhưng các nhà khảo cổ học đã nghi ngờ nhiều hố vẫn chưa được khám phá và con số có thể sẽ tăng lên nhiều hơn. Đội quân đất Nung này được xem là kỳ quan của kỳ quan và gây chấn động giới khảo cổ trên toàn thế giới. Điều này là bởi các bức tượng có kích thước thật của chúng ta như những người lính thực sự. Đồng thời, họ cũng có những đường nét khác nhau, không bức tượng nào giống tượng nào. Vậy thì các bức tượng đất Nung này được làm ra vì mục đích gì? Dựa trên sử ký của Tư Mã Thiên, thì sau khi thống nhất 6 nước, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa đã bắt đầu tiến hành xây dựng lăng mộ cùng binh đoàn đất Nung của mình. Hơn 100.000 người ở khắp nơi trên đất nước đã được huy động để xây lăng mộ cho ông suốt 39 năm. Lý do Tần Thủy Hoàng làm vậy là vì ông từng có một giấc mơ rất đáng sợ. Nhiều đêm ông mơ thấy oan hồn của kẻ thù đến đòi mạng.
khiến ông phải dùng kiếm để tự sát. Sau khi tỉnh lại, Tần Thủy Hoàng đã vô cùng sợ hãi. Ông lo khi mình qua đời, kẻ thù sẽ đến báo thù, nên lập tức ra lệnh chôn một số lượng lớn chiến binh mô phỏng cùng các vị tướng lĩnh nhà Tần để theo bảo vệ khi ông tạ thế. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, những bức tượng dù đã bị mai một theo thời gian, nhưng kết cấu cũng như hình dạng cơ bản vẫn được bảo toàn tương đối hoàn hảo. Không ít chuyên gia đã khẳng định tượng binh mã trong lăng Tần Thủy Hoàng được tạo tác dựa trên nguyên mẫu người thật. Các nhà khảo cổ học tin vào điều đó khi so sánh vành tay của các bức tượng này. Một nhóm đến từ Đại học College London đã sử dụng máy tính để phân tích 30 đôi tay chiến binh được chụp tại lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Họ muốn biết các đường gờ ở vành tay có đặc trưng hay không. Kết quả cho thấy không có hai chiếc tay nào giống nhau hết. Đây là một kết quả khá bất ngờ đối với giới khảo cổ học. Nó cho thấy khả năng điêu khắc của nghệ nhân thời Tần thật sự rất tốt. Nhưng nhờ đâu mà những người chế tác có thể làm ra hàng nghìn tượng đất nông như thế? Năm 1989, tại thành phố Tây An, một nhóm khảo cổ học đã phát hiện ra 21 lò gốm chế tác tượng đất với quy mô lớn. Theo thẩm định của giới chuyên môn, di tích này có niên đại cách đây khoảng 2.100 năm. Đồng thời, họ cũng khai quật được hàng nghìn bức tượng nhỏ bằng đất nung. Trong đó, các bằng chứng đã chỉ ra lò nung sản xuất để phục vụ cho Tần Thủy Hoàng. Các lò nung này có quy mô lớn, sản lượng cao và trong đó có tới 2 lò vẫn lưu trữ rất nhiều phôi tượng. Mỗi lò có thể chứa từ 350 đến 400 phôi tượng đất nung. Như vậy là 21 lò gốm này có thể cho một lần sản xuất ra từ 7.000 cho tới 8.000 bức tượng đất nung với quy mô lớn. Các nhà khảo cổ học cho rằng không có gì ngạc nhiên khi số lượng binh sĩ đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng lại lớn như vậy. Từ những thông tin thu thập được, giới khảo cổ có thể dự đoán về quy trình chế tác các bức tượng. Các nghệ nhân đã chế tạo các bộ phận cơ thể chính bao gồm bàn chân và cẳng chân của các chiến binh trước tiên, đầu vào cánh tay của cơ thể, sau đó được làm riêng. Mỗi một nét biểu cảm trên khuôn mặt, cách ăn vận quần áo, tư thế đứng đều khác nhau. Chẳng khác gì có hàng nghìn người đứng làm mẫu cho các thợ điêu khắc vậy. Để thuận lợi cho việc hoàn thành và giúp các bức tượng không bị biến dạng, thợ thủ công đã chia tượng ra thành 6 bộ phận khác nhau, bao gồm tứ chi, đầu và thân rỗng. Họ nung từng bộ phận riêng lẻ, sau đó mới tiến hành ghép lại thành tượng hoàn chỉnh. Vậy thì tại sao các nhà khảo cổ học vẫn chưa thể khai quật được toàn bộ lăng mộ Tần Thủy Hoàng? Của cải châu báu hay quân đội đất nung mà chúng ta vừa phân tích thực ra cũng chỉ là những thứ nằm ngoài rìa của ngôi mộ. Còn phía sâu bên trong vẫn là một chủ đề thu hút sự quan tâm của giới khảo cổ. Nhiều người đã nghĩ về một lời nguyền đáng sợ cho những ai dám khai quật lăng mộ. Tuy nhiên, điều này không hẳn đúng. Vào những năm 1980, sử dụng công nghệ quét cộng hưởng từ, các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Đức đã phát hiện ra rằng đất trong ngọn đồi chôn cất phía trên lăng mộ có nồng độ thủy ngân cao hơn nhiều so với những nơi khác. Họ ước tính nồng độ thủy ngân ở trong lăng mộ cao gấp 280 lần mức bình thường và có thể lên tới 100 tấn. Điều này khá trùng hợp với những ghi chép trong bộ sử ký Tư Mã Thiên về dòng sông thủy ngân bí ẩn trong lăng mộ Tần Hoàng Đế. Theo ghi chép của nhà sử học Tư Mã Thiên, bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng tồn tại hàng trăm con sông bằng thủy ngân. Điều này xuất phát từ nỗi ám ảnh của ông. Theo các ghi chép còn sót lại từ thời Tần, Tần Thủy Hoàng là người bị ám ảnh bởi cái chết. Tần Thủy Hoàng sợ cái chết đến nỗi sẵn sàng loại bỏ người thân cận để bảo toàn bí mật. Ám sát hoàng thân, thiêu đốt dân quân để đoạt mộng làm chủ thiên hạ. Những năm cuối đời, Tần Thủy Hoàng sợ cái chết và nguyện vọng tìm kiếm một thứ thuốc trường sinh giúp ông sống và an vị mãi mãi. Ông cấp cho quan Tử Phúc một tàu chở hàng trăm đồng nam và đồng nữ tìm kiếm núi Bồng Lai thần bí. Trong truyền thuyết của Trung Quốc, Bồng Lai Tam Đảo tức ba đảo tiên gồm Bồng Lao, Phương Trượng và Doanh Châu nằm ở vịnh Bột Hải. Người đời truyền tay nhau rằng tại đây có một quả mang đến trường sinh. Tuy nhiên nhiệm vụ chắc chắn là thất bại. Tần Thủy Hoàng ngay lập tức quay sang đầu tư nghiên cứu giả kim thuật. Song dường như vì quá lo sợ cái chết sẽ ập đến nên mọi vị thuốc được người đời đồn đại ca tụng, Tần Thủy Hoàng đều thử. Trong số đó có cả thủy ngân. Ông được cho là đã dùng chu sa hay còn được biết đến là chất sunfua thủy ngân với hy vọng kéo dài tuổi thọ.
Vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, người Trung Quốc cổ đại tin rằng đặc tính kỳ diệu của thủy ngân sẽ chữa khỏi các bệnh lây nhiễm thịnh hành lúc đó. Thậm chí các bệnh dường như không liên quan như khó tiêu, trầm cảm và các bệnh tim mạch. Do đó các nhà giả kỹ thuật Trung Hoa đã điều chế các hợp chất thủy ngân, thường bằng cách trộn thủy ngân lỏng với các chất độc hại khác như lưu huỳnh. Những hợp chất này được dành riêng cho giới thượng lưu giàu có, những người khao khát sự bất tử. Chớ trêu thay, chính thủy ngân có thể đã là yếu tố gây ra cái chết sớm cho Tần Thủy Hoàng. Ông ấy uống tất cả những viên thủy ngân này vì muốn bất tử, và nó đã giết chết ông ấy ở tuổi 39. Bên cạnh đó, những dòng sông thủy ngân này cũng được cho là đóng vai trò như một chất bảo quản thi hài của Tần Đế, tránh trường hợp xác chết biến dạng vì phân hủy. Chưa dừng lại tại đó, dựa theo ghi chép của nhà sử học Tư Mã Thiên, các nhà khảo cổ tìm thấy chi tiết kể rằng ngôi mộ đã được giăng bẫy nhằm ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Các nghệ nhân được giao nhiệm vụ chế tạo cung tên nhằm đẩy lùi bất kỳ kẻ nào xâm phạm. Việc bố trí bẫy nỏ trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng cụ thể ra sao cho tới ngày nay vẫn chưa có cách xác định. Tuy nhiên, thông qua khai quật đội quân đất nung bên ngoài lăng mộ Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một loại nỏ làm từ chất liệu gỗ sâu. Loại vũ khí này là kình nỏ, lực sát thương rất mạnh. Theo ước tính, nỏ có tầm bắn hơn 800 mét, sức căng lên tới 350 kg và tự động vận hành. Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra rằng có một vách đá sâu khoảng 7 mét được xây dựng bên trong lăng mộ và có rất nhiều cắt lún trên vách đá. Những kẻ trộm mộ mỗi khi đột nhập có thể bị nhấn chìm bởi loại cắt này. Không loại trừ khả năng những cạm bẫy này vẫn hoạt động tốt sau hơn 2.000 năm. Đó cũng là lý do khiến việc khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở thời điểm này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài ra, người ta còn đồn rằng bên trong ngôi mộ có những chiếc đèn được gọi là đèn vĩnh cửu. Khi phát hiện ra chúng, các nhà khảo cổ học đều kinh hãi vì chúng vẫn luôn cháy rực, như thể ngàn năm qua chưa từng tắt, bất chấp môi trường tăm tối ẩm thấp dưới lòng đất sâu như vậy. Điều này nghe có vẻ phản khoa học, nhưng thực chất những chiếc đèn này không chỉ được tìm thấy ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng, ở một số lăng mộ cổ khác hay thậm chí ở Ai Cập, Hy Lạp, người ta cũng từng ghi nhận sự tồn tại của ngọn đèn vĩnh cửu. Ban đầu, chúng cũng được cho là những tình tiết được người đời đồn thổi và không có thật. Nhưng về sau, thực tế cho thấy ánh sáng vĩnh hằng này có tồn tại. Một giả thiết đã được đưa ra từ lâu rằng những ngọn đèn không bao giờ tắt được thắp sáng từ một nguyên liệu đặc biệt là mỡ cá voi, chứ không phải nến sáp như thông thường. Có ghi chép trong các sách cổ của Trung Quốc cho biết mỡ cá voi từng được dùng để thắp sáng vì chúng có độ bền vô cùng cao. Bên cạnh đó, đèn cũng được thiết kế một cách đặc biệt sao cho mỡ cá voi chảy ra lại rơi xuống bình chứa, từ đó có thể tái sử dụng bất tận. Tuy nhiên, cách giải thích này về sau bị phản bác khá nhiều vì muốn đèn cháy cả ngàn năm vẫn là phi lý. Sau biết bao thế kỷ tranh cãi, cuối cùng, một nhà hóa học người Mỹ tên Simon Affick cũng đã công bố một công trình nghiên cứu nhận được rất nhiều sự đồng tình của giới khảo cổ lẫn khoa học khắp thế giới, giải thích về ngọn đèn vĩnh cửu. Affick đã dành ra 30 năm trời thực hiện nghiên cứu, đồng thời thực hiện 700 lần thí nghiệm mới có đáp án cuối cùng. Trong 700 lần thí nghiệm, Affick đã thử đủ mọi nhiên liệu, điều chỉnh tỷ lệ khác nhau để cho ra được một loại nhiên liệu đặc biệt làm từ phốt pho trắng trộn với các chất cháy khác. Loại chất mới này có tính chất rất dễ bắt lửa, có thể tự phát cháy và khó bay hơi. Ngày xưa, khi xây dựng mộ, tiền nhân đã dùng đèn thắp sáng bằng chất này để soi đường. Đến khi hầm mộ được đóng lại, oxy cạn kiệt dần, đèn cũng sẽ tự tắt. Điểm mấu chốt của nó là khi cửa mộ được mở ra, oxy trong không khí lại bay vào và đèn lại một lần nữa được bật sáng. Sau tất cả, không có ánh sáng vĩnh cửu nào như mọi người nhầm tưởng, mà chỉ có một ngọn đèn tự phát sáng mà thôi. Những người vào sau không biết rằng ánh sáng đã tắt từ lâu trước khi họ bước vào lăng mộ, nên có ảo giác rằng ánh sáng đã cháy hàng ngàn năm. Sau tất cả, không có ánh sáng vĩnh cửu nào như mọi người nhầm tưởng, mà chỉ có ngọn đèn tự phát sáng mà thôi. Đó cũng có thể là thứ ánh sáng mời gọi sự tò mò của hậu thế để chạm vào lớp trầm tích hàng nghìn năm tại ngôi mộ này. Tam giác Bermuda, một trong những vùng biển đáng sợ nhất trên thế giới.
nơi tàu, máy bay có vào không có ra khi đi qua khu vực nằm ở Tây Bắc Đại Tây Dương, được giới hạn bởi ba đỉnh của một hình tam giác, gồm quần đảo Bermuda, thành phố Miami và đảo Puerto Rico. Vùng biển này có tên gọi trên là do được đô đốc người Tây Ban Nha Juan Bermuda khám phá ra vào năm 1503. Hơn 170 năm qua, nơi đây trở thành nỗi ám ảnh hãi hùng, kích thích trí tò mò của nhân loại trong việc tìm kiếm nguyên nhân khiến thành viên của các thủy thủ và phi hành đoàn mất tích bí ẩn. Từ năm 1851 đến nay, ước tính đã có hơn 8.000 trường hợp mất tích được ghi nhận. Dù giới khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết cho hiện tượng này, nhưng đến nay vẫn chưa có một lý giải nào được đánh giá là xác đáng. Nổi tiếng nhất trong số những vụ mất tích bí ẩn tại tam giác quỷ Bermuda có lẽ phải kể đến năm chiếc máy bay ném bom TBM Avenger của Hải quân Mỹ trong chương trình bay huấn luyện có tên Flight 19 đã đồng loạt biến mất không dấu vết cùng phi hành đoàn vào ngày 5 tháng 12 năm 1945 khi bay qua vùng biển này. Tuy nhiên, không phải đợi đến năm 1945 khi năm chiếc máy bay cùng mất tích, dư luận mới chú ý đến những điều lạ lùng xảy ra trên khu vực tam giác quỷ. Vùng biển bao phủ diện tích lên đến nửa triệu km vuông, lớn gấp 1,5 lần diện tích Việt Nam. Năm 1492, khi nhà thám hiểm người Ý Christopher Columbus trong chuyến rong buồm từ Đông sang Tây đã đề cập đến vùng biển này, với ghi nhận các la bàn trên tàu khi qua đây đều bị chệch hướng, chỉ loạn xạ. Ngoài ra, ông còn nhìn thấy những ánh sáng kỳ lạ không giải thích được. Đến năm 1918, tàu USS Cyclops của Hải quân Mỹ chở theo 309 thủy thủ đoàn sau khi rời cảng ở Barbados cũng đã mất tích ở khu vực này. Các vụ việc xảy ra rải rác được ghi nhận từ năm 1851 cho đến năm 2005 vẫn còn xảy ra với trường hợp tàu chở hàng El Faro chở theo 33 thành viên mất tích ngoài khơi quần đảo Bahamas thuộc vùng tam giác quỷ. Những bí ẩn mất tích không có lời giải cứ thế chất chồng, hòa quyện cùng huyền thoại đã phủ lên vùng biển này sự kinh sợ, đồng thời kích thích trí tò mò tìm hiểu nguyên nhân. Trở lại vụ năm chiếc máy bay TBM Avenger mất tích, một chiếc máy bay tìm kiếm PBM Mariner của Hải quân Mỹ đã được cử đi tìm năm chiếc máy bay này, nhưng rồi cũng cùng chung số phận biến mất không dấu vết khi tiến vào khu vực Bermuda. Một vụ mất tích nữa cũng hay được nhắc đến, gắn liền với bí ẩn của tam giác quỷ, đó là sự kiện con tàu ma Mary Celeste. Theo lịch trình, Mary Celeste rời Giona vào ngày 7 tháng 11 năm 1872. Đến ngày 4 tháng 12 năm 1872, các thủy thủ trên tàu Gracia D nhìn thấy con tàu này đang trôi trên biển ở khu vực tam giác Bermuda, hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Đã có rất nhiều lời giải thích cho các hiện tượng biến mất của các tàu thuyền và máy bay không để lại dấu vết ở khu vực này, nhưng các nhà nghiên cứu vẫn chưa có một kết luận chung. Tam giác quỷ Bermuda vẫn là một huyền thoại được bao phủ bởi tấm màn bí ẩn, khơi dậy sự tò mò nhưng đầy sợ hãi. Bermuda là đề tài muôn thuở khơi gợi nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà văn và các nhà làm phim Hollywood khai thác. Các nhà khoa học từ nhiều năm qua đã ghi nhận, dưới đáy vùng biển Bermuda có những khe nứt ngầm thuộc hàng sâu nhất thế giới. Phần lớn có độ sâu trung bình 5.791 mét, trong khi ở góc tam giác, phía nam gần khe nứt Puerto Rico, đáy biển sâu đến 8.229 mét. Dọc theo rìa lục địa châu Mỹ, vùng biển này có vô số bãi cạn và dạn đá ngầm vô cùng nguy hiểm. Theo lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết, các dòng nước khi qua các dạng đá ngầm này tạo thành những vùng xoáy vô cùng nguy hiểm. Một số yếu tố đóng vai trò quan trọng trong các vụ tai nạn ở tam giác Bermuda là nơi đây có dòng hải lưu Gulf Stream cực mạnh chảy cắt ngang qua. Dòng hải lưu này theo mô tả là mạnh và hỗn loạn đến mức có thể xóa sạch dấu vết của các thi thể cùng xác tàu của một vụ tai nạn vừa xảy ra. Ngoài ra, thời tiết khu vực này rất phức tạp, thường xuyên xuất hiện những cơn bão và vòi rồng, đặc biệt là vào mùa hè với sức gió lên đến 190 km/h. Các cơn bão ở khu vực này không kéo dài nhưng mãnh liệt, hình thành và tan biến một cách nhanh chóng, không bị vệ tinh giám sát phát hiện. Đây thật sự là thảm họa với tàu thuyền và các máy bay qua khu vực. Các nhận định trên từng được xem xét nhiều lần, nhưng câu trả lời cho những vụ mất tích bí ẩn ở Bermuda xem ra vẫn chưa thỏa đáng. Và điều này khiến dư luận hướng đến một giả thuyết mới vừa được phát hiện gần đây. Biến động từ trường là một trong những giả thuyết được các nhà khoa học sớm đặt ra để lý giải cho hiện tượng la bàn chỉ loạn xạ khi qua vùng biển này. Khái niệm vùng dị thường từ
ra đời chỉ nơi từ trường của trái đất tại những nơi này bị biến động cục bộ. Nguyên nhân được giải thích là do cấu tạo lý hóa của các lớp đất đá tại những nơi như tam giác quỷ Bermuda bị biến đổi kéo theo từ tính nhiễu loạn. Điển hình là vùng dị thường từ Mapimi ở Mexico, nơi các loại sóng như sóng vệ tinh, sóng radio khi đến đây đều không thể hoạt động được. Vùng dị thường từ Nam Đại Tây Dương khiến nhiều vệ tinh bay trên khu vực này bị hỏng. Khu vực xung quanh kim tự tháp Giza ở Ai Cập cũng ghi nhận tình trạng nhiễu động tương tự. Đáng chú ý là cả ba địa điểm Mapimi, Bermuda và vùng dị thường từ Nam Đại Tây Dương nhìn trên bản đồ đều nằm trên cùng một đường thẳng. Nhiễu loạn từ có thể là nguyên nhân khiến các thiết bị định vị trên tàu và máy bay bị hỏng, đưa đến những tai nạn bất ngờ. Những vụ nổ khí methane dưới đáy biển là một giả thuyết khác đến từ nghiên cứu được giới khoa học công bố vào tháng 3 năm 2016 về các miệng núi lửa dưới đáy biển Barents ngoài khơi Na Uy. Theo đó, cách đây khoảng 11.700 năm, khí methane dưới tầng đáy đại dương gặp nhiệt độ ấm dần của nước biển đã gây ra những vụ nổ khí giải phóng áp lực khổng lồ, tạo ra các miệng núi lửa dưới lòng biển. Dựa vào kết quả nghiên cứu này, truyền thông quốc tế đặt giả thuyết có thể do các vụ nổ khí methane dưới lòng biển khiến mặt đất tầng đáy sụt bất ngờ, gây ra bong bóng khí lan tỏa lên bề mặt nước khiến tàu thuyền đi qua bị lật. Tuy nhiên giả thiết này không giải thích được vì sao máy bay tuốt lên trời lại rơi khi qua tam giác quỷ. Tờ Express của Anh vào năm 2017 đã đưa ra giả thuyết chính những đám mây lục giác thông qua hiện tượng thời tiết hiếm gặp, gọi là microburst, đã gây ra các tai nạn. Ảnh chụp vệ tinh gần đây cho thấy những đám mây lục giác này hình thành dày đặc phía trên bầu trời vùng tam giác quỷ. Theo đó, loại hình thời tiết microburst hình thành nên những đám mây lục giác phát triển dựa trên quá trình một cơn bão di chuyển trên mặt biển. Khi bão quét qua, nó sẽ trở thành một chiếc phễu hút không khí từ cao xuống thấp. Luồng không khí di chuyển theo chiều thẳng đứng này có thể đạt vận tốc khủng khiếp lên đến 270 km/h. Luồng không khí di chuyển từ trên xuống thành dòng như một trận lốc xoáy thực thụ. Khi chạm đất, nó sẽ tỏa đi ở các hướng khác nhau, mang theo một lượng nước mưa khổng lồ, ngưng tụ từ hơi nước từ các đám mây phía trên chút xuống. Chỉ dấu nhận biết hiện tượng microburst đang diễn ra là việc các đám mây hình lục giác xuất hiện dày đặc. Các đám mây này tạo ra cơn bão hình thành phễu hút không khí thành dòng. Tiến sĩ Steve Miller, nhà khí tượng vệ tinh tại trường đại học bang Colorado, đã đưa ra kết luận này sau thời gian dài cùng các đồng sự nghiên cứu. Dùng hệ thống vệ tinh radar kiểm tra các đám mây hình lục giác nằm ngoài khơi bờ biển bang Florida và bên trên quần đảo Bahamas thuộc vùng tam giác quỷ, Miller phát hiện bên dưới những đám mây lục giác bay nhăn nhản phía trên khu Bermuda là luồng không khí bị hút từ trên xuống với sức gió đạt đến 270 km/h. Với sức gió này khi quét qua mặt biển có thể tạo nên những con sóng cao đến 14 mét. Sức hút của luồng không khí có thể tạo ra vùng nguy hiểm với đường kính từ 30 đến 88 km đối với tàu và máy bay. Những đám mây đó trở thành những quả bom khí hút và lật đổ mọi thứ di chuyển ngang qua. Đây có thể là lời giải cho bí ẩn tam giác quỷ tồn tại nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên, người ta cũng ghi nhận hiện tượng microburst ở nhiều khu vực khác ở vùng biển Bắc và các vùng biển khác của châu Âu. Nhưng vì sao chỉ có khu vực Bermuda là xảy ra thảm nạn? Việc này cần các nhà khoa học đào sâu tìm hiểu hơn trong thời gian tới. Bất chấp hàng loạt giả thuyết được đưa ra để lý giải cho bí ẩn về những vụ mất tích tại tam giác quỷ Bermuda suốt nhiều thế kỷ, nguyên nhân đến nay vẫn còn là ẩn số. Tàu, máy bay khi qua khu vực này vẫn cần phải cẩn trọng. Mỗi khi có sự cố xảy ra, chủ đề Bermuda lại hâm nóng các trang báo. Hồi tháng 5 năm 2015, dư luận lại hồi hộp khi hay tin tàu du lịch Norwegian Down của Na Uy chở theo 3.700 người đã mắc cạn khi đi qua Kings Wharf, khu vực biển nằm trong vùng biển tam giác quỷ. ABC News dẫn tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết con tàu mắc cạn khi hệ thống cấp điện bỗng dưng dừng hoạt động, khiến động cơ đẩy của tàu bị ảnh hưởng. Sự cố khiến các hành khách lẫn thủy thủ đoàn được phen thót tim khi họ nhận ra vị trí tàu mắc cạn thuộc vùng tam giác quỷ. Dù sau đó hệ thống cấp điện trên tàu đã tái hoạt động, không ai bị thương sau vụ việc, nhưng sự cố này đã nhanh chóng lan nhanh trên mặt báo toàn cầu. Vụ việc cho thấy chủ đề Bermuda không bao giờ hết nóng. Một trong những người đi đầu trong việc phản bác những huyền thoại về vùng biển Bermuda là Lawrence David Koch tại Đại học bang Arizona, Mỹ.
năm 1975, trong tác phẩm Giải mã bí ẩn tam giác Bermuda, ông đã lần lượt đưa ra các quan điểm bác lại những điều huyền hoặc quanh nơi đây. Cách khảo sát của Kutch là quan sát tình hình thời tiết trên các báo và những ngày các vụ tai nạn xảy ra, rồi kết luận rằng thật ra huyền thoại này chỉ là sự hiểu lầm trong quá trình giải thích các hiện tượng. Theo ông, tỷ lệ các vụ mất tích tại vùng biển Tam Giác Quỷ không hề lớn hơn tỷ lệ mất tích của các phương tiện tại bất cứ vùng biển nào trên thế giới. Trong các giả thuyết đặt ra về nguyên nhân mất tích tại vùng biển này, không hề tính toán đến các cơn bão xảy ra trong ngày tai nạn. Theo ông, Bermuda là vùng biển thường xuyên xảy ra các cơn bão nhiệt đới, nên khả năng xảy ra các vụ tai nạn không có gì khó hiểu. Ngoài ra, theo Kutch, để huyền thoại hóa bí ẩn tại Bermuda, truyền thông đã đưa tin dựa trên những con số thống kê lỏng lẻo. Một con tàu dù gặp sự cố ở vùng biển Bermuda, nhưng khi ra được khỏi khu vực này, cập cảng an toàn thì không thấy số liệu thống kê được chỉnh sửa lại, làm dư luận cho rằng tỷ lệ mất tích nơi đây có vẻ cao hơn những vùng biển khác. Thậm chí ông còn ghi nhận một số vụ mất tích đã bị phóng đại, như vụ một máy bay được cho là rơi trước mặt hàng trăm người tại vịnh Daytona, bang Florida vào năm 1937. Tuy nhiên, khi dò lại thông tin trên các mặt báo thì hoàn toàn không thấy thông tin này. Liệu huyền thoại về Bermuda có đơn giản chỉ là sự việc bị phóng đại lên? Đồng quan điểm với David Kutch là cựu binh thuộc Hải quân Mỹ Howard Rosenberg. Lấy ví dụ về chiếc máy bay tìm kiếm PBM Mariner chở theo 13 người, sau đó cũng một đi không trở về khi được cử đi tìm kiếm 5 chiếc máy bay ném bom TBM Avenger của Hải quân Mỹ trong chương trình bay huấn luyện có tên Fly 19, đã đồng loạt biến mất không dấu vết cùng phi hành đoàn vào ngày 5 tháng 12 năm 1945 trên vùng biển Bermuda. Rosenberg cho rằng vụ mất tích này cũng bị phóng đại. Ông cho rằng chiếc PBM Mariner thường được mệnh danh là bình xăng bay, có khả năng nó đã gặp sự cố hỏa hoạn gây ra vụ mất tích. Cần biết, trong hai chiếc PBM Mariner được phái đi tìm kiếm trên cùng khu vực biển, một chiếc vẫn trở về bình thường. Rosenberg đồng tình với quan điểm của Kutch, cho rằng tỷ lệ các vụ mất tích tại vùng biển Tam Giác Quỷ không hề lớn hơn tỷ lệ mất tích của các phương tiện tại bất cứ vùng biển nào trên thế giới. Cựu binh này nhấn mạnh, khu vực Tam Giác Bermuda là một trong những nơi có mật độ giao thông cao nhất thế giới. Khi số lượng tàu và máy bay di chuyển qua đây càng lớn, khả năng xảy ra tai nạn với các loại phương tiện này sẽ càng cao. Trong khi đó, Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ NOAA lại quy nguyên nhân về yếu tố thời tiết là các cơn bão nhiệt đới như Kutch từng nhận định cách đây vài thập kỷ. Theo NOAA, các hiện tượng bão xoáy và bão nhiệt đới thường xuyên xảy ra ở vùng biển Bermuda. Khi thời tiết thay đổi đột ngột, tạo ra vùng nhiễu động dễ khiến tàu, máy bay gặp nguy hiểm khi đi ngang qua. Theo đó, tại khu vực Bermuda nói riêng và vùng biển Caribe nói chung, có nhiều đảo nhỏ liền kề nhau, tạo ra những vùng nước cạn gây nguy hiểm cho tàu qua lại. Khi các tàu bị tai nạn, dòng hải lưu Gulf Stream chảy ngang qua đủ mạnh để cuốn xác tàu vỡ, xóa sổ dấu vết của mọi phương tiện. Vùng Tam Giác Quỷ cũng là nơi có nhiều cá mập, chúng sẽ rỉa xác của các nạn nhân, kết hợp với dòng hải lưu Gulf Stream sẽ khiến mọi vụ mất tích trở thành bí ẩn. NOAA cảnh báo, khu vực Tam Giác Quỷ rất nguy hiểm khi thời tiết xấu hoặc chuyển xấu. Tuy nhiên, kết luận của NOAA về các vùng nước cạn lại không lý giải được vì sao máy bay tốt trên trời cũng gặp tai nạn. Vì thế, họ chỉ đưa ra nhận định, hoặc thời tiết xấu, hoặc do vùng nước cạn quanh các đảo là nguyên nhân. Kết luận đó cũng chưa thật sự thuyết phục. Từ giả thuyết tâm linh đến các loại hình thời tiết, hiện tượng vật lý bất thường như nhiễu động từ trường từ hàng thế kỷ qua đều đã được đưa ra, nhưng không vì thế mà làm giảm đi sức hút, sự tò mò của nhân loại về Bermuda. Vùng biển này vẫn còn là ẩn số về nguyên nhân xảy ra các tai nạn, cần những lý giải xác đáng hơn trong tương lai. Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, nổi tiếng với lối cai trị tàn nhẫn. Dưới thời Tần Thủy Hoàng đã có rất nhiều công trình nổi tiếng được xây dựng. Trong số đó phải kể đến hai công trình để đời của ông là Vạn Lý Trường Thành và khu lăng mộ của chính mình. Lăng mộ này được giữ bí mật tuyệt đối, nên tới hơn 2.000 năm sau, hậu thế mới tình cờ phát hiện. Nơi đây như một cung điện dưới lòng đất và ẩn chứa vô vàn bí mật rợn người. Vậy những bí ẩn đó là gì? Theo sử ký của nhà sử học Tư Mã Thiên, lăng mộ Tần Thủy Hoàng có hàng loạt chuyến thuyền, xe ngựa cùng với 12 bức tượng. Tất cả đều được làm bằng đồng. Ngoài ra còn có những con chim bằng vàng, vô số kho báu khác. Để kiểm chứng điều này,
các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã dùng kỹ thuật scan để khám phá khu vực lăng mộ. Từ đây, họ phát hiện ra một lượng lớn đồng xu cổ nằm bên dưới ngôi mộ chưa mở. Michael Pesci, cựu chủ tịch Ủy ban Lăng mộ và Công trình Quốc tế đã cho rằng những đồng xu cổ này chính là kho báu quốc gia được chôn dưới lăng mộ. Ông cho biết những đồng xu thời nhà Tần hầu hết được làm bằng đồng và một số là bằng bạc. Tuy nhiên, theo ông, chừng nào các nhà khảo cổ chưa thể tìm ra cách bảo vệ những đồng xu thì khối tiền đó vẫn nên để nguyên tại chỗ. Sau đó vào năm 2020, những con lạc đà vàng và bạc cũng đã được khai quật từ ngôi mộ. Theo báo cáo của Mạng Khoa học Xã hội Trung Quốc, những con lạc đà này đều được làm theo giống lạc đà xuất hiện sớm nhất tại Trung Quốc. 3 năm sau, người ta tìm thấy một chiếc xe ngựa 4 bánh bằng gỗ trong khu vực ngoại thành của lăng mộ. Xe có một chiếc ô hình chữ nhật được trang trí công phu và vẫn được bảo quản tốt. Theo đài truyền hình Thiểm Tây, cỗ xe này là loại xe được sử dụng sớm nhất ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhóm khai quật còn tìm thấy một cỗ xe cừu. Họ tìm thấy 6 bộ xương cừu đều xếp thành một hàng ở phía tây lăng mộ Tần Thủy Hoàng, cách thành phố Tây An vài dặm về phía đông bắc thuộc tỉnh Thiểm Tây. Mặc dù phần thân chính của cỗ xe đã xuống cấp, nhưng các chuyên gia vẫn có thể suy ra mục đích của nó nhờ những tàn tích còn sót lại của các phụ kiện dùng để kéo cỗ xe. Jiang Guanxiao, lúc này là người đứng đầu dự án khảo cổ học, đã lưu ý rằng xe ngựa và xe bò kéo rất phổ biến thời Trung Hoa cổ đại. Nhưng xe cừu kéo là một loại xe cực kỳ hiếm, chúng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Ông cho biết, truyền thuyết phổ biến nhất nói về người sáng lập triều đại Tây Tấn từ năm 266 đến 290 sau Công nguyên, từ Mã Diện. Ông được cho là đã cưỡi xe cừu kéo quanh cung điện của mình hàng đêm và ngủ ở bất cứ nơi nào đàn cừu dừng lại. Việc phát hiện ra xe cừu trong ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng đã chứng minh rằng loại xe này thực chất đã được sử dụng từ những năm trước Công nguyên. Các nhà khảo cổ học cũng phát hiện ra một lượng lớn xe ngựa bằng đồng và các hiện vật liên quan đến ngựa, kèm theo các công cụ bằng sắt và vũ khí bằng đồng. Những phát hiện này đã cung cấp những hiểu biết mới về thời đại mà các công cụ bằng sắt bắt đầu xuất hiện. Ngoài những cỗ xe quý, khu lăng mộ này còn nổi tiếng với hình ảnh đội quân đất Nung, vẫn còn để lại nhiều câu hỏi cho giới khảo cổ. Theo NBC News, vào năm 1974, khi đang đào giếng ở miền đông Trung Quốc, thì một người đàn ông đã để chiếc thủng của mình đâm trúng một thứ. Khi nhìn gần, ông phát hiện ra đây là đầu của một người đàn ông. Kiểm tra kỹ hơn, ông thấy vật thể đó được làm từ đất sét chứ không phải xương thật. Ông tiếp tục đào một chỗ khác và phát hiện ra bên dưới khu vườn ăn trái là một đội quân hàng nghìn người được làm từ đất Nung với kích thước ngang ngửa người thật. Đi kèm đó là hàng trăm con ngựa, xe ngựa và vũ khí bằng đồng. Họ đã báo cho nhà khảo cổ học Zhao Kangmin. Khi nhận được thông tin, ông đã đến và tiến hành khai quật. Ông bắt đầu miệt mài ghép những mảnh vỡ lại với nhau. Một số mảnh có kích thước bằng móng tay. Vậy nên ông phải mất 3 ngày mới hoàn thành hai chiến binh đất Nung cao 1,78 mét. Tính đến thời điểm hiện tại, có 4 hố đã được khai quật. Hố đầu tiên chứa các bức tượng bộ binh. Hố thứ hai chứa các bức tượng về cung thủ, chiến xa, bộ binh và kỵ binh. Theo quan sát từ các chuyên gia Trung Quốc, thì có lẽ những bức tượng tại hố thứ hai đã mô phỏng lại các nhân vật tại một đồn điền. Hố thứ ba nhỏ hơn nhiều, chứa các bức tượng quan chức cấp cao và hố thứ tư là để trống. Đến nay, 8.000 chiến binh bằng đất Nung đã được tìm thấy, nhưng các nhà khảo cổ học đã nghi ngờ nhiều hố vẫn chưa được khám phá và con số có thể sẽ tăng lên nhiều hơn. Đội quân đất Nung này được xem là kỳ quan của kỳ quan và gây chấn động giới khảo cổ trên toàn thế giới. Điều này là bởi các bức tượng có kích thước thật của chúng ta như những người lính thực sự. Đồng thời, họ cũng có những đường nét khác nhau, không bức tượng nào giống tượng nào. Vậy thì các bức tượng đất Nung này được làm ra vì mục đích gì? Dựa trên sử ký của Tư Mã Thiên, thì sau khi thống nhất 6 nước, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa đã bắt đầu tiến hành xây dựng lăng mộ cùng binh đoàn đất Nung của mình. Hơn 100.000 người ở khắp nơi trên đất nước đã được huy động để xây lăng mộ cho ông suốt 39 năm. Lý do Tần Thủy Hoàng làm vậy là vì ông từng có một giấc mơ rất đáng sợ. Nhiều đêm ông mơ thấy oan hồn của kẻ thù đến đòi mạng, khiến ông phải dùng kiếm để tự sát. Sau khi tỉnh lại, Tần Thủy Hoàng đã vô cùng sợ hãi.
Ông lo khi mình qua đời, kẻ thù sẽ đến báo thù, nên lập tức ra lệnh chôn một số lượng lớn chiến binh mô phỏng cùng các vị tướng lĩnh nhà Tần để theo bảo vệ khi ông tạ thế. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, những bức tượng dù đã bị mai một theo thời gian, nhưng kết cấu cũng như hình dạng cơ bản vẫn được bảo toàn tương đối hoàn hảo. Không ít chuyên gia đã khẳng định tượng binh mã trong lăng Tần Thủy Hoàng được tạo tác dựa trên nguyên mẫu người thật. Các nhà khảo cổ học tin vào điều đó khi so sánh vành tay của các bức tượng này. Một nhóm đến từ Đại học College London đã sử dụng máy tính để phân tích 30 đôi tay chiến binh được chộp tại lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Họ muốn biết các đường gờ ở vành tay có đặc trưng hay không. Kết quả cho thấy không có hai chiếc tay nào giống nhau hết. Đây là một kết quả khá bất ngờ đối với giới khảo cổ học. Nó cho thấy khả năng điêu khắc của nghệ nhân thời Tần thật sự rất tốt. Nhưng nhờ đâu mà những người chế tác có thể làm ra hàng nghìn tượng đất nông như thế? Năm 1989, tại thành phố Tây An, một nhóm khảo cổ học đã phát hiện ra 21 lò gốm chế tác tượng đất với quy mô lớn. Theo thẩm định của giới chuyên môn, di tích này có niên đại cách đây khoảng 2.100 năm. Đồng thời, họ cũng khai quật được hàng nghìn bức tượng nhỏ bằng đất nung. Trong đó, các bằng chứng đã chỉ ra lò nung sản xuất để phục vụ cho Tần Thủy Hoàng. Các lò nung này có quy mô lớn, sản lượng cao và trong đó có tới 2 lò vẫn lưu trữ rất nhiều phôi tượng. Mỗi lò có thể chứa từ 350 đến 400 phôi tượng đất nung. Như vậy là 21 lò gốm này có thể trong một lần sản xuất ra từ 7.000 cho tới 8.000 bức tượng đất nung với quy mô lớn. Các nhà khảo cổ học cho rằng không có gì ngạc nhiên khi số lượng binh sĩ đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng lại lớn như vậy. Từ những thông tin thu thập được, giới khảo cổ có thể dự đoán về quy trình chế tác các bức tượng. Các nghệ nhân đã chế tạo các bộ phận cơ thể chính bao gồm bàn chân và cẳng chân của các chiến binh trước tiên, đầu vào cánh tay của cơ thể, sau đó được làm riêng. Mỗi một nét biểu cảm trên khuôn mặt, cách ăn vận quần áo, tư thế đứng đều khác nhau. Chẳng khác gì có hàng nghìn người đứng làm mẫu cho các thợ điêu khắc vậy. Để thuận lợi cho việc hoàn thành và giúp các bức tượng không bị biến dạng, thợ thủ công đã chia tượng ra thành 6 bộ phận khác nhau, bao gồm tứ chi, đầu và thân rỗng. Họ nung từng bộ phận riêng lẻ, sau đó mới tiến hành ghép lại thành tượng hoàn chỉnh. Vậy thì tại sao các nhà khảo cổ học vẫn chưa thể khai quật được toàn bộ lăng mộ Tần Thủy Hoàng? Của cải châu báu hay quân đội đất nung mà chúng ta vừa phân tích thực ra cũng chỉ là những thứ nằm ngoài rìa của ngôi mộ. Còn phía sâu bên trong vẫn là một chủ đề thu hút sự quan tâm của giới khảo cổ. Nhiều người đã nghĩ về một lời nguyền đáng sợ cho những ai dám khai quật lăng mộ. Tuy nhiên, điều này không hẳn đúng. Vào những năm 1980, sử dụng công nghệ quét cộng hưởng từ, các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Đức đã phát hiện ra rằng đất trong ngọn đồi chôn cất phía trên lăng mộ có nồng độ thủy ngân cao hơn nhiều so với những nơi khác. Họ ước tính nồng độ thủy ngân ở trong lăng mộ cao gấp 280 lần mức bình thường và có thể lên tới 100 tấn. Điều này khá trùng hợp với những ghi chép trong bộ sử ký Tư Mã Thiên về dòng sông Thủy Ngân bí ẩn trong lăng mộ Tần Hoàng Đế. Theo ghi chép của nhà sử học Tư Mã Thiên, bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng tồn tại hàng trăm con sông bằng thủy ngân. Điều này xuất phát từ nỗi ám ảnh của ông. Theo các ghi chép còn sót lại từ thời Tần, Tần Thủy Hoàng là người bị ám ảnh bởi cái chết. Tần Thủy Hoàng sợ cái chết đến nỗi sẵn sàng loại bỏ người thân cận để bảo toàn bí mật, ám sát hoàng thân, thiêu đốt dân quân để đoạt mộng làm chủ thiên hạ. Những năm cuối đời, Tần Thủy Hoàng sợ cái chết và nguyện vọng tìm kiếm một thứ thuốc trường sinh giúp ông sống và an vị mãi mãi. Ông cấp cho quan Tử Phúc một tàu chở hàng trăm đồng nam và đồng nữ tìm kiếm núi Bồng Lai thần bí. Trong truyền thuyết của Trung Quốc, Bồng Lai Tam Đảo tức ba đảo tiên gồm Bồng Lao, Phương Trượng và Doanh Châu nằm ở vịnh Bột Hải. Người đời truyền tay nhau rằng tại đây có một quả mang đến trường sinh. Tuy nhiên nhiệm vụ chắc chắn là thất bại. Tần Thủy Hoàng ngay lập tức quay sang đầu tư nghiên cứu giả kim thuật. Song dường như vì quá lo sợ cái chết sẽ ập đến nên mọi vị thuốc được người đời đồn đại ca tụng Tần Thủy Hoàng đều thử. Trong số đó có cả thủy ngân. Ông được cho là đã dùng chu sa hay còn được biết đến là chất sunfua thủy ngân với hy vọng kéo dài tuổi thọ. Vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, người Trung Quốc cổ đại tin rằng đặc tính kỳ diệu của thủy ngân
sẽ chữa khỏi các bệnh lây nhiễm thịnh hành lúc đó. Thậm chí các bệnh dường như không liên quan như khó tiêu, trầm cảm và các bệnh tim mạch. Do đó các nhà giả kỹ thuật Trung Hoa đã điều chế các hợp chất thủy ngân, thường bằng cách trộn thủy ngân lỏng với các chất độc hại khác như lưu huỳnh. Những hợp chất này được dành riêng cho giới thượng lưu giàu có, những người khao khát sự bất tử. Chớ trêu thay, chính thủy ngân có thể đã là yếu tố gây ra cái chết sớm cho Tần Thủy Hoàng. Ông ấy uống tất cả những viên thủy ngân này vì muốn bất tử, và nó đã giết chết ông ấy ở tuổi 39. Bên cạnh đó, những dòng sông thủy ngân này cũng được cho là đóng vai trò như một chất bảo quản thi hài của Tần Đế, tránh trường hợp xác chết biến dạng vì phân hủy. Chưa dừng lại tại đó, dựa theo ghi chép của nhà sử học Tư Mã Thiên, các nhà khảo cổ tìm thấy chi tiết kể rằng ngôi mộ đã được giăng bẫy nhằm ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Các nghệ nhân được giao nhiệm vụ chế tạo cung tên nhằm đẩy lùi bất kỳ kẻ nào xâm phạm. Việc bố trí bẫy nỏ trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng cụ thể ra sao, cho tới ngày nay vẫn chưa có cách xác định. Tuy nhiên, thông qua khai quật đội quân đất nung bên ngoài lăng mộ Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một loại nỏ làm từ chất liệu gỗ dâu. Loại vũ khí này là kình nỏ, lực sát thương rất mạnh. Theo ước tính, nỏ có tầm bắn hơn 800 mét, sức căng lên tới 350 kg và tự động vận hành. Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra rằng có một vách đá sâu khoảng 7 mét được xây dựng bên trong lăng mộ và có rất nhiều cắt lún trên vách đá. Những kẻ trộm mộ mỗi khi đột nhập có thể bị nhấn chìm bởi loại cắt này. Không loại trừ khả năng những cạm bẫy này vẫn hoạt động tốt sau hơn 2.000 năm. Đó cũng là lý do khiến việc khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở thời điểm này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài ra, người ta còn đồn rằng bên trong ngôi mộ có những chiếc đèn được gọi là đèn vĩnh cửu. Khi phát hiện ra chúng, các nhà khảo cổ học đều kinh hãi vì chúng vẫn luôn cháy rực, như thể ngàn năm qua chưa từng tắt, bất chấp môi trường tăm tối ẩm thấp dưới lòng đất sâu như vậy. Điều này nghe có vẻ phản khoa học, nhưng thực chất những chiếc đèn này không chỉ được tìm thấy ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Ở một số lăng mộ cổ khác, hay thậm chí ở Ai Cập, Hy Lạp, người ta cũng từng ghi nhận sự tồn tại của ngọn đèn vĩnh cửu. Ban đầu, chúng cũng được cho là những tình tiết được người đời đồn thổi và không có thật. Nhưng về sau, thực tế cho thấy ánh sáng vĩnh hằng này có tồn tại. Một giả thiết đã được đưa ra từ lâu rằng những ngọn đèn không bao giờ tắt được thắp sáng từ một nguyên liệu đặc biệt là mỡ cá voi, chứ không phải nến sáp như thông thường. Có ghi chép trong các sách cổ của Trung Quốc cho biết mỡ cá voi từng được dùng để thắp sáng vì chúng có độ bền vô cùng cao. Bên cạnh đó, đèn cũng được thiết kế một cách đặc biệt sao cho mỡ cá voi chảy ra lại rơi xuống bình chứa, từ đó có thể tái sử dụng bất tận. Tuy nhiên, cách giải thích này về sau bị phản bác khá nhiều vì muốn đèn cháy cả ngàn năm vẫn là phi lý. Sau biết bao thế kỷ tranh cãi, cuối cùng, một nhà hóa học người Mỹ tên Simon Affick cũng đã công bố một công trình nghiên cứu nhận được rất nhiều sự đồng tình của giới khảo cổ lẫn khoa học khắp thế giới, giải thích về ngọn đèn vĩnh cửu. Affick đã dành ra 30 năm trời thực hiện nghiên cứu, đồng thời thực hiện 700 lần thí nghiệm mới có đáp án cuối cùng. Trong 700 lần thí nghiệm, Affick đã thử đủ mọi nhiên liệu, điều chỉnh tỷ lệ khác nhau để cho ra được một loại nhiên liệu đặc biệt làm từ phốt pho trắng trộn với các chất cháy khác. Loại chất mới này có tính chất rất dễ bắt lửa, có thể tự phát cháy và khó bay hơi. Ngày xưa, khi xây dựng mộ, tiền nhân đã dùng đèn thắp sáng bằng chất này để soi đường. Đến khi hầm mộ được đóng lại, oxy cạn kiệt dần, đèn cũng sẽ tự tắt. Điểm mấu chốt của nó là khi cửa mộ được mở ra, oxy trong không khí lại bay vào và đèn lại một lần nữa được bật sáng. Sau tất cả, không có ánh sáng vĩnh cửu nào như mọi người nhầm tưởng, mà chỉ có một ngọn đèn tự phát sáng mà thôi. Những người vào sau không biết rằng ánh sáng đã tắt từ lâu trước khi họ bước vào lăng mộ, nên có ảo giác rằng ánh sáng đã cháy hàng ngàn năm. Sau tất cả, không có ánh sáng vĩnh cửu nào như mọi người nhầm tưởng, mà chỉ có ngọn đèn tự phát sáng mà thôi. Đó cũng có thể là thứ ánh sáng mời gọi sự tò mò của hậu thế để chạm vào lớp trầm tích hàng nghìn năm tại ngôi mộ này. Tam giác Bermuda, một trong những vùng biển đáng sợ nhất trên thế giới, nơi tàu, máy bay có vào không có ra khi đi qua khu vực nằm ở Tây Bắc Đại Tây Dương,
được giới hạn bởi ba đỉnh của một hình tam giác, gồm quần đảo Bermuda, thành phố Miami và đảo Puerto Rico. Vùng biển này có tên gọi trên là do được đô đốc người Tây Ban Nha Juan Bermuda khám phá ra vào năm 1503. Hơn 170 năm qua, nơi đây trở thành nỗi ám ảnh hãi hùng, kích thích trí tò mò của nhân loại trong việc tìm kiếm nguyên nhân khiến thành viên của các thủy thủ và phi hành đoàn mất tích bí ẩn. Từ năm 1851 đến nay, ước tính đã có hơn 8.000 trường hợp mất tích được ghi nhận. Dù giới khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết cho hiện tượng này, nhưng đến nay vẫn chưa có một lý giải nào được đánh giá là xác đáng. Nổi tiếng nhất trong số những vụ mất tích bí ẩn tại tam giác quỷ Bermuda có lẽ phải kể đến năm chiếc máy bay ném bom TBM Avenger của Hải quân Mỹ trong chương trình bay huấn luyện có tên Flight 19 đã đồng loạt biến mất không dấu vết cùng phi hành đoàn vào ngày 5 tháng 12 năm 1945 khi bay qua vùng biển này. Tuy nhiên, không phải đợi đến năm 1945 khi năm chiếc máy bay cùng mất tích, dư luận mới chú ý đến những điều lạ lùng xảy ra trên khu vực tam giác quỷ. Vùng biển bao phủ diện tích lên đến nửa triệu km vuông, lớn gấp 1,5 lần diện tích Việt Nam. Năm 1492, khi nhà thám hiểm người Ý Christopher Columbus trong chuyến rong buồm từ Đông sang Tây đã đề cập đến vùng biển này, với ghi nhận các la bàn trên tàu khi qua đây đều bị chệch hướng, chỉ loạn xạ. Ngoài ra, ông còn nhìn thấy những ánh sáng kỳ lạ không giải thích được. Đến năm 1918, tàu USS Cyclops của Hải quân Mỹ chở theo 309 thủy thủ đoàn sau khi rời cảng ở Barbados cũng đã mất tích ở khu vực này. Các vụ việc xảy ra rải rác được ghi nhận từ năm 1851 cho đến năm 2005 vẫn còn xảy ra với trường hợp tàu chở hàng El Faro chở theo 33 thành viên mất tích ngoài khơi quần đảo Bahamas thuộc vùng tam giác quỷ. Những bí ẩn mất tích không có lời giải cứ thế chất chồng, hòa quyện cùng huyền thoại đã phủ lên vùng biển này sự kinh sợ, đồng thời kích thích trí tò mò tìm hiểu nguyên nhân. Trở lại vụ năm chiếc máy bay TBM Avenger mất tích, một chiếc máy bay tìm kiếm PBM Mariner của Hải quân Mỹ đã được cử đi tìm năm chiếc máy bay này, nhưng rồi cũng cùng chung số phận biến mất không dấu vết khi tiến vào khu vực Bermuda. Một vụ mất tích nữa cũng hay được nhắc đến, gắn liền với bí ẩn của tam giác quỷ, đó là sự kiện con tàu ma Mary Celeste. Theo lịch trình, Mary Celeste rời Giona vào ngày 7 tháng 11 năm 1872. Đến ngày 4 tháng 12 năm 1872, các thủy thủ trên tàu Gratiade nhìn thấy con tàu này đang trôi trên biển ở khu vực tam giác Bermuda, hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Đã có rất nhiều lời giải thích cho các hiện tượng biến mất của các tàu thuyền và máy bay không để lại dấu vết ở khu vực này. Nhưng các nhà nghiên cứu vẫn chưa có một kết luận chung. Tam giác quỷ Bermuda vẫn là một huyền thoại được bao phủ bởi tấm màn bí ẩn, khơi dậy sự tò mò nhưng đầy sợ hãi. Bermuda là đề tài muôn thuở khơi gợi nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà văn và các nhà làm phim Hollywood khai thác. Các nhà khoa học từ nhiều năm qua đã ghi nhận, dưới đáy vùng biển Bermuda có những khe nứt ngầm thuộc hàng sâu nhất thế giới, phần lớn có độ sâu trung bình 5.791 mét, trong khi ở góc tam giác, phía nam gần khe nứt Puerto Rico, đáy biển sâu đến 8.229 mét. Dọc theo rìa lục địa châu Mỹ, vùng biển này có vô số bãi cạn và dạn đá ngầm vô cùng nguy hiểm. Theo lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết, các dòng nước khi qua các dạng đá ngầm này tạo thành những vùng xoáy vô cùng nguy hiểm. Một số yếu tố đóng vai trò quan trọng trong các vụ tai nạn ở tam giác Bermuda là nơi đây có dòng hải lưu Gulf Stream cực mạnh chảy cắt ngang qua. Dòng hải lưu này theo mô tả là mạnh và hỗn loạn đến mức có thể xóa sạch dấu vết của các thi thể cùng xác tàu của một vụ tai nạn vừa xảy ra. Ngoài ra, thời tiết khu vực này rất phức tạp, thường xuyên xuất hiện những cơn bão và vòi rồng, đặc biệt là vào mùa hè với sức gió lên đến 190 km/h. Các cơn bão ở khu vực này không kéo dài nhưng mãnh liệt, hình thành và tan biến một cách nhanh chóng, không bị vệ tinh giám sát phát hiện. Đây thật sự là thảm họa với tàu thuyền và các máy bay qua khu vực. Các nhận định trên từng được xem xét nhiều lần, nhưng câu trả lời cho những vụ mất tích bí ẩn ở Bermuda xem ra vẫn chưa thỏa đáng. Và điều này khiến dư luận hướng đến một giả thuyết mới vừa được phát hiện gần đây. Biến động từ trường là một trong những giả thuyết được các nhà khoa học sớm đặt ra để lý giải cho hiện tượng la bàn chỉ loạn xạ khi qua vùng biển này. Khái niệm vùng dị thường từ ra đời chỉ nơi từ trường của trái đất tại những nơi này bị biến động cục bộ.
Nguyên nhân được giải thích là do cấu tạo lì hóa của các lớp đất đá tại những nơi như tam giác quỷ Bermuda bị biến đổi kéo theo từ tính nhiễu loạn. Điển hình là vùng dị thường từ Mapimi ở Mexico, nơi các loại sóng như sóng vệ tinh, sóng radio khi đến đây đều không thể hoạt động được. Vùng dị thường từ Nam Đại Tây Dương khiến nhiều vệ tinh bay trên khu vực này bị hỏng. Khu vực xung quanh kim tự tháp Giza ở Ai Cập cũng ghi nhận tình trạng nhiễu động tương tự. Đáng chú ý là cả ba địa điểm Mapimi, Bermuda và vùng dị thường từ Nam Đại Tây Dương nhìn trên bản đồ đều nằm trên cùng một đường thẳng. Nhiễu loạn từ có thể là nguyên nhân khiến các thiết bị định vị trên tàu và máy bay bị hỏng, đưa đến những tai nạn bất ngờ. Những vụ nổ khí methane dưới đáy biển là một giả thuyết khác đến từ nghiên cứu được giới khoa học công bố vào tháng 3 năm 2016 về các miệng núi lửa dưới đáy biển Barents ngoài khơi Na Uy. Theo đó, cách đây khoảng 11.700 năm, khí methane dưới tầng đáy đại dương gặp nhiệt độ ấm dần của nước biển đã gây ra những vụ nổ khí giải phóng áp lực khổng lồ, tạo ra các miệng núi lửa dưới lòng biển. Dựa vào kết quả nghiên cứu này, truyền thông quốc tế đặt giả thuyết có thể do các vụ nổ khí methane dưới lòng biển khiến mặt đất tầng đáy sụt bất ngờ, gây ra bong bóng khí lan tỏa lên bề mặt nước khiến tàu thuyền đi qua bị lật. Tuy nhiên giả thiết này không giải thích được vì sao máy bay tuốt lên trời lại rơi khi qua tam giác quỷ. Tờ Express của Anh vào năm 2017 đã đưa ra giả thuyết chỉnh những đám mây lục giác thông qua hiện tượng thời tiết hiếm gặp, gọi là microburst, đã gây ra các tai nạn. Ảnh chụp vệ tinh gần đây cho thấy những đám mây lục giác này hình thành dày đặc phía trên bầu trời vùng tam giác quỷ. Theo đó, loại hình thời tiết microburst hình thành nên những đám mây lục giác phát triển dựa trên quá trình một cơn bão di chuyển trên mặt biển. Khi bão quét qua, nó sẽ trở thành một chiếc phễu hút không khí từ cao xuống thấp. Luồng không khí di chuyển theo chiều thẳng đứng này có thể đạt vận tốc khủng khiếp lên đến 270 km/h. Luồng không khí di chuyển từ trên xuống thành dòng như một trận lốc xoáy thực thụ. Khi chạm đất, nó sẽ tỏa đi ở các hướng khác nhau, mang theo một lượng nước mưa khổng lồ, ngưng tụ từ hơi nước từ các đám mây phía trên trút xuống. Chỉ dấu nhận biết hiện tượng microburst đang diễn ra là việc các đám mây hình lục giác xuất hiện dày đặc. Các đám mây này tạo ra cơn bão hình thành phễu hút không khí thành dòng. Tiến sĩ Steve Miller, nhà khí tượng vệ tinh tại trường đại học bang Colorado, đã đưa ra kết luận này sau thời gian dài cùng các đồng sự nghiên cứu. Dùng hệ thống vệ tinh radar kiểm tra các đám mây hình lục giác nằm ngoài khơi bờ biển bang Florida và bên trên quần đảo Bahamas thuộc vùng tam giác quỷ, Miller phát hiện bên dưới những đám mây lục giác bay nhăn nhản phía trên khu Bermuda là luồng không khí bị hút từ trên xuống với sức gió đạt đến 270 km/h. Với sức gió này khi quét qua mặt biển có thể tạo nên những con sóng cao đến 14 mét. Sức hút của luồng không khí có thể tạo ra vùng nguy hiểm với đường kính từ 30 đến 88 km đối với tàu và máy bay. Những đám mây đó trở thành những quả bom khí hút và lật đổ mọi thứ di chuyển ngang qua. Đây có thể là lời giải cho bí ẩn tam giác quỷ tồn tại nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên, người ta cũng ghi nhận hiện tượng microburst ở nhiều khu vực khác ở vùng biển Bắc và các vùng biển khác của châu Âu. Nhưng vì sao chỉ có khu vực Bermuda là xảy ra thảm nạn? Việc này cần các nhà khoa học đào sâu tìm hiểu hơn trong thời gian tới. Bất chấp hàng loạt giả thuyết được đưa ra để lý giải cho bí ẩn về những vụ mất tích tại tam giác quỷ Bermuda suốt nhiều thế kỷ, nguyên nhân đến nay vẫn còn là ẩn số. Tàu, máy bay khi qua khu vực này vẫn cần phải cẩn trọng. Mỗi khi có sự cố xảy ra, chủ đề Bermuda lại hâm nóng các trang báo. Hồi tháng 5 năm 2015, dư luận lại hồi hộp khi hay tin tàu du lịch Norwegian Dawn của Na Uy chở theo 3.700 người đã mắc cạn khi đi qua Kingsgap, khu vực biển nằm trong vùng biển tam giác quỷ. ABC News dẫn tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết con tàu mắc cạn khi hệ thống cấp điện bỗng dưng dừng hoạt động, khiến động cơ đẩy của tàu bị ảnh hưởng. Sự cố khiến các hành khách lẫn thủy thủ đoàn được phen thót tim khi họ nhận ra vị trí tàu mắc cạn thuộc vùng tam giác quỷ. Dù sau đó hệ thống cấp điện trên tàu đã tái hoạt động, không ai bị thương sau vụ việc, nhưng sự cố này đã nhanh chóng lan nhanh trên mặt báo toàn cầu. Vụ việc cho thấy chủ đề Bermuda không bao giờ hết nóng. Một trong những người đi đầu trong việc phản bác những huyền thoại về vùng biển Bermuda là Lawrence David Koch tại Đại học bang Arizona, Mỹ. Năm 1975, trong tác phẩm Giải mã bí ẩn tam giác Bermuda,
ông đã lần lượt đưa ra các quan điểm bác lại những điều huyền hoặc quanh nơi đây. Cách khảo sát của Kutch là quan sát tình hình thời tiết trên các báo và những ngày các vụ tai nạn xảy ra, rồi kết luận rằng thật ra huyền thoại này chỉ là sự hiểu lầm trong quá trình giải thích các hiện tượng. Theo ông, tỷ lệ các vụ mất tích tại vùng biển Tam Giác Quỷ không hề lớn hơn tỷ lệ mất tích của các phương tiện tại bất cứ vùng biển nào trên thế giới. Trong các giả thuyết đặt ra về nguyên nhân mất tích tại vùng biển này, không hề tính toán đến các cơn bão xảy ra trong ngày tai nạn. Theo ông, Bermuda là vùng biển thường xuyên xảy ra các cơn bão nhiệt đới, nên khả năng xảy ra các vụ tai nạn không có gì khó hiểu. Ngoài ra, theo Kutch, để huyền thoại hóa bí ẩn tại Bermuda, truyền thông đã đưa tin dựa trên những con số thống kê lỏng lẻo. Một con tàu dù gặp sự cố ở vùng biển Bermuda, nhưng khi ra được khỏi khu vực này, cập cảng an toàn thì không thấy số liệu thống kê được chỉnh sửa lại, làm dư luận cho rằng tỷ lệ mất tích nơi đây có vẻ cao hơn những vùng biển khác. Thậm chí ông còn ghi nhận một số vụ mất tích đã bị phóng đại, như vụ một máy bay được cho là rơi trước mặt hàng trăm người tại vịnh Daytona, bang Florida vào năm 1937. Tuy nhiên, khi dò lại thông tin trên các mặt báo thì hoàn toàn không thấy thông tin này. Liệu huyền thoại về Bermuda có đơn giản chỉ là sự việc bị phóng đại lên? Đồng quan điểm với David Kutch là cựu binh thuộc Hải quân Mỹ Howard Rosenberg. Lấy ví dụ về chiếc máy bay tìm kiếm PBM Mariner chở theo 13 người, sau đó cũng một đi không trở về khi được cử đi tìm kiếm 5 chiếc máy bay ném bom TBM Avenger của Hải quân Mỹ trong chương trình bay huấn luyện có tên Flight 19 đã đồng loạt biến mất không dấu vết cùng phi hành đoàn vào ngày 5 tháng 12 năm 1945 trên vùng biển Bermuda. Rosenberg cho rằng vụ mất tích này cũng bị phóng đại. Ông cho rằng chiếc PBM Mariner thường được mệnh danh là bình xăng bay, có khả năng nó đã gặp sự cố hỏa hoạn gây ra vụ mất tích. Cần biết, trong hai chiếc PBM Mariner được phái đi tìm kiếm trên cùng khu vực biển, một chiếc vẫn trở về bình thường. Rosenberg đồng tình với quan điểm của Kutch, cho rằng tỷ lệ các vụ mất tích tại vùng biển Tam Giác Quỷ không hề lớn hơn tỷ lệ mất tích của các phương tiện tại bất cứ vùng biển nào trên thế giới. Cựu binh này nhấn mạnh, khu vực Tam Giác Bermuda là một trong những nơi có mật độ giao thông cao nhất thế giới. Khi số lượng tàu và máy bay di chuyển qua đây càng lớn, khả năng xảy ra tai nạn với các loại phương tiện này sẽ càng cao. Trong khi đó, Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ NOAA lại quy nguyên nhân về yếu tố thời tiết là các cơn bão nhiệt đới như Kutch từng nhận định cách đây vài thập kỷ. Theo NOAA, các hiện tượng bão xoáy và bão nhiệt đới thường xuyên xảy ra ở vùng biển Bermuda. Khi thời tiết thay đổi đột ngột, tạo ra vùng nhiễu động dễ khiến tàu, máy bay gặp nguy hiểm khi đi ngang qua. Theo đó, tại khu vực Bermuda nói riêng và vùng biển Caribe nói chung, có nhiều đảo nhỏ liền kề nhau, tạo ra những vùng nước cạn gây nguy hiểm cho tàu qua lại. Khi các tàu bị tai nạn, dòng hải lưu Gulf Stream chảy ngang qua đủ mạnh để cuốn xác tàu vỡ, xóa sổ dấu vết của mọi phương tiện. Vùng Tam Giác Quỷ cũng là nơi có nhiều cá mập, chúng sẽ rỉa xác của các nạn nhân, kết hợp với dòng hải lưu Gulf Stream sẽ khiến mọi vụ mất tích trở thành bí ẩn. NOAA cảnh báo, khu vực Tam Giác Quỷ rất nguy hiểm khi thời tiết xấu hoặc chuyển xấu. Tuy nhiên, kết luận của NOAA về các vùng nước cạn lại không lý giải được vì sao máy bay tuốt trên trời cũng gặp tai nạn. Vì thế, họ chỉ đưa ra nhận định hoặc thời tiết xấu hoặc do vùng nước cạn quanh các đảo là nguyên nhân. Kết luận đó cũng chưa thật sự thuyết phục. Từ giả thuyết tâm linh đến các loại hình thời tiết, hiện tượng vật lý bất thường như nhiễu động từ trường từ hàng thế kỷ qua đều đã được đưa ra, nhưng không vì thế mà làm giảm đi sức hút, sự tò mò của nhân loại về Bermuda. Vùng biển này vẫn còn là ẩn số về nguyên nhân xảy ra các tai nạn, cần những lý giải xác đáng hơn trong tương lai. Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, nổi tiếng với lối cai trị tàn nhẫn. Dưới thời Tần Thủy Hoàng đã có rất nhiều công trình nổi tiếng được xây dựng. Trong số đó phải kể đến hai công trình để đời của ông là Vạn Lý Trường Thành và khu lăng mộ của chính mình. Lăng mộ này được giữ bí mật tuyệt đối, nên tới hơn 2.000 năm sau, hậu thế mới tình cờ phát hiện. Nơi đây như một cung điện dưới lòng đất và ẩn chứa vô vàn bí mật rợn người. Vậy những bí ẩn đó là gì? Theo sử ký của nhà sử học Tư Mã Thiên, lăng mộ Tần Thủy Hoàng có hàng loạt chuyến thuyền, xe ngựa cùng với 12 bức tượng. Tất cả đều được làm bằng đồng. Ngoài ra còn có những con chim bằng vàng, vô số kho báu khác. Để kiểm chứng điều này, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã dùng kỹ thuật scan để khám phá khu vực lăng mộ.
Từ đây, họ phát hiện ra một lượng lớn đồng xu cổ nằm bên dưới ngôi mộ chưa mở. Michael Pesci, cựu chủ tịch Ủy ban Lăng mộ và Công trình Quốc tế đã cho rằng những đồng xu cổ này chính là kho báu quốc gia được chôn dưới lăng mộ. Ông cho biết những đồng xu thời nhà Tần hầu hết được làm bằng đồng và một số là bằng bạc. Tuy nhiên, theo ông, chừng nào các nhà khảo cổ chưa thể tìm ra cách bảo vệ những đồng xu thì khối tiền đó vẫn nên để nguyên tại chỗ. Sau đó vào năm 2020, những con lạc đà vàng và bạc cũng đã được khai quật từ ngôi mộ. Theo báo cáo của Mạng Khoa học Xã hội Trung Quốc, những con lạc đà này đều được làm theo giống lạc đà xuất hiện sớm nhất tại Trung Quốc. 3 năm sau, người ta tìm thấy một chiếc xe ngựa 4 bánh bằng gỗ trong khu vực ngoại thành của lăng mộ. Xe có một chiếc ô hình chữ nhật được trang trí công phu và vẫn được bảo quản tốt. Theo đài truyền hình Thiểm Tây, cỗ xe này là loại xe được sử dụng sớm nhất ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhóm khai quật còn tìm thấy một cỗ xe cừu. Họ tìm thấy 6 bộ xương cừu được xếp thành một hàng ở phía tây lăng mộ Tần Thủy Hoàng, cách thành phố Tây An vài dặm về phía đông bắc thuộc tỉnh Thiểm Tây. Mặc dù phần thân chính của cỗ xe đã xuống cấp, nhưng các chuyên gia vẫn có thể suy ra mục đích của nó nhờ những tàn tích còn sót lại của các phụ kiện dùng để kéo cỗ xe. Jiang Wenxiao, lúc này là người đứng đầu dự án khảo cổ học, đã lưu ý rằng xe ngựa và xe bò kéo rất phổ biến thời Trung Hoa cổ đại. Nhưng xe cừu kéo là một loại xe cực kỳ hiếm. Chúng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Ông cho biết, truyền thuyết phổ biến nhất nói về người sáng lập triều đại Tây Tấn từ năm 266 đến 290 sau Công Nguyên, từ Mã Diện. Ông được cho là đã cưỡi xe cừu kéo quanh cung điện của mình hàng đêm và ngủ ở bất cứ nơi nào đàn cừu dừng lại. Việc phát hiện ra xe cừu trong ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng đã chứng minh rằng loại xe này thực chất đã được sử dụng từ những năm trước Công Nguyên. Các nhà khảo cổ học cũng phát hiện ra một lượng lớn xe ngựa bằng đồng và các hiện vật liên quan đến ngựa, kèm theo các công cụ bằng sắt và vũ khí bằng đồng. Những phát hiện này đã cung cấp những hiểu biết mới về thời đại mà các công cụ bằng sắt bắt đầu xuất hiện. Ngoài những cỗ xe quý, khu lăng mộ này còn nổi tiếng với hình ảnh đội quân đất Nung, vẫn còn để lại nhiều câu hỏi cho giới khảo cổ. Theo NBC News, vào năm 1974, khi đang đào giếng ở miền đông Trung Quốc, thì một người đàn ông đã để chiếc thuyền của mình đâm trúng một thứ. Khi nhìn gần, ông phát hiện ra đây là đầu của một người đàn ông. Kiểm tra kỹ hơn, ông thấy vật thể đó được làm từ đất sét chứ không phải xương thật. Ông tiếp tục đào một chỗ khác và phát hiện ra bên dưới khu vườn ăn trái là một đội quân hàng nghìn người được làm từ đất Nung với kích thước ngang ngửa người thật. Đi kèm đó là hàng trăm con ngựa, xe ngựa và vũ khí bằng đồng. Họ đã báo cho nhà khảo cổ học Zhao Kangmin. Khi nhận được thông tin, ông đã đến và tiến hành khai quật. Ông bắt đầu miệt mài ghép những mảnh vỡ lại với nhau. Một số mảnh có kích thước bằng móng tay. Vậy nên ông phải mất 3 ngày mới hoàn thành 2 chiến binh đất Nung cao 1,78 mét. Tính đến thời điểm hiện tại, có 4 hố đã được khai quật. Hố đầu tiên chứa các bức tượng bộ binh. Hố thứ hai chứa các bức tượng về cung thủ, chiến xa, bộ binh và kỵ binh. Theo quan sát từ các chuyên gia Trung Quốc, thì có lẽ những bức tượng tại hố thứ hai đã mô phỏng lại các nhân vật tại một đồn điền. Hố thứ ba nhỏ hơn nhiều, chứa các bức tượng quan chức cấp cao và hố thứ tư là để trống. Đến nay, 8.000 chiến binh bằng đất Nung đã được tìm thấy, nhưng các nhà khảo cổ học đã nghi ngờ nhiều hố vẫn chưa được khám phá và con số có thể sẽ tăng lên nhiều hơn. Đội quân đất Nung này được xem là kỳ quan của kỳ quan và gây chấn động giới khảo cổ trên toàn thế giới. Điều này là bởi các bức tượng có kích thước thật của chúng ta như những người lính thực sự. Đồng thời, họ cũng có những đường nét khác nhau, không bức tượng nào giống tượng nào. Vậy thì các bức tượng đất Nung này được làm ra vì mục đích gì? Dựa trên sử ký của Tư Mã Thiên, thì sau khi thống nhất 6 nước, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa đã bắt đầu tiến hành xây dựng lăng mộ cùng binh đoàn đất Nung của mình. Hơn 100.000 người ở khắp nơi trên đất nước đã được huy động để xây lăng mộ cho ông suốt 39 năm. Lý do Tần Thủy Hoàng làm vậy là vì ông từng có một giấc mơ rất đáng sợ. Nhiều đêm ông mơ thấy oan hồn của kẻ thù đến đòi mạng, khiến ông phải dùng kiếm để tự sát. Sau khi tỉnh lại, Tần Thủy Hoàng đã vô cùng sợ hãi. Ông lo khi mình qua đời, kẻ thù sẽ đến báo thù, nên lập tức ra lệnh
chôn một số lượng lớn chiến binh mô phỏng cùng các vị tướng lĩnh nhà Tần để theo bảo vệ khi ông tạ thế. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, những bức tượng dù đã bị mai một theo thời gian, nhưng kết cấu cũng như hình dạng cơ bản vẫn được bảo toàn tương đối hoàn hảo. Không ít chuyên gia đã khẳng định tượng binh mã trong lăng Tần Thủy Hoàng được tạo tác dựa trên nguyên mẫu người thật. Các nhà khảo cổ học tin vào điều đó khi so sánh vành tay của các bức tượng này. Một nhóm đến từ Đại học College London đã sử dụng máy tính để phân tích 30 đôi tay chiến binh được chụp tại lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Họ muốn biết các đường gờ ở vành tay có đặc trưng hay không. Kết quả cho thấy không có hai chiếc tay nào giống nhau hết. Đây là một kết quả khá bất ngờ đối với giới khảo cổ học. Nó cho thấy khả năng điêu khắc của nghệ nhân thời Tần thật sự rất tốt. Nhưng nhờ đâu mà những người chế tác có thể làm ra hàng nghìn tượng đất nông như thế? Năm 1989, tại thành phố Tây An, một nhóm khảo cổ học đã phát hiện ra 21 lò gốm chế tác tượng đất với quy mô lớn. Theo thẩm định của giới chuyên môn, di tích này có niên đại cách đây khoảng 2.100 năm. Đồng thời, họ cũng khai quật được hàng nghìn bức tượng nhỏ bằng đất nung. Trong đó, các bằng chứng đã chỉ ra lò nung sản xuất để phục vụ cho Tần Thủy Hoàng. Các lò nung này có quy mô lớn, sản lượng cao và trong đó có tới 2 lò vẫn lưu trữ rất nhiều phôi tượng. Mỗi lò có thể chứa từ 350 đến 400 phôi tượng đất nung. Như vậy là 21 lò gốm này có thể trong một lần sản xuất ra từ 7.000 cho tới 8.000 bức tượng đất nung với quy mô lớn. Các nhà khảo cổ học cho rằng không có gì ngạc nhiên khi số lượng binh sĩ đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng lại lớn như vậy. Từ những thông tin thu thập được, giới khảo cổ có thể dự đoán về quy trình chế tác các bức tượng. Các nghệ nhân đã chế tạo các bộ phận cơ thể chính bao gồm bàn chân và cẳng chân của các chiến binh trước tiên, đầu vào cánh tay của cơ thể, sau đó được làm riêng. Mỗi một nét biểu cảm trên khuôn mặt, cách ăn vận quần áo, tư thế đứng đều khác nhau. Chẳng khác gì có hàng nghìn người đứng làm mẫu cho các thợ điêu khắc vậy. Để thuận lợi cho việc hoàn thành và giúp các bức tượng không bị biến dạng, thợ thủ công đã chia tượng ra thành 6 bộ phận khác nhau, bao gồm tứ chi, đầu và thân rỗng. Họ nung từng bộ phận riêng lẻ, sau đó mới tiến hành ghép lại thành tượng hoàn chỉnh. Vậy thì tại sao các nhà khảo cổ học vẫn chưa thể khai quật được toàn bộ lăng mộ Tần Thủy Hoàng? Của cải châu báu hay quân đội đất nung mà chúng ta vừa phân tích thực ra cũng chỉ là những thứ nằm ngoài rìa của ngôi mộ. Còn phía sâu bên trong vẫn là một chủ đề thu hút sự quan tâm của giới khảo cổ. Nhiều người đã nghĩ về một lời nguyền đáng sợ cho những ai dám khai quật lăng mộ. Tuy nhiên, điều này không hẳn đúng. Vào những năm 1980, sử dụng công nghệ quét cộng hưởng từ, các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Đức đã phát hiện ra rằng đất trong ngọn đồi chôn cất phía trên lăng mộ có nồng độ thủy ngân cao hơn nhiều so với những nơi khác. Họ ước tính nồng độ thủy ngân ở trong lăng mộ cao gấp 280 lần mức bình thường và có thể lên tới 100 tấn. Điều này khá trùng hợp với những ghi chép trong bộ sử ký Tư Mã Thiên về dòng sông thủy ngân bí ẩn trong lăng mộ Tần Hoàng Đế. Theo ghi chép của nhà sử học Tư Mã Thiên, bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng tồn tại hàng trăm con sông bằng thủy ngân. Điều này xuất phát từ nỗi ám ảnh của ông. Theo các ghi chép còn sót lại từ thời Tần, Tần Thủy Hoàng là người bị ám ảnh bởi cái chết. Tần Thủy Hoàng sợ cái chết đến nỗi sẵn sàng loại bỏ người thân cận để bảo toàn bí mật. Ám sát hoàng thân, thiêu đốt dân quân để đoạt mộng làm chủ thiên hạ. Những năm cuối đời, Tần Thủy Hoàng sợ cái chết và nguyện vọng tìm kiếm một thứ thuốc trường sinh giúp ông sống và an vị mãi mãi. Ông cấp cho quan Tử Phúc một tàu chở hàng trăm đồng nam và đồng nữ tìm kiếm núi Bồng Lai thần bí. Trong truyền thuyết của Trung Quốc, Bồng Lai Tam Đảo tức ba đảo tiên gồm Bồng Lao, Phương Trượng và Doanh Châu nằm ở vịnh Bột Hải. Người đời truyền tay nhau rằng tại đây có một quả mang đến trường sinh. Tuy nhiên nhiệm vụ chắc chắn là thất bại. Tần Thủy Hoàng ngay lập tức quay sang đầu tư nghiên cứu giả kim thuật. Song dường như vì quá lo sợ cái chết sẽ ập đến, nên mọi vị thuốc được người đời đồn đại ca tụng, Tần Thủy Hoàng đều thử. Trong số đó có cả thủy ngân. Ông được cho là đã dùng chu sa, hay còn được biết đến là chất sunfua thủy ngân, với hy vọng kéo dài tuổi thọ. Vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, người Trung Quốc cổ đại tin rằng đặc tính kỳ diệu của thủy ngân sẽ chữa khỏi các bệnh lây nhiễm thịnh hành lúc đó.
thậm chí các bệnh dường như không liên quan như khó tiêu, trầm cảm và các bệnh tim mạch. Do đó, các nhà giả kỹ thuật Trung Hoa đã điều chế các hợp chất thủy ngân, thường bằng cách trộn thủy ngân lỏng với các chất độc hại khác như lưu huỳnh. Những hợp chất này được dành riêng cho giới thượng lưu giàu có, những người khao khát sự bất tử. Chớ trêu thay, chính thủy ngân có thể đã là yếu tố gây ra cái chết sớm cho Tần Thủy Hoàng. Ông ấy uống tất cả những viên thủy ngân này vì muốn bất tử, và nó đã giết chết ông ấy ở tuổi 39. Bên cạnh đó, những dòng sông thủy ngân này cũng được cho là đóng vai trò như một chất bảo quản thi hài của Tần Đế, tránh trường hợp xác chết biến dạng vì phân hủy. Chưa dừng lại tại đó, dựa theo ghi chép của nhà sử học Tư Mã Thiên, các nhà khảo cổ tìm thấy chi tiết kể rằng ngôi mộ đã được giăng bẫy nhằm ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Các nghệ nhân được giao nhiệm vụ chế tạo cung tên nhằm đẩy lùi bất kỳ kẻ nào xâm phạm. Việc bố trí bẫy nỏ trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng cụ thể ra sao, cho tới ngày nay vẫn chưa có cách xác định. Tuy nhiên, thông qua khai quật đội quân đất nung bên ngoài lăng mộ Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một loại nỏ làm từ chất liệu gỗ dâu. Loại vũ khí này là kình nỏ, lực sát thương rất mạnh. Theo ước tính, nỏ có tầm bắn hơn 800 mét, sức căng lên tới 350 kg và tự động vận hành. Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra rằng có một vách đá sâu khoảng 7 mét được xây dựng bên trong lăng mộ và có rất nhiều cắt lún trên vách đá. Những kẻ trộm mộ mỗi khi đột nhập có thể bị nhấn chìm bởi loại cắt này. Không loại trừ khả năng những cạm bẫy này vẫn hoạt động tốt sau hơn 2.000 năm. Đó cũng là lý do khiến việc khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở thời điểm này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài ra, người ta còn đồn rằng bên trong ngôi mộ có những chiếc đèn được gọi là đèn vĩnh cửu. Khi phát hiện ra chúng, các nhà khảo cổ học đều kinh hãi vì chúng vẫn luôn cháy rực, như thể ngàn năm qua chưa từng tắt, bất chấp môi trường tăm tối ẩm thấp dưới lòng đất sâu như vậy. Điều này nghe có vẻ phản khoa học, nhưng thực chất những chiếc đèn này không chỉ được tìm thấy ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Ở một số lăng mộ cổ khác, hay thậm chí ở Ai Cập, Hy Lạp, người ta cũng từng ghi nhận sự tồn tại của ngọn đèn vĩnh cửu. Ban đầu, chúng cũng được cho là những tình tiết được người đời đồn thổi và không có thật. Nhưng về sau, thực tế cho thấy ánh sáng vĩnh hằng này có tồn tại. Một giả thiết đã được đưa ra từ lâu rằng những ngọn đèn không bao giờ tắt được thắp sáng từ một nguyên liệu đặc biệt là mỡ cá voi, chứ không phải nến sáp như thông thường. Có ghi chép trong các sách cổ của Trung Quốc cho biết mỡ cá voi từng được dùng để thắp sáng vì chúng có độ bền vô cùng cao. Bên cạnh đó, đèn cũng được thiết kế một cách đặc biệt sao cho mỡ cá voi chảy ra lại rơi xuống bình chứa, từ đó có thể tái sử dụng bất tận. Tuy nhiên, cách giải thích này về sau bị phản bác khá nhiều vì muốn đèn cháy cả ngàn năm vẫn là phi lý. Sau biết bao thế kỷ tranh cãi, cuối cùng, một nhà hóa học người Mỹ tên Simon Affick cũng đã công bố một công trình nghiên cứu nhận được rất nhiều sự đồng tình của giới khảo cổ lẫn khoa học khắp thế giới, giải thích về ngọn đèn vĩnh cửu. Affick đã dành ra 30 năm trời thực hiện nghiên cứu, đồng thời thực hiện 700 lần thí nghiệm mới có đáp án cuối cùng. Trong 700 lần thí nghiệm, Affick đã thử đủ mọi nhiên liệu, điều chỉnh tỷ lệ khác nhau để cho ra được một loại nhiên liệu đặc biệt làm từ phốt pho trắng trộn với các chất cháy khác. Loại chất mới này có tính chất rất dễ bắt lửa, có thể tự phát cháy và khó bay hơi. Ngày xưa, khi xây dựng mộ, tiền nhân đã dùng đèn thắp sáng bằng chất này để soi đường. Đến khi hầm mộ được đóng lại, oxy cạn kiệt dần, đèn cũng sẽ tự tắt. Điểm mấu chốt của nó là khi cửa mộ được mở ra, oxy trong không khí lại bay vào và đèn lại một lần nữa được bật sáng. Sau tất cả, không có ánh sáng vĩnh cửu nào như mọi người nhầm tưởng, mà chỉ có một ngọn đèn tự phát sáng mà thôi. Những người vào sau không biết rằng ánh sáng đã tắt từ lâu trước khi họ bước vào lăng mộ, nên có ảo giác rằng ánh sáng đã cháy hàng ngàn năm. Sau tất cả, không có ánh sáng vĩnh cửu nào như mọi người nhầm tưởng, mà chỉ có ngọn đèn tự phát sáng mà thôi. Đó cũng có thể là thứ ánh sáng mời gọi sự tò mò của hậu thế để chạm vào lớp trầm tích hàng nghìn năm tại ngôi mộ này. Tam giác Bermuda, một trong những vùng biển đáng sợ nhất trên thế giới, nơi tàu, máy bay có vào không có ra khi đi qua khu vực nằm ở Tây Bắc Đại Tây Dương, được giới hạn bởi ba đỉnh của một hình tam giác.
gồm quần đảo Bermuda, thành phố Miami và đảo Puerto Rico. Vùng biển này có tên gọi trên là do được đô đốc người Tây Ban Nha Juan Bermuda khám phá ra vào năm 1503. Hơn 170 năm qua, nơi đây trở thành nỗi ám ảnh hãi hùng, kích thích trí tò mò của nhân loại trong việc tìm kiếm nguyên nhân khiến thành viên của các thủy thủ và phi hành đoàn mất tích bí ẩn. Từ năm 1851 đến nay, ước tính đã có hơn 8.000 trường hợp mất tích được ghi nhận. Dù giới khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết cho hiện tượng này, nhưng đến nay vẫn chưa có một lý giải nào được đánh giá là xác đáng. Nổi tiếng nhất trong số những vụ mất tích bí ẩn tại tam giác quỷ Bermuda có lẽ phải kể đến năm chiếc máy bay ném bom TBM Avenger của Hải quân Mỹ trong chương trình bay huấn luyện có tên Flight 19 đã đồng loạt biến mất không dấu vết cùng phi hành đoàn vào ngày 5 tháng 12 năm 1945 khi bay qua vùng biển này. Tuy nhiên, không phải đợi đến năm 1945 khi năm chiếc máy bay cùng mất tích, dư luận mới chú ý đến những điều lạ lùng xảy ra trên khu vực tam giác quỷ. Vùng biển bao phủ diện tích lên đến nửa triệu km vuông, lớn gấp 1,5 lần diện tích Việt Nam. Năm 1492, khi nhà thám hiểm người Ý Christopher Columbus trong chuyến rong buồm từ Đông sang Tây đã đề cập đến vùng biển này, với ghi nhận các la bàn trên tàu khi qua đây đều bị chệch hướng, chỉ loạn xạ. Ngoài ra, ông còn nhìn thấy những ánh sáng kỳ lạ không giải thích được. Đến năm 1918, tàu USS Cyclops của Hải quân Mỹ chở theo 309 thủy thủ đoàn sau khi rời cảng ở Barbados cũng đã mất tích ở khu vực này. Các vụ việc xảy ra rải rác được ghi nhận từ năm 1851 cho đến năm 2005 vẫn còn xảy ra với trường hợp tàu chở hàng El Faro chở theo 33 thành viên mất tích ngoài khơi quần đảo Bahamas thuộc vùng tam giác quỷ. Những bí ẩn mất tích không có lời giải cứ thế chất chồng, hòa quyện cùng huyền thoại đã phủ lên vùng biển này sự kinh sợ, đồng thời kích thích trí tò mò tìm hiểu nguyên nhân. Trở lại vụ năm chiếc máy bay TBM Avenger mất tích, một chiếc máy bay tìm kiếm PBM Mariner của Hải quân Mỹ đã được cử đi tìm năm chiếc máy bay này, nhưng rồi cũng cùng chung số phận biến mất không dấu vết khi tiến vào khu vực Bermuda. Một vụ mất tích nữa cũng hay được nhắc đến, gắn liền với bí ẩn của tam giác quỷ, đó là sự kiện con tàu ma Mary Celeste. Theo lịch trình, Mary Celeste rời Giona vào ngày 7 tháng 11 năm 1872. Đến ngày 4 tháng 12 năm 1872, các thủy thủ trên tàu Gracia D nhìn thấy con tàu này đang trôi trên biển ở khu vực tam giác Bermuda, hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Đã có rất nhiều lời giải thích cho các hiện tượng biến mất của các tàu thuyền và máy bay không để lại dấu vết ở khu vực này. Nhưng các nhà nghiên cứu vẫn chưa có một kết luận chung. Tam giác quỷ Bermuda vẫn là một huyền thoại được bao phủ bởi tấm màn bí ẩn, khơi dậy sự tò mò nhưng đầy sợ hãi. Bermuda là đề tài muôn thuở khơi gợi nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà văn và các nhà làm phim Hollywood khai thác. Các nhà khoa học từ nhiều năm qua đã ghi nhận, dưới đáy vùng biển Bermuda có những khe nứt ngầm thuộc hàng sâu nhất thế giới. Phần lớn có độ sâu trung bình 5.791 mét. Trong khi ở góc tam giác, phía nam gần khe nứt Puerto Rico, đáy biển sâu đến 8.229 mét. Dọc theo rìa lục địa châu Mỹ, vùng biển này có vô số bãi cạn và dạn đá ngầm vô cùng nguy hiểm. Theo lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết, các dòng nước khi qua các dạn đá ngầm này tạo thành những vùng xoáy vô cùng nguy hiểm. Một số yếu tố đóng vai trò quan trọng trong các vụ tai nạn ở tam giác Bermuda là nơi đây có dòng hải lưu Gulf Stream cực mạnh chảy cắt ngang qua. Dòng hải lưu này theo mô tả là mạnh và hỗn loạn đến mức có thể xóa sạch dấu vết của các thi thể cùng xác tàu của một vụ tai nạn vừa xảy ra. Ngoài ra, thời tiết khu vực này rất phức tạp, thường xuyên xuất hiện những cơn bão và vòi rồng, đặc biệt là vào mùa hè với sức gió lên đến 190 km/h. Các cơn bão ở khu vực này không kéo dài nhưng mãnh liệt, hình thành và tan biến một cách nhanh chóng, không bị vệ tinh giám sát phát hiện. Đây thật sự là thảm họa với tàu thuyền và các máy bay qua khu vực. Các nhận định trên từng được xem xét nhiều lần, nhưng câu trả lời cho những vụ mất tích bí ẩn ở Bermuda xem ra vẫn chưa thỏa đáng. Và điều này khiến dư luận hướng đến một giả thuyết mới vừa được phát hiện gần đây. Biến động từ trường là một trong những giả thuyết được các nhà khoa học sớm đặt ra để lý giải cho hiện tượng la bàn chỉ loạn xạ khi qua vùng biển này. Khái niệm vùng dị thường từ ra đời chỉ nơi từ trường của trái đất tại những nơi này bị biến động cục bộ.
Nguyên nhân được giải thích là do cấu tạo lý hóa của các lớp đất đá tại những nơi như tam giác quỷ Bermuda bị biến đổi kéo theo từ tính nhiễu loạn. Điển hình là vùng dị thường từ Mapimi ở Mexico, nơi các loại sóng như sóng vệ tinh, sóng radio khi đến đây đều không thể hoạt động được. Vùng dị thường từ Nam Đại Tây Dương khiến nhiều vệ tinh bay trên khu vực này bị hỏng. Khu vực xung quanh kim tự tháp Giza ở Ai Cập cũng ghi nhận tình trạng nhiễu động tương tự. Đáng chú ý là cả ba địa điểm Mapimi, Bermuda và vùng dị thường từ Nam Đại Tây Dương nhìn trên bản đồ đều nằm trên cùng một đường thẳng. Nhiễu loạn từ có thể là nguyên nhân khiến các thiết bị định vị trên tàu và máy bay bị hỏng, đưa đến những tai nạn bất ngờ. Những vụ nổ khí methane dưới đáy biển là một giả thuyết khác đến từ nghiên cứu được giới khoa học công bố vào tháng 3 năm 2016 về các miệng núi lửa dưới đáy biển Barren, ngoài khơi Na Uy. Theo đó, cách đây khoảng 11.700 năm, khí methane dưới tầng đáy đại dương gặp nhiệt độ ấm dần của nước biển đã gây ra những vụ nổ khí giải phóng áp lực khổng lồ, tạo ra các miệng núi lửa dưới lòng biển. Dựa vào kết quả nghiên cứu này, truyền thông quốc tế đặt giả thuyết có thể do các vụ nổ khí methane dưới lòng biển khiến mặt đất tầng đáy sụt bất ngờ, gây ra bong bóng khí lan tỏa lên bề mặt nước khiến tàu thuyền đi qua bị lật. Tuy nhiên giả thiết này không giải thích được vì sao máy bay tuốt lên trời lại rơi khi qua tam giác quỷ. Tờ Express của Anh vào năm 2017 đã đưa ra giả thuyết chỉnh những đám mây lục giác thông qua hiện tượng thời tiết hiếm gặp, gọi là microburst, đã gây ra các tai nạn. Ảnh chụp vệ tinh gần đây cho thấy những đám mây lục giác này hình thành dày đặc phía trên bầu trời vùng tam giác quỷ. Theo đó, loại hình thời tiết microburst hình thành nên những đám mây lục giác phát triển dựa trên quá trình một cơn bão di chuyển trên mặt biển. Khi bão quét qua, nó sẽ trở thành một chiếc phễu hút không khí từ cao xuống thấp. Luồng không khí di chuyển theo chiều thẳng đứng này có thể đạt vận tốc khủng khiếp lên đến 270 km/h. Luồng không khí di chuyển từ trên xuống thành dòng như một trận lốc xoáy thực thụ. Khi chạm đất, nó sẽ tỏa đi ở các hướng khác nhau, mang theo một lượng nước mưa khổng lồ, ngưng tụ từ hơi nước từ các đám mây phía trên trút xuống. Chỉ dấu nhận biết hiện tượng microburst đang diễn ra là việc các đám mây hình lục giác xuất hiện dày đặc. Các đám mây này tạo ra cơn bão hình thành phễu hút không khí thành dòng. Tiến sĩ Steve Miller, nhà khí tượng vệ tinh tại trường đại học bang Colorado, đã đưa ra kết luận này sau thời gian dài cùng các đồng sự nghiên cứu. Dùng hệ thống vệ tinh radar kiểm tra các đám mây hình lục giác nằm ngoài khơi bờ biển bang Florida và bên trên quần đảo Bahamas thuộc vùng tam giác quỷ, Miller phát hiện bên dưới những đám mây lục giác bay nhăn nhản phía trên khu Bermuda là luồng không khí bị hút từ trên xuống với sức gió đạt đến 270 km/h. Với sức gió này khi quét qua mặt biển có thể tạo nên những con sóng cao đến 14 mét. Sức hút của luồng không khí có thể tạo ra vùng nguy hiểm với đường kính từ 30 đến 88 km đối với tàu và máy bay. Những đám mây đó trở thành những quả bom khí hút và lật đổ mọi thứ di chuyển ngang qua. Đây có thể là lời giải cho bí ẩn tam giác quỷ tồn tại nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên, người ta cũng ghi nhận hiện tượng microburst ở nhiều khu vực khác ở vùng biển Bắc và các vùng biển khác của châu Âu. Nhưng vì sao chỉ có khu vực Bermuda là xảy ra thảm nạn? Việc này cần các nhà khoa học đào sâu tìm hiểu hơn trong thời gian tới. Bất chấp hàng loạt giả thuyết được đưa ra để lý giải cho bí ẩn về những vụ mất tích tại tam giác quỷ Bermuda suốt nhiều thế kỷ, nguyên nhân đến nay vẫn còn là ẩn số. Tàu, máy bay khi qua khu vực này vẫn cần phải cẩn trọng. Mỗi khi có sự cố xảy ra, chủ đề Bermuda lại hâm nóng các trang báo. Hồi tháng 5 năm 2015, dư luận lại hồi hộp khi hay tin tàu du lịch Norwegian Dawn của Na Uy chở theo 3.700 người đã mắc cạn khi đi qua Kingsguap, khu vực biển nằm trong vùng biển tam giác quỷ. ABC News dẫn tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết con tàu mắc cạn khi hệ thống cấp điện bỗng dưng dừng hoạt động, khiến động cơ đẩy của tàu bị ảnh hưởng. Sự cố khiến các hành khách lẫn thủy thủ đoàn được phen thót tim khi họ nhận ra vị trí tàu mắc cạn thuộc vùng tam giác quỷ. Dù sau đó hệ thống cấp điện trên tàu đã tái hoạt động, không ai bị thương sau vụ việc, nhưng sự cố này đã nhanh chóng lan nhanh trên mặt báo toàn cầu. Vụ việc cho thấy chủ đề Bermuda không bao giờ hết nóng. Một trong những người đi đầu trong việc phản bác những huyền thoại về vùng biển Bermuda là Lawrence David Koch tại Đại học bang Arizona, Mỹ. Năm 1975, trong tác phẩm Giải mã bí ẩn tam giác Bermuda,
Ông đã lần lượt đưa ra các quan điểm bác lại những điều huyền hoặc quanh nơi đây. Cách khảo sát của Kutch là quan sát tình hình thời tiết trên các báo và những ngày các vụ tai nạn xảy ra, rồi kết luận rằng thật ra huyền thoại này chỉ là sự hiểu lầm trong quá trình giải thích các hiện tượng. Theo ông, tỷ lệ các vụ mất tích tại vùng biển Tam Giác Quỷ không hề lớn hơn tỷ lệ mất tích của các phương tiện tại bất cứ vùng biển nào trên thế giới. Trong các giả thuyết đặt ra về nguyên nhân mất tích tại vùng biển này, không hề tính toán đến các cơn bão xảy ra trong ngày tai nạn. Theo ông, Bermuda là vùng biển thường xuyên xảy ra các cơn bão nhiệt đới, nên khả năng xảy ra các vụ tai nạn không có gì khó hiểu. Ngoài ra, theo Kutch, để huyền thoại hóa bí ẩn tại Bermuda, truyền thông đã đưa tin dựa trên những con số thống kê lỏng lẻo. Một con tàu dù gặp sự cố ở vùng biển Bermuda, nhưng khi ra được khỏi khu vực này, cập cảng an toàn thì không thấy số liệu thống kê được chỉnh sửa lại, làm dư luận cho rằng tỷ lệ mất tích nơi đây có vẻ cao hơn những vùng biển khác. Thậm chí ông còn ghi nhận một số vụ mất tích đã bị phóng đại, như vụ một máy bay được cho là rơi trước mặt hàng trăm người tại vịnh Daytona, bang Florida vào năm 1937. Tuy nhiên, khi dò lại thông tin trên các mặt báo thì hoàn toàn không thấy thông tin này. Liệu huyền thoại về Bermuda có đơn giản chỉ là sự việc bị phóng đại lên? Đồng quan điểm với David Kutch là cựu binh thuộc Hải quân Mỹ Howard Rosenberg. Lấy ví dụ về chiếc máy bay tìm kiếm PBM Mariner chở theo 13 người, sau đó cũng một đi không trở về khi được cử đi tìm kiếm 5 chiếc máy bay ném bom TBM Avenger của Hải quân Mỹ trong chương trình bay huấn luyện có tên Flight 19 đã đồng loạt biến mất không dấu vết cùng phi hành đoàn vào ngày 5 tháng 12 năm 1945 trên vùng biển Bermuda. Rosenberg cho rằng vụ mất tích này cũng bị phóng đại. Ông cho rằng chiếc PBM Mariner thường được mệnh danh là bình xăng bay, có khả năng nó đã gặp sự cố hỏa hoạn gây ra vụ mất tích. Cần biết, trong hai chiếc PBM Mariner được phái đi tìm kiếm trên cùng khu vực biển, một chiếc vẫn trở về bình thường. Rosenberg đồng tình với quan điểm của Kutch cho rằng tỷ lệ các vụ mất tích tại vùng biển Tam Giác Quỷ không hề lớn hơn tỷ lệ mất tích của các phương tiện tại bất cứ vùng biển nào trên thế giới. Cựu binh này nhấn mạnh, khu vực Tam Giác Bermuda là một trong những nơi có mật độ giao thông cao nhất thế giới. Khi số lượng tàu và máy bay di chuyển qua đây càng lớn, khả năng xảy ra tai nạn với các loại phương tiện này sẽ càng cao. Trong khi đó, Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ NOAA lại quy nguyên nhân về yếu tố thời tiết là các cơn bão nhiệt đới như Kutch từng nhận định cách đây vài thập kỷ. Theo NOAA, các hiện tượng bão xoáy và bão nhiệt đới thường xuyên xảy ra ở vùng biển Bermuda. Khi thời tiết thay đổi đột ngột, tạo ra vùng nhiễu động dễ khiến tàu, máy bay gặp nguy hiểm khi đi ngang qua. Theo đó, tại khu vực Bermuda nói riêng và vùng biển Caribe nói chung, có nhiều đảo nhỏ liền kề nhau, tạo ra những vùng nước cạn gây nguy hiểm cho tàu qua lại. Khi các tàu bị tai nạn, dòng hải lưu Gulf Stream chảy ngang qua đủ mạnh để cuốn xác tàu vỡ, xóa sổ dấu vết của mọi phương tiện. Vùng Tam Giác Quỷ cũng là nơi có nhiều cá mập, chúng sẽ rỉa xác của các nạn nhân, kết hợp với dòng hải lưu Gulf Stream sẽ khiến mọi vụ mất tích trở thành bí ẩn. NOAA cảnh báo, khu vực Tam Giác Quỷ rất nguy hiểm khi thời tiết xấu hoặc chuyển xấu. Tuy nhiên, kết luận của NOAA về các vùng nước cạn lại không lý giải được vì sao máy bay tuốt trên trời cũng gặp tai nạn. Vì thế, họ chỉ đưa ra nhận định, hoặc thời tiết xấu, hoặc do vùng nước cạn quanh các đảo là nguyên nhân. Kết luận đó cũng chưa thật sự thuyết phục. Từ giả thuyết tâm linh đến các loại hình thời tiết, hiện tượng vật lý bất thường như nhiễu động từ trường từ hàng thế kỷ qua đều đã được đưa ra, nhưng không vì thế mà làm giảm đi sức hút, sự tò mò của nhân loại về Bermuda. Vùng biển này vẫn còn là ẩn số về nguyên nhân xảy ra các tai nạn, cần những lý giải xác đáng hơn trong tương lai. Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, nổi tiếng với lối cai trị tàn nhẫn. Dưới thời Tần Thủy Hoàng đã có rất nhiều công trình nổi tiếng được xây dựng. Trong số đó phải kể đến hai công trình để đời của ông là Vạn Lý Trường Thành và khu lăng mộ của chính mình. Lăng mộ này được giữ bí mật tuyệt đối, nên tới hơn 2.000 năm sau, hậu thế mới tình cờ phát hiện. Nơi đây như một cung điện dưới lòng đất và ẩn chứa vô vàn bí mật rợn người. Vậy những bí ẩn đó là gì? Theo sử ký của nhà sử học Tư Mã Thiên, lăng mộ Tần Thủy Hoàng có hàng loạt chuyến thuyền, xe ngựa cùng với 12 bức tượng. Tất cả đều được làm bằng đồng. Ngoài ra còn có những con chim bằng vàng, vô số kho báu khác. Để kiểm chứng điều này, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã dùng kỹ thuật scan để khám phá khu vực lăng mộ.
Từ đây, họ phát hiện ra một lượng lớn đồng xu cổ nằm bên dưới ngôi mộ chưa mở. Michael Pesci, cựu chủ tịch Ủy ban Lăng mộ và Công trình Quốc tế đã cho rằng những đồng xu cổ này chính là kho báu quốc gia được chôn dưới lăng mộ. Ông cho biết những đồng xu thời nhà Tần hầu hết được làm bằng đồng và một số là bằng bạc. Tuy nhiên, theo ông, chừng nào các nhà khảo cổ chưa thể tìm ra cách bảo vệ những đồng xu thì khối tiền đó vẫn nên để nguyên tại chỗ. Sau đó vào năm 2020, những con lạc đà vàng và bạc cũng đã được khai quật từ ngôi mộ. Theo báo cáo của Mạng Khoa học Xã hội Trung Quốc, những con lạc đà này đều được làm theo giống lạc đà xuất hiện sớm nhất tại Trung Quốc. 3 năm sau, người ta tìm thấy một chiếc xe ngựa 4 bánh bằng gỗ trong khu vực ngoại thành của lăng mộ. Xe có một chiếc ô hình chữ nhật được trang trí công phu và vẫn được bảo quản tốt. Theo đài truyền hình Thiểm Tây, cỗ xe này là loại xe được sử dụng sớm nhất ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhóm khai quật còn tìm thấy một cỗ xe cừu. Họ tìm thấy 6 bộ xương cừu được xếp thành một hàng ở phía tây lăng mộ Tần Thủy Hoàng, cách thành phố Tây An vài dặm về phía đông bắc thuộc tỉnh Thiểm Tây. Mặc dù phần thân chính của cỗ xe đã xuống cấp, nhưng các chuyên gia vẫn có thể suy ra mục đích của nó nhờ những tàn tích còn sót lại của các phụ kiện dùng để kéo cỗ xe. Jiang Wenxiao, lúc này là người đứng đầu dự án khảo cổ học, đã lưu ý rằng xe ngựa và xe bò kéo rất phổ biến thời Trung Hoa cổ đại. Nhưng xe cừu kéo là một loại xe cực kỳ hiếm, chúng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Ông cho biết, truyền thuyết phổ biến nhất nói về người sáng lập triều đại Tây Tấn từ năm 266 đến 290 sau Công nguyên, từ Mã Diện. Ông được cho là đã cưỡi xe cừu kéo quanh cung điện của mình hàng đêm và ngủ ở bất cứ nơi nào đàn cừu dừng lại. Việc phát hiện ra xe cừu trong ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng đã chứng minh rằng loại xe này thực chất đã được sử dụng từ những năm trước Công nguyên. Các nhà khảo cổ học cũng phát hiện ra một lượng lớn xe ngựa bằng đồng và các hiện vật liên quan đến ngựa, kèm theo các công cụ bằng sắt và vũ khí bằng đồng. Những phát hiện này đã cung cấp những hiểu biết mới về thời đại mà các công cụ bằng sắt bắt đầu xuất hiện. Ngoài những cỗ xe quý, khu lăng mộ này còn nổi tiếng với hình ảnh đội quân đất Nung vẫn còn để lại nhiều câu hỏi cho giới khảo cổ. Theo NBC News, vào năm 1974, khi đang đào giếng ở miền đông Trung Quốc, thì một người đàn ông đã để chiếc thủng của mình đâm trúng một thứ. Khi nhìn gần, ông phát hiện ra đây là đầu của một người đàn ông. Kiểm tra kỹ hơn, ông thấy vật thể đó được làm từ đất sét chứ không phải xương thật. Ông tiếp tục đào một chỗ khác và phát hiện ra bên dưới khu vườn ăn trái là một đội quân hàng nghìn người được làm từ đất Nung với kích thước ngang ngửa người thật. Đi kèm đó là hàng trăm con ngựa, xe ngựa và vũ khí bằng đồng. Họ đã báo cho nhà khảo cổ học Zhao Kangmin. Khi nhận được thông tin, ông đã đến và tiến hành khai quật. Ông bắt đầu miệt mài ghép những mảnh vỡ lại với nhau. Một số mảnh có kích thước bằng móng tay. Vậy nên ông phải mất 3 ngày mới hoàn thành 2 chiến binh đất Nung cao 1,78 mét. Tính đến thời điểm hiện tại, có 4 hố đã được khai quật. Hố đầu tiên chứa các bức tượng bộ binh. Hố thứ 2 chứa các bức tượng về cung thủ, chiến xa, bộ binh và kỵ binh. Theo quan sát từ các chuyên gia Trung Quốc, thì có lẽ những bức tượng tại hố thứ 2 đã mô phỏng lại các nhân vật tại một đồn điền. Hố thứ 3 nhỏ hơn nhiều, chứa các bức tượng quan chức cấp cao và hố thứ 4 là để trống. Đến nay, 8.000 chiến binh bằng đất Nung đã được tìm thấy, nhưng các nhà khảo cổ học đã nghi ngờ nhiều hố vẫn chưa được khám phá và con số có thể sẽ tăng lên nhiều hơn. Đội quân đất Nung này được xem là kỳ quan của kỳ quan và gây chấn động giới khảo cổ trên toàn thế giới. Điều này là bởi các bức tượng có kích thước thật của chúng ta như những người lính thực sự. Đồng thời, họ cũng có những đường nét khác nhau, không bức tượng nào giống tượng nào. Vậy thì các bức tượng đất Nung này được làm ra vì mục đích gì? Dựa trên sử ký của Tư Mã Thiên, thì sau khi thống nhất 6 nước, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa đã bắt đầu tiến hành xây dựng lăng mộ cùng binh đoàn đất Nung của mình. Hơn 100.000 người ở khắp nơi trên đất nước đã được huy động để xây lăng mộ cho ông suốt 39 năm. Lý do Tần Thủy Hoàng làm vậy là vì ông từng có một giấc mơ rất đáng sợ. Nhiều đêm ông mơ thấy oan hồn của kẻ thù đến đòi mạng, khiến ông phải dùng kiếm để tự sát. Sau khi tỉnh lại, Tần Thủy Hoàng đã vô cùng sợ hãi. Ông lo khi mình qua đời, kẻ thù sẽ đến báo thù, nên lập tức ra lệnh
chôn một số lượng lớn chiến binh mô phỏng cùng các vị tướng lĩnh nhà Tần để theo bảo vệ khi ông tạ thế. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, những bức tượng dù đã bị mai một theo thời gian, nhưng kết cấu cũng như hình dạng cơ bản vẫn được bảo toàn tương đối hoàn hảo. Không ít chuyên gia đã khẳng định tượng binh mã trong lăng Tần Thủy Hoàng được tạo tác dựa trên nguyên mẫu người thật. Các nhà khảo cổ học tin vào điều đó khi so sánh vành tay của các bức tượng này. Một nhóm đến từ Đại học College London đã sử dụng máy tính để phân tích 30 đôi tay chiến binh được chộp tại lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Họ muốn biết các đường gờ ở vành tay có đặc trưng hay không. Kết quả cho thấy không có hai chiếc tay nào giống nhau hết. Đây là một kết quả khá bất ngờ đối với giới khảo cổ học. Nó cho thấy khả năng điêu khắc của nghệ nhân thời Tần thật sự rất tốt. Nhưng nhờ đâu mà những người chế tác có thể làm ra hàng nghìn tượng đất nông như thế? Năm 1989, tại thành phố Tây An, một nhóm khảo cổ học đã phát hiện ra 21 lò gốm chế tác tượng đất với quy mô lớn. Theo thẩm định của giới chuyên môn, di tích này có niên đại cách đây khoảng 2.100 năm. Đồng thời, họ cũng khai quật được hàng nghìn bức tượng nhỏ bằng đất nung. Trong đó, các bằng chứng đã chỉ ra lò nung sản xuất để phục vụ cho Tần Thủy Hoàng. Các lò nung này có quy mô lớn, sản lượng cao và trong đó có tới 2 lò vẫn lưu trữ rất nhiều phôi tượng. Mỗi lò có thể chứa từ 350 đến 400 phôi tượng đất nung. Như vậy là 21 lò gốm này có thể cho một lần sản xuất ra từ 7.000 cho tới 8.000 bức tượng đất nung với quy mô lớn. Các nhà khảo cổ học cho rằng không có gì ngạc nhiên khi số lượng binh sĩ đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng lại lớn như vậy. Từ những thông tin thu thập được, giới khảo cổ có thể dự đoán về quy trình chế tác các bức tượng. Các nghệ nhân đã chế tạo các bộ phận cơ thể chính bao gồm bàn chân và cẳng chân của các chiến binh trước tiên, đầu vào cánh tay của cơ thể, sau đó được làm riêng. Mỗi một nét biểu cảm trên khuôn mặt, cách ăn vận quần áo, tư thế đứng đều khác nhau. Chẳng khác gì có hàng nghìn người đứng làm mẫu cho các thợ điêu khắc vậy. Để thuận lợi cho việc hoàn thành và giúp các bức tượng không bị biến dạng, thợ thủ công đã chia tượng ra thành 6 bộ phận khác nhau, bao gồm tứ chi, đầu và thân rỗng. Họ nung từng bộ phận riêng lẻ, sau đó mới tiến hành ghép lại thành tượng hoàn chỉnh. Vậy thì tại sao các nhà khảo cổ học vẫn chưa thể khai quật được toàn bộ lăng mộ Tần Thủy Hoàng? Của cải châu báu hay quân đội đất nung mà chúng ta vừa phân tích thực ra cũng chỉ là những thứ nằm ngoài rìa của ngôi mộ. Còn phía sâu bên trong vẫn là một chủ đề thu hút sự quan tâm của giới khảo cổ. Nhiều người đã nghĩ về một lời nguyền đáng sợ cho những ai dám khai quật lăng mộ. Tuy nhiên, điều này không hẳn đúng. Vào những năm 1980, sử dụng công nghệ quét cộng hưởng từ, các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Đức đã phát hiện ra rằng đất trong ngọn đồi chôn cất phía trên lăng mộ có nồng độ thủy ngân cao hơn nhiều so với những nơi khác. Họ ước tính nồng độ thủy ngân ở trong lăng mộ cao gấp 280 lần mức bình thường và có thể lên tới 100 tấn. Điều này khá trùng hợp với những ghi chép trong bộ sử ký Tư Mã Thiên về dòng sông thủy ngân bí ẩn trong lăng mộ Tần Hoàng Đế. Theo ghi chép của nhà sử học Tư Mã Thiên, bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng tồn tại hàng trăm con sông bằng thủy ngân. Điều này xuất phát từ nỗi ám ảnh của ông. Theo các ghi chép còn sót lại từ thời Tần, Tần Thủy Hoàng là người bị ám ảnh bởi cái chết. Tần Thủy Hoàng sợ cái chết đến nỗi sẵn sàng loại bỏ người thân cận để bảo toàn bí mật. Ám sát hoàng thân, thiêu đốt dân quân để đoạt mộng làm chủ thiên hạ. Những năm cuối đời, Tần Thủy Hoàng sợ cái chết và nguyện vọng tìm kiếm một thứ thuốc trường sinh giúp ông sống và an vị mãi mãi. Ông cấp cho quan Tử Phúc một tàu chở hàng trăm đồng nam và đồng nữ tìm kiếm núi Bồng Lai thần bí. Trong truyền thuyết của Trung Quốc, Bồng Lai Tam Đảo tức ba đảo tiên gồm Bồng Lao, Phương Trượng và Doanh Châu nằm ở vịnh Bột Hải. Người đời truyền tay nhau rằng tại đây có một quả mang đến trường sinh. Tuy nhiên nhiệm vụ chắc chắn là thất bại. Tần Thủy Hoàng ngay lập tức quay sang đầu tư nghiên cứu giả kim thuật. Song dường như vì quá lo sợ cái chết sẽ ập đến nên mọi vị thuốc được người đời đồn đại ca tụng Tần Thủy Hoàng đều thử. Trong số đó có cả thủy ngân. Ông được cho là đã dùng chu sa hay còn được biết đến là chất sunfua thủy ngân với hy vọng kéo dài tuổi thọ. Vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, người Trung Quốc cổ đại tin rằng đặc tính kỳ diệu của thủy ngân sẽ chữa khỏi các bệnh lây nhiễm thịnh hành lúc đó.
thậm chí các bệnh dường như không liên quan như khó tiêu, trầm cảm và các bệnh tim mạch. Do đó, các nhà giả kỹ thuật Trung Hoa đã điều chế các hợp chất thủy ngân, thường bằng cách trộn thủy ngân lỏng với các chất độc hại khác như lưu huỳnh. Những hợp chất này được dành riêng cho giới thượng lưu giàu có, những người khao khát sự bất tử. Chớ trêu thay, chính thủy ngân có thể đã là yếu tố gây ra cái chết sớm cho Tần Thủy Hoàng. Ông ấy uống tất cả những viên thủy ngân này vì muốn bất tử, và nó đã giết chết ông ấy ở tuổi 39. Bên cạnh đó, những dòng sông thủy ngân này cũng được cho là đóng vai trò như một chất bảo quản thi hài của Tần Đế, tránh trường hợp xác chết biến dạng vì phân hủy. Chưa dừng lại tại đó, dựa theo ghi chép của nhà sử học Tư Mã Thiên, các nhà khảo cổ tìm thấy chi tiết kể rằng ngôi mộ đã được giăng bẫy nhằm ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Các nghệ nhân được giao nhiệm vụ chế tạo cung tên nhằm đẩy lùi bất kỳ kẻ nào xâm phạm. Việc bố trí bẫy nỏ trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng cụ thể ra sao, cho tới ngày nay vẫn chưa có cách xác định. Tuy nhiên, thông qua khai quật đội quân đất nung bên ngoài lăng mộ Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một loại nỏ làm từ chất liệu gỗ sâu. Loại vũ khí này là kình nỏ, lực sát thương rất mạnh. Theo ước tính, nỏ có tầm bắn hơn 800 mét, sức căng lên tới 350 kg và tự động vận hành. Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra rằng có một vách đá sâu khoảng 7 mét được xây dựng bên trong lăng mộ và có rất nhiều cắt lún trên vách đá. Những kẻ trộm mộ mỗi khi đột nhập có thể bị nhấn chìm bởi loại cắt này. Không loại trừ khả năng những cạm bẫy này vẫn hoạt động tốt sau hơn 2.000 năm. Đó cũng là lý do khiến việc khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở thời điểm này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài ra, người ta còn đồn rằng bên trong ngôi mộ có những chiếc đèn được gọi là đèn vĩnh cửu. Khi phát hiện ra chúng, các nhà khảo cổ học đều kinh hãi vì chúng vẫn luôn cháy rực, như thể ngàn năm qua chưa từng tắt, bất chấp môi trường tăm tối ẩm thấp dưới lòng đất sâu như vậy. Điều này nghe có vẻ phản khoa học, nhưng thực chất những chiếc đèn này không chỉ được tìm thấy ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng, ở một số lăng mộ cổ khác hay thậm chí ở Ai Cập, Hy Lạp, người ta cũng từng ghi nhận sự tồn tại của ngọn đèn vĩnh cửu. Ban đầu, chúng cũng được cho là những tình tiết được người đời đồn thổi và không có thật. Nhưng về sau, thực tế cho thấy ánh sáng vĩnh hằng này có tồn tại. Một giả thiết đã được đưa ra từ lâu rằng những ngọn đèn không bao giờ tắt được thắp sáng từ một nguyên liệu đặc biệt là mỡ cá voi, chứ không phải nến sáp như thông thường. Có ghi chép trong các sách cổ của Trung Quốc cho biết mỡ cá voi từng được dùng để thắp sáng vì chúng có độ bền vô cùng cao. Bên cạnh đó, đèn cũng được thiết kế một cách đặc biệt sao cho mỡ cá voi chảy ra lại rơi xuống bình chứa, từ đó có thể tái sử dụng bất tận. Tuy nhiên, cách giải thích này về sau bị phản bác khá nhiều vì muốn đèn cháy cả ngàn năm vẫn là phi lý. Sau biết bao thế kỷ tranh cãi, cuối cùng, một nhà hóa học người Mỹ tên Simon Affick cũng đã công bố một công trình nghiên cứu nhận được rất nhiều sự đồng tình của giới khảo cổ lẫn khoa học khắp thế giới, giải thích về ngọn đèn vĩnh cửu. Affick đã dành ra 30 năm trời thực hiện nghiên cứu, đồng thời thực hiện 700 lần thí nghiệm mới có đáp án cuối cùng. Trong 700 lần thí nghiệm, Affick đã thử đủ mọi nhiên liệu, điều chỉnh tỷ lệ khác nhau để cho ra được một loại nhiên liệu đặc biệt làm từ phốt pho trắng trộn với các chất cháy khác. Loại chất mới này có tính chất rất dễ bắt lửa, có thể tự phát cháy và khó bay hơi. Ngày xưa, khi xây dựng mộ, tiền nhân đã dùng đèn thắp sáng bằng chất này để soi đường. Đến khi hầm mộ được đóng lại, oxy cạn kiệt dần, đèn cũng sẽ tự tắt. Điểm mấu chốt của nó là khi cửa mộ được mở ra, oxy trong không khí lại bay vào và đèn lại một lần nữa được bật sáng. Sau tất cả, không có ánh sáng vĩnh cửu nào như mọi người nhầm tưởng, mà chỉ có một ngọn đèn tự phát sáng mà thôi. Những người vào sau không biết rằng ánh sáng đã tắt từ lâu trước khi họ bước vào lăng mộ, nên có ảo giác rằng ánh sáng đã cháy hàng ngàn năm. Sau tất cả, không có ánh sáng vĩnh cửu nào như mọi người nhầm tưởng, mà chỉ có ngọn đèn tự phát sáng mà thôi. Đó cũng có thể là thứ ánh sáng mời gọi sự tò mò của hậu thế để chạm vào lớp trầm tích hàng nghìn năm tại ngôi mộ này. Tam giác Bermuda, một trong những vùng biển đáng sợ nhất trên thế giới, nơi tàu, máy bay có vào không có ra khi đi qua khu vực nằm ở Tây Bắc Đại Tây Dương, được giới hạn bởi ba đỉnh của một hình tam giác.
gồm quần đảo Bermuda, thành phố Miami và đảo Puerto Rico. Vùng biển này có tên gọi trên là do được đô đốc người Tây Ban Nha Juan Bermuda khám phá ra vào năm 1503. Hơn 170 năm qua, nơi đây trở thành nỗi ám ảnh hãi hùng, kích thích trí tò mò của nhân loại trong việc tìm kiếm nguyên nhân khiến thành viên của các thủy thủ và phi hành đoàn mất tích bí ẩn. Từ năm 1851 đến nay, ước tính đã có hơn 8.000 trường hợp mất tích được ghi nhận. Dù giới khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết cho hiện tượng này, nhưng đến nay vẫn chưa có một lý giải nào được đánh giá là xác đáng. Nổi tiếng nhất trong số những vụ mất tích bí ẩn tại tam giác quỷ Bermuda có lẽ phải kể đến năm chiếc máy bay ném bom TBM Avenger của Hải quân Mỹ trong chương trình bay huấn luyện có tên Flight 19 đã đồng loạt biến mất không dấu vết cùng phi hành đoàn vào ngày 5 tháng 12 năm 1945 khi bay qua vùng biển này. Tuy nhiên, không phải đợi đến năm 1945 khi năm chiếc máy bay cùng mất tích, dư luận mới chú ý đến những điều lạ lùng xảy ra trên khu vực tam giác quỷ. Vùng biển bao phủ diện tích lên đến nửa triệu km vuông, lớn gấp 1,5 lần diện tích Việt Nam. Năm 1492, khi nhà thám hiểm người Ý Christopher Columbus trong chuyến rong buồm từ Đông sang Tây đã đề cập đến vùng biển này, với ghi nhận các la bàn trên tàu khi qua đây đều bị chệch hướng, chỉ loạn xạ. Ngoài ra, ông còn nhìn thấy những ánh sáng kỳ lạ không giải thích được. Đến năm 1918, tàu USS Cyclops của Hải quân Mỹ chở theo 309 thủy thủ đoàn sau khi rời cảng ở Barbados cũng đã mất tích ở khu vực này. Các vụ việc xảy ra rải rác được ghi nhận từ năm 1851 cho đến năm 2005 vẫn còn xảy ra với trường hợp tàu chở hàng El Faro chở theo 33 thành viên mất tích ngoài khơi quần đảo Bahamas thuộc vùng tam giác quỷ. Những bí ẩn mất tích không có lời giải cứ thế chất chồng, hòa quyện cùng huyền thoại đã phủ lên vùng biển này sự kinh sợ, đồng thời kích thích trí tò mò tìm hiểu nguyên nhân. Trở lại vụ năm chiếc máy bay TBM Avenger mất tích, một chiếc máy bay tìm kiếm PBM Mariner của Hải quân Mỹ đã được cử đi tìm năm chiếc máy bay này, nhưng rồi cũng cùng chung số phận biến mất không dấu vết khi tiến vào khu vực Bermuda. Một vụ mất tích nữa cũng hay được nhắc đến, gắn liền với bí ẩn của tam giác quỷ, đó là sự kiện con tàu ma Mary Celeste. Theo lịch trình, Mary Celeste rời Giona vào ngày 7 tháng 11 năm 1872. Đến ngày 4 tháng 12 năm 1872, các thủy thủ trên tàu Gracia D nhìn thấy con tàu này đang trôi trên biển ở khu vực tam giác Bermuda, hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Đã có rất nhiều lời giải thích cho các hiện tượng biến mất của các tàu thuyền và máy bay không để lại dấu vết ở khu vực này. Nhưng các nhà nghiên cứu vẫn chưa có một kết luận chung. Tam giác quỷ Bermuda vẫn là một huyền thoại được bao phủ bởi tấm màn bí ẩn, khơi dậy sự tò mò nhưng đầy sợ hãi. Bermuda là đề tài muôn thuở khơi gợi nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà văn và các nhà làm phim Hollywood khai thác. Các nhà khoa học từ nhiều năm qua đã ghi nhận, dưới đáy vùng biển Bermuda có những khe nứt ngầm thuộc hàng sâu nhất thế giới. Phần lớn có độ sâu trung bình 5.791 mét, trong khi ở góc tam giác, phía nam gần khe nứt Puerto Rico, đáy biển sâu đến 8.229 mét. Dọc theo rìa lục địa châu Mỹ, vùng biển này có vô số bãi cạn và dạn đá ngầm vô cùng nguy hiểm. Theo lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết, các dòng nước khi qua các dạng đá ngầm này tạo thành những vùng xoáy vô cùng nguy hiểm. Một số yếu tố đóng vai trò quan trọng trong các vụ tai nạn ở tam giác Bermuda là nơi đây có dòng hải lưu Gulf Stream cực mạnh chảy cắt ngang qua. Dòng hải lưu này theo mô tả là mạnh và hỗn loạn đến mức có thể xóa sạch dấu vết của các thi thể cùng xác tàu của một vụ tai nạn vừa xảy ra. Ngoài ra, thời tiết khu vực này rất phức tạp, thường xuyên xuất hiện những cơn bão và vòi rồng, đặc biệt là vào mùa hè với sức gió lên đến 190 km/h. Các cơn bão ở khu vực này không kéo dài nhưng mãnh liệt, hình thành và tan biến một cách nhanh chóng, không bị vệ tinh giám sát phát hiện. Đây thật sự là thảm họa với tàu thuyền và các máy bay qua khu vực. Các nhận định trên từng được xem xét nhiều lần, nhưng câu trả lời cho những vụ mất tích bí ẩn ở Bermuda xem ra vẫn chưa thỏa đáng. Và điều này khiến dư luận hướng đến một giả thuyết mới vừa được phát hiện gần đây. Biến động từ trường là một trong những giả thuyết được các nhà khoa học sớm đặt ra để lý giải cho hiện tượng la bàn chỉ loạn xạ khi qua vùng biển này. Khái niệm vùng dị thường từ ra đời chỉ nơi từ trường của trái đất tại những nơi này bị biến động cục bộ.
Nguyên nhân được giải thích là do cấu tạo lý hóa của các lớp đất đá tại những nơi như tam giác quỷ Bermuda bị biến đổi kéo theo từ tính nhiễu loạn. Điển hình là vùng dị thường từ Mapimi ở Mexico, nơi các loại sóng như sóng vệ tinh, sóng radio khi đến đây đều không thể hoạt động được. Vùng dị thường từ Nam Đại Tây Dương khiến nhiều vệ tinh bay trên khu vực này bị hỏng. Khu vực xung quanh kim tự tháp Giza ở Ai Cập cũng ghi nhận tình trạng nhiễu động tương tự. Đáng chú ý là cả ba địa điểm Mapimi, Bermuda và vùng dị thường từ Nam Đại Tây Dương nhìn trên bản đồ đều nằm trên cùng một đường thẳng. Nhiễu loạn từ có thể là nguyên nhân khiến các thiết bị định vị trên tàu và máy bay bị hỏng, đưa đến những tai nạn bất ngờ. Những vụ nổ khí methane dưới đáy biển là một giả thuyết khác đến từ nghiên cứu được giới khoa học công bố vào tháng 3 năm 2016 về các miệng núi lửa dưới đáy biển Barents ngoài khơi Na Uy. Theo đó, cách đây khoảng 11.700 năm, khí methane dưới tầng đáy đại dương gặp nhiệt độ ấm dần của nước biển đã gây ra những vụ nổ khí giải phóng áp lực khổng lồ, tạo ra các miệng núi lửa dưới lòng biển. Dựa vào kết quả nghiên cứu này, truyền thông quốc tế đặt giả thuyết có thể do các vụ nổ khí methane dưới lòng biển khiến mặt đất tầng đáy sụt bất ngờ, gây ra bong bóng khí lan tỏa lên bề mặt nước khiến tàu thuyền đi qua bị lật. Tuy nhiên giả thiết này không giải thích được vì sao máy bay tuốt lên trời lại rơi khi qua tam giác quỷ. Tờ Express của Anh vào năm 2017 đã đưa ra giả thuyết chính những đám mây lục giác thông qua hiện tượng thời tiết hiếm gặp, gọi là microburst, đã gây ra các tai nạn. Ảnh chụp vệ tinh gần đây cho thấy những đám mây lục giác này hình thành dày đặc phía trên bầu trời vùng tam giác quỷ. Theo đó, loại hình thời tiết microburst hình thành nên những đám mây lục giác phát triển dựa trên quá trình một cơn bão di chuyển trên mặt biển. Khi bão quét qua, nó sẽ trở thành một chiếc phễu hút không khí từ cao xuống thấp. Luồng không khí di chuyển theo chiều thẳng đứng này có thể đạt vận tốc khủng khiếp lên đến 270 km/h. Luồng không khí di chuyển từ trên xuống thành dòng như một trận lốc xoáy thực thụ. Khi chạm đất, nó sẽ tỏa đi ở các hướng khác nhau, mang theo một lượng nước mưa khổng lồ, ngưng tụ từ hơi nước từ các đám mây phía trên chút xuống. Chỉ dấu nhận biết hiện tượng microburst đang diễn ra là việc các đám mây hình lục giác xuất hiện dày đặc. Các đám mây này tạo ra cơn bão hình thành phễu hút không khí thành dòng. Tiến sĩ Steve Miller, nhà khí tượng vệ tinh tại trường đại học bang Colorado, đã đưa ra kết luận này sau thời gian dài cùng các đồng sự nghiên cứu. Dùng hệ thống vệ tinh radar kiểm tra các đám mây hình lục giác nằm ngoài khơi bờ biển bang Florida và bên trên quần đảo Bahamas thuộc vùng tam giác quỷ, Miller phát hiện bên dưới những đám mây lục giác bay nhăn nhản phía trên khu Bermuda là luồng không khí bị hút từ trên xuống với sức gió đạt đến 270 km/h. Với sức gió này khi quét qua mặt biển có thể tạo nên những con sóng cao đến 14 mét. Sức hút của luồng không khí có thể tạo ra vùng nguy hiểm với đường kính từ 30 đến 88 km đối với tàu và máy bay. Những đám mây đó trở thành những quả bom khí hút và lật đổ mọi thứ di chuyển ngang qua. Đây có thể là lời giải cho bí ẩn tam giác quỷ tồn tại nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên, người ta cũng ghi nhận hiện tượng microburst ở nhiều khu vực khác ở vùng biển Bắc và các vùng biển khác của châu Âu. Nhưng vì sao chỉ có khu vực Bermuda là xảy ra thảm nạn? Việc này cần các nhà khoa học đào sâu tìm hiểu hơn trong thời gian tới. Bất chấp hàng loạt giả thuyết được đưa ra để lý giải cho bí ẩn về những vụ mất tích tại tam giác quỷ Bermuda suốt nhiều thế kỷ, nguyên nhân đến nay vẫn còn là ẩn số. Tàu, máy bay khi qua khu vực này vẫn cần phải cẩn trọng. Mỗi khi có sự cố xảy ra, chủ đề Bermuda lại hâm nóng các trang báo. Hồi tháng 5 năm 2015, dư luận lại hồi hộp khi hay tin tàu du lịch Norwegian Down của Na Uy chở theo 3.700 người đã mắc cạn khi đi qua Kings Wharf, khu vực biển nằm trong vùng biển tam giác quỷ. ABC News dẫn tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết con tàu mắc cạn khi hệ thống cấp điện bỗng dưng dừng hoạt động, khiến động cơ đẩy của tàu bị ảnh hưởng. Sự cố khiến các hành khách lẫn thủy thủ đoàn được phen thót tim khi họ nhận ra vị trí tàu mắc cạn thuộc vùng tam giác quỷ. Dù sau đó hệ thống cấp điện trên tàu đã tái hoạt động, không ai bị thương sau vụ việc, nhưng sự cố này đã nhanh chóng lan nhanh trên mặt báo toàn cầu. Vụ việc cho thấy chủ đề Bermuda không bao giờ hết nóng. Một trong những người đi đầu trong việc phản bác những huyền thoại về vùng biển Bermuda là Lawrence David Koch tại Đại học bang Arizona, Mỹ. Năm 1975, trong tác phẩm Giải mã bí ẩn tam giác Bermuda,
ông đã lần lượt đưa ra các quan điểm bác lại những điều huyền hoặc quanh nơi đây. Cách khảo sát của Kutch là quan sát tình hình thời tiết trên các báo và những ngày các vụ tai nạn xảy ra, rồi kết luận rằng thật ra huyền thoại này chỉ là sự hiểu lầm trong quá trình giải thích các hiện tượng. Theo ông, tỷ lệ các vụ mất tích tại vùng biển Tam Giác Quỷ không hề lớn hơn tỷ lệ mất tích của các phương tiện tại bất cứ vùng biển nào trên thế giới. Trong các giả thuyết đặt ra về nguyên nhân mất tích tại vùng biển này, không hề tính toán đến các cơn bão xảy ra trong ngày tai nạn. Theo ông, Bermuda là vùng biển thường xuyên xảy ra các cơn bão nhiệt đới, nên khả năng xảy ra các vụ tai nạn không có gì khó hiểu. Ngoài ra, theo Kutch, để huyền thoại hóa bí ẩn tại Bermuda, truyền thông đã đưa tin dựa trên những con số thống kê lỏng lẻo. Một con tàu dù gặp sự cố ở vùng biển Bermuda, nhưng khi ra được khỏi khu vực này, cập cảng an toàn thì không thấy số liệu thống kê được chỉnh sửa lại, làm dư luận cho rằng tỷ lệ mất tích nơi đây có vẻ cao hơn những vùng biển khác. Thậm chí ông còn ghi nhận một số vụ mất tích đã bị phóng đại, như vụ một máy bay được cho là rơi trước mặt hàng trăm người tại vịnh Daytona, bang Florida vào năm 1937. Tuy nhiên, khi dò lại thông tin trên các mặt báo thì hoàn toàn không thấy thông tin này. Liệu huyền thoại về Bermuda có đơn giản chỉ là sự việc bị phóng đại lên? Đồng quan điểm với David Kutch là cựu binh thuộc Hải quân Mỹ Howard Rosenberg. Lấy ví dụ về chiếc máy bay tìm kiếm PBM Mariner chở theo 13 người, sau đó cũng một đi không trở về khi được cử đi tìm kiếm 5 chiếc máy bay ném bom TBM Avenger của Hải quân Mỹ trong chương trình bay huấn luyện có tên Flight 19, đã đồng loạt biến mất không dấu vết cùng phi hành đoàn vào ngày 5 tháng 12 năm 1945 trên vùng biển Bermuda. Rosenberg cho rằng vụ mất tích này cũng bị phóng đại. Ông cho rằng chiếc PBM Mariner thường được mệnh danh là bình xăng bay, có khả năng nó đã gặp sự cố hỏa hoạn gây ra vụ mất tích. Cần biết, trong hai chiếc PBM Mariner được phái đi tìm kiếm trên cùng khu vực biển, một chiếc vẫn trở về bình thường. Rosenberg đồng tình với quan điểm của Kutch, cho rằng tỷ lệ các vụ mất tích tại vùng biển Tam Giác Quỷ không hề lớn hơn tỷ lệ mất tích của các phương tiện tại bất cứ vùng biển nào trên thế giới. Cựu binh này nhấn mạnh, khu vực Tam Giác Bermuda là một trong những nơi có mật độ giao thông cao nhất thế giới. Khi số lượng tàu và máy bay di chuyển qua đây càng lớn, khả năng xảy ra tai nạn với các loại phương tiện này sẽ càng cao. Trong khi đó, Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ NOAA lại quy nguyên nhân về yếu tố thời tiết là các cơn bão nhiệt đới như Kutch từng nhận định cách đây vài thập kỷ. Theo NOAA, các hiện tượng bão xoáy và bão nhiệt đới thường xuyên xảy ra ở vùng biển Bermuda. Khi thời tiết thay đổi đột ngột, tạo ra vùng nhiễu động dễ khiến tàu, máy bay gặp nguy hiểm khi đi ngang qua. Theo đó, tại khu vực Bermuda nói riêng và vùng biển Caribe nói chung, có nhiều đảo nhỏ liền kề nhau, tạo ra những vùng nước cạn gây nguy hiểm cho tàu qua lại. Khi các tàu bị tai nạn, dòng hải lưu Gulf Stream chảy ngang qua đủ mạnh để cuốn xác tàu vỡ, xóa sổ dấu vết của mọi phương tiện. Vùng Tam Giác Quỷ cũng là nơi có nhiều cá mập, chúng sẽ rỉa xác của các nạn nhân, kết hợp với dòng hải lưu Gulf Stream sẽ khiến mọi vụ mất tích trở thành bí ẩn. NOAA cảnh báo, khu vực Tam Giác Quỷ rất nguy hiểm khi thời tiết xấu hoặc chuyển xấu. Tuy nhiên, kết luận của NOAA về các vùng nước cạn lại không lý giải được vì sao máy bay tốt trên trời cũng gặp tai nạn. Vì thế, họ chỉ đưa ra nhận định, hoặc thời tiết xấu, hoặc do vùng nước cạn quanh các đảo là nguyên nhân. Kết luận đó cũng chưa thật sự thuyết phục. Từ giả thuyết tâm linh đến các loại hình thời tiết, hiện tượng vật lý bất thường như nhiễu động từ trường từ hàng thế kỷ qua đều đã được đưa ra, nhưng không vì thế mà làm giảm đi sức hút, sự tò mò của nhân loại về Bermuda. Vùng biển này vẫn còn là ẩn số về nguyên nhân xảy ra các tai nạn, cần những lý giải xác đáng hơn trong tương lai. Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, nổi tiếng với lối cai trị tàn nhẫn. Dưới thời Tần Thủy Hoàng đã có rất nhiều công trình nổi tiếng được xây dựng. Trong số đó phải kể đến hai công trình để đời của ông là Vạn Lý Trường Thành và khu lăng mộ của chính mình. Lăng mộ này được giữ bí mật tuyệt đối, nên tới hơn 2.000 năm sau, hậu thế mới tình cờ phát hiện. Nơi đây như một cung điện dưới lòng đất và ẩn chứa vô vàn bí mật rợn người. Vậy những bí ẩn đó là gì? Theo sử ký của nhà sử học Tư Mã Thiên, lăng mộ Tần Thủy Hoàng có hàng loạt chuyến thuyền, xe ngựa cùng với 12 bức tượng. Tất cả đều được làm bằng đồng. Ngoài ra còn có những con chim bằng vàng, vô số kho báu khác. Để kiểm chứng điều này, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã dùng kỹ thuật scan để khám phá khu vực lăng mộ. Từ
Từ đây, họ phát hiện ra một lượng lớn đồng xu cổ nằm bên dưới ngôi mộ chưa mở. Michael Pesci, cựu chủ tịch Ủy ban Lăng mộ và Công trình Quốc tế đã cho rằng những đồng xu cổ này chính là kho báu quốc gia được chôn dưới lăng mộ. Ông cho biết những đồng xu thời nhà Tần hầu hết được làm bằng đồng và một số là bằng bạc. Tuy nhiên, theo ông, chừng nào các nhà khảo cổ chưa thể tìm ra cách bảo vệ những đồng xu thì khối tiền đó vẫn nên để nguyên tại chỗ. Sau đó vào năm 2020, những con lạc đà vàng và bạc cũng đã được khai quật từ ngôi mộ. Theo báo cáo của Mạng Khoa học Xã hội Trung Quốc, những con lạc đà này đều được làm theo giống lạc đà xuất hiện sớm nhất tại Trung Quốc. 3 năm sau, người ta tìm thấy một chiếc xe ngựa 4 bánh bằng gỗ trong khu vực ngoại thành của lăng mộ. Xe có một chiếc ô hình chữ nhật được trang trí công phu và vẫn được bảo quản tốt. Theo đài truyền hình Thiểm Tây, cỗ xe này là loại xe được sử dụng sớm nhất ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhóm khai quật còn tìm thấy một cỗ xe cừu. Họ tìm thấy 6 bộ xương cừu đều xếp thành một hàng ở phía tây lăng mộ Tần Thủy Hoàng, cách thành phố Tây An vài dặm về phía đông bắc thuộc tỉnh Thiểm Tây. Mặc dù phần thân chính của cỗ xe đã xuống cấp, nhưng các chuyên gia vẫn có thể suy ra mục đích của nó nhờ những tàn tích còn sót lại của các phụ kiện dùng để kéo cỗ xe. Jiang Guanxiao, lúc này là người đứng đầu dự án khảo cổ học, đã lưu ý rằng xe ngựa và xe bò kéo rất phổ biến thời Trung Hoa cổ đại. Nhưng xe cừu kéo là một loại xe cực kỳ hiếm, chúng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Ông cho biết, truyền thuyết phổ biến nhất nói về người sáng lập triều đại Tây Tấn từ năm 266 đến 290 sau Công nguyên, từ Mã Diện. Ông được cho là đã cưỡi xe cừu kéo quanh cung điện của mình hàng đêm và ngủ ở bất cứ nơi nào đàn cừu dừng lại. Việc phát hiện ra xe cừu trong ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng đã chứng minh rằng loại xe này thực chất đã được sử dụng từ những năm trước Công nguyên. Các nhà khảo cổ học cũng phát hiện ra một lượng lớn xe ngựa bằng đồng và các hiện vật liên quan đến ngựa, kèm theo các công cụ bằng sắt và vũ khí bằng đồng. Những phát hiện này đã cung cấp những hiểu biết mới về thời đại mà các công cụ bằng sắt bắt đầu xuất hiện. Ngoài những cỗ xe quý, khu lăng mộ này còn nổi tiếng với hình ảnh đội quân đất Nung, vẫn còn để lại nhiều câu hỏi cho giới khảo cổ. Theo NBC News, vào năm 1974, khi đang đào giếng ở miền đông Trung Quốc, thì một người đàn ông đã để chiếc thủng của mình đâm trúng một thứ. Khi nhìn gần, ông phát hiện ra đây là đầu của một người đàn ông. Kiểm tra kỹ hơn, ông thấy vật thể đó được làm từ đất sét chứ không phải xương thật. Ông tiếp tục đào một chỗ khác và phát hiện ra bên dưới khu vườn ăn trái là một đội quân hàng nghìn người được làm từ đất Nung với kích thước ngang ngửa người thật. Đi kèm đó là hàng trăm con ngựa, xe ngựa và vũ khí bằng đồng. Họ đã báo cho nhà khảo cổ học Zhao Kangmin. Khi nhận được thông tin, ông đã đến và tiến hành khai quật. Ông bắt đầu miệt mài ghép những mảnh vỡ lại với nhau. Một số mảnh có kích thước bằng móng tay. Vậy nên ông phải mất 3 ngày mới hoàn thành hai chiến binh đất Nung cao 1,78 mét. Tính đến thời điểm hiện tại, có 4 hố đã được khai quật. Hố đầu tiên chứa các bức tượng bộ binh. Hố thứ hai chứa các bức tượng về cung thủ, chiến xa, bộ binh và kỵ binh. Theo quan sát từ các chuyên gia Trung Quốc, thì có lẽ những bức tượng tại hố thứ hai đã mô phỏng lại các nhân vật tại một đồn điền. Hố thứ ba nhỏ hơn nhiều, chứa các bức tượng quan chức cấp cao và hố thứ tư là để trống. Đến nay, 8.000 chiến binh bằng đất Nung đã được tìm thấy, nhưng các nhà khảo cổ học đã nghi ngờ nhiều hố vẫn chưa được khám phá và con số có thể sẽ tăng lên nhiều hơn. Đội quân đất Nung này được xem là kỳ quan của kỳ quan và gây chấn động giới khảo cổ trên toàn thế giới. Điều này là bởi các bức tượng có kích thước thật của chúng ta như những người lính thực sự. Đồng thời, họ cũng có những đường nét khác nhau, không bức tượng nào giống tượng nào. Vậy thì các bức tượng đất Nung này được làm ra vì mục đích gì? Dựa trên sử ký của Tư Mã Thiên, thì sau khi thống nhất 6 nước, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa đã bắt đầu tiến hành xây dựng lăng mộ cùng binh đoàn đất Nung của mình. Hơn 100.000 người ở khắp nơi trên đất nước đã được huy động để xây lăng mộ cho ông suốt 39 năm. Lý do Tần Thủy Hoàng làm vậy là vì ông từng có một giấc mơ rất đáng sợ. Nhiều đêm ông mơ thấy oan hồn của kẻ thù đến đòi mạng, khiến ông phải dùng kiếm để tự sát. Sau khi tỉnh lại, Tần Thủy Hoàng đã vô cùng sợ hãi. Ông lo khi mình qua đời, kẻ thù sẽ đến báo thù, nên lập tức ra lệnh
chôn một số lượng lớn chiến binh mô phỏng cùng các vị tướng lĩnh nhà Tần để theo bảo vệ khi ông tạ thế. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, những bức tượng dù đã bị mai một theo thời gian, nhưng kết cấu cũng như hình dạng cơ bản vẫn được bảo toàn tương đối hoàn hảo. Không ít chuyên gia đã khẳng định tượng binh mã trong lăng Tần Thủy Hoàng được tạo tác dựa trên nguyên mẫu người thật. Các nhà khảo cổ học tin vào điều đó khi so sánh vành tay của các bức tượng này. Một nhóm đến từ Đại học College London đã sử dụng máy tính để phân tích 30 đôi tay chiến binh được chộp tại lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Họ muốn biết các đường gờ ở vành tay có đặc trưng hay không. Kết quả cho thấy không có hai chiếc tay nào giống nhau hết. Đây là một kết quả khá bất ngờ đối với giới khảo cổ học. Nó cho thấy khả năng điêu khắc của nghệ nhân thời Tần thật sự rất tốt. Nhưng nhờ đâu mà những người chế tác có thể làm ra hàng nghìn tượng đất nông như thế? Năm 1989, tại thành phố Tây An, một nhóm khảo cổ học đã phát hiện ra 21 lò gốm chế tác tượng đất với quy mô lớn. Theo thẩm định của giới chuyên môn, di tích này có niên đại cách đây khoảng 2.100 năm. Đồng thời, họ cũng khai quật được hàng nghìn bức tượng nhỏ bằng đất nung. Trong đó, các bằng chứng đã chỉ ra lò nung sản xuất để phục vụ cho Tần Thủy Hoàng. Các lò nung này có quy mô lớn, sản lượng cao và trong đó có tới 2 lò vẫn lưu trữ rất nhiều phôi tượng. Mỗi lò có thể chứa từ 350 đến 400 phôi tượng đất nung. Như vậy là 21 lò gốm này có thể trong một lần sản xuất ra từ 7.000 cho tới 8.000 bức tượng đất nung với quy mô lớn. Các nhà khảo cổ học cho rằng không có gì ngạc nhiên khi số lượng binh sĩ đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng lại lớn như vậy. Từ những thông tin thu thập được, giới khảo cổ có thể dự đoán về quy trình chế tác các bức tượng. Các nghệ nhân đã chế tạo các bộ phận cơ thể chính bao gồm bàn chân và cẳng chân của các chiến binh trước tiên, đầu vào cánh tay của cơ thể, sau đó được làm riêng. Mỗi một nét biểu cảm trên khuôn mặt, cách ăn vận quần áo, tư thế đứng đều khác nhau. Chẳng khác gì có hàng nghìn người đứng làm mẫu cho các thợ điêu khắc vậy. Để thuận lợi cho việc hoàn thành và giúp các bức tượng không bị biến dạng, thợ thủ công đã chia tượng ra thành 6 bộ phận khác nhau, bao gồm tứ chi, đầu và thân rỗng. Họ nung từng bộ phận riêng lẻ, sau đó mới tiến hành ghép lại thành tượng hoàn chỉnh. Vậy thì tại sao các nhà khảo cổ học vẫn chưa thể khai quật được toàn bộ lăng mộ Tần Thủy Hoàng? Của cải châu báu hay quân đội đất nung mà chúng ta vừa phân tích thực ra cũng chỉ là những thứ nằm ngoài rìa của ngôi mộ. Còn phía sâu bên trong vẫn là một chủ đề thu hút sự quan tâm của giới khảo cổ. Nhiều người đã nghĩ về một lời nguyền đáng sợ cho những ai dám khai quật lăng mộ. Tuy nhiên, điều này không hẳn đúng. Vào những năm 1980, sử dụng công nghệ quét cộng hưởng từ, các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Đức đã phát hiện ra rằng đất trong ngọn đồi chôn cất phía trên lăng mộ có nồng độ thủy ngân cao hơn nhiều so với những nơi khác. Họ ước tính nồng độ thủy ngân ở trong lăng mộ cao gấp 280 lần mức bình thường và có thể lên tới 100 tấn. Điều này khá trùng hợp với những ghi chép trong bộ sử ký Tư Mã Thiên về dòng sông thủy ngân bí ẩn trong lăng mộ Tần Hoàng Đế. Theo ghi chép của nhà sử học Tư Mã Thiên, bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng tồn tại hàng trăm con sông bằng thủy ngân. Điều này xuất phát từ nỗi ám ảnh của ông. Theo các ghi chép còn sót lại từ thời Tần, Tần Thủy Hoàng là người bị ám ảnh bởi cái chết. Tần Thủy Hoàng sợ cái chết đến nỗi sẵn sàng loại bỏ người thân cận để bảo toàn bí mật. Ám sát hoàng thân, thiêu đốt dân quân để đoạt mộng làm chủ thiên hạ. Những năm cuối đời, Tần Thủy Hoàng sợ cái chết và nguyện vọng tìm kiếm một thứ thuốc trường sinh giúp ông sống và an vị mãi mãi. Ông cấp cho quan Tử Phúc một tàu chở hàng trăm đồng nam và đồng nữ tìm kiếm núi Bồng Lai thần bí. Trong truyền thuyết của Trung Quốc, Bồng Lai Tam Đảo tức ba đảo tiên gồm Bồng Lao, Phương Trượng và Doanh Châu nằm ở vịnh Bột Hải. Người đời truyền tay nhau rằng tại đây có một quả mang đến trường sinh. Tuy nhiên nhiệm vụ chắc chắn là thất bại. Tần Thủy Hoàng ngay lập tức quay sang đầu tư nghiên cứu giả kim thuật. Song dường như vì quá lo sợ cái chết sẽ ập đến, nên mọi vị thuốc được người đời đồn đại ca tụng, Tần Thủy Hoàng đều thử. Trong số đó có cả thủy ngân. Ông được cho là đã dùng chu sa, hay còn được biết đến là chất sunfua thủy ngân, với hy vọng kéo dài tuổi thọ. Vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, người Trung Quốc cổ đại tin rằng đặc tính kỳ diệu của thủy ngân sẽ chữa khỏi các bệnh lây nhiễm thịnh hành lúc đó.
thậm chí các bệnh dường như không liên quan như khó tiêu, trầm cảm và các bệnh tim mạch. Do đó, các nhà giả kỹ thuật Trung Hoa đã điều chế các hợp chất thủy ngân, thường bằng cách trộn thủy ngân lỏng với các chất độc hại khác như lưu huỳnh. Những hợp chất này được dành riêng cho giới thượng lưu giàu có, những người khao khát sự bất tử. Chớ trêu thay, chính thủy ngân có thể đã là yếu tố gây ra cái chết sớm cho Tần Thủy Hoàng. Ông ấy uống tất cả những viên thủy ngân này vì muốn bất tử, và nó đã giết chết ông ấy ở tuổi 39. Bên cạnh đó, những dòng sông thủy ngân này cũng được cho là đóng vai trò như một chất bảo quản thi hài của Tần Đế, tránh trường hợp xác chết biến dạng vì phân hủy. Chưa dừng lại tại đó, dựa theo ghi chép của nhà sử học Tư Mã Thiên, các nhà khảo cổ tìm thấy chi tiết kể rằng ngôi mộ đã được giăng bẫy nhằm ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Các nghệ nhân được giao nhiệm vụ chế tạo cung tên nhằm đẩy lùi bất kỳ kẻ nào xâm phạm. Việc bố trí bẫy nỏ trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng cụ thể ra sao, cho tới ngày nay vẫn chưa có cách xác định. Tuy nhiên, thông qua khai quật đội quân đất nung bên ngoài lăng mộ Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một loại nỏ làm từ chất liệu gỗ dâu. Loại vũ khí này là kình nỏ, lực sát thương rất mạnh. Theo ước tính, nỏ có tầm bắn hơn 800 mét, sức căng lên tới 350 kg và tự động vận hành. Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra rằng có một vách đá sâu khoảng 7 mét được xây dựng bên trong lăng mộ và có rất nhiều cắt lún trên vách đá. Những kẻ trộm mộ mỗi khi đột nhập có thể bị nhấn chìm bởi loại cắt này. Không loại trừ khả năng những cạm bẫy này vẫn hoạt động tốt sau hơn 2.000 năm. Đó cũng là lý do khiến việc khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở thời điểm này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài ra, người ta còn đồn rằng bên trong ngôi mộ có những chiếc đèn được gọi là đèn vĩnh cửu. Khi phát hiện ra chúng, các nhà khảo cổ học đều kinh hãi vì chúng vẫn luôn cháy rực, như thể ngàn năm qua chưa từng tắt, bất chấp môi trường tăm tối ẩm thấp dưới lòng đất sâu như vậy. Điều này nghe có vẻ phản khoa học, nhưng thực chất những chiếc đèn này không chỉ được tìm thấy ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Ở một số lăng mộ cổ khác, hay thậm chí ở Ai Cập, Hy Lạp, người ta cũng từng ghi nhận sự tồn tại của ngọn đèn vĩnh cửu. Ban đầu, chúng cũng được cho là những tình tiết được người đời đồn thổi và không có thật. Nhưng về sau, thực tế cho thấy ánh sáng vĩnh hằng này có tồn tại. Một giả thiết đã được đưa ra từ lâu rằng những ngọn đèn không bao giờ tắt được thắp sáng từ một nguyên liệu đặc biệt là mỡ cá voi, chứ không phải nến sáp như thông thường. Có ghi chép trong các sách cổ của Trung Quốc cho biết mỡ cá voi từng được dùng để thắp sáng vì chúng có độ bền vô cùng cao. Bên cạnh đó, đèn cũng được thiết kế một cách đặc biệt sao cho mỡ cá voi chảy ra lại rơi xuống bình chứa, từ đó có thể tái sử dụng bất tận. Tuy nhiên, cách giải thích này về sau bị phản bác khá nhiều vì muốn đèn cháy cả ngàn năm vẫn là phi lý. Sau biết bao thế kỷ tranh cãi, cuối cùng, một nhà hóa học người Mỹ tên Simon Affick cũng đã công bố một công trình nghiên cứu nhận được rất nhiều sự đồng tình của giới khảo cổ lẫn khoa học khắp thế giới, giải thích về ngọn đèn vĩnh cửu. Affick đã dành ra 30 năm trời thực hiện nghiên cứu, đồng thời thực hiện 700 lần thí nghiệm mới có đáp án cuối cùng. Trong 700 lần thí nghiệm, Affick đã thử đủ mọi nhiên liệu, điều chỉnh tỷ lệ khác nhau để cho ra được một loại nhiên liệu đặc biệt làm từ phốt pho trắng trộn với các chất cháy khác. Loại chất mới này có tính chất rất dễ bắt lửa, có thể tự phát cháy và khó bay hơi. Ngày xưa, khi xây dựng mộ, tiền nhân đã dùng đèn thắp sáng bằng chất này để soi đường. Đến khi hầm mộ được đóng lại, oxy cạn kiệt dần, đèn cũng sẽ tự tắt. Điểm mấu chốt của nó là khi cửa mộ được mở ra, oxy trong không khí lại bay vào và đèn lại một lần nữa được bật sáng. Sau tất cả, không có ánh sáng vĩnh cửu nào như mọi người nhầm tưởng, mà chỉ có một ngọn đèn tự phát sáng mà thôi. Những người vào sau không biết rằng ánh sáng đã tắt từ lâu trước khi họ bước vào lăng mộ, nên có ảo giác rằng ánh sáng đã cháy hàng ngàn năm. Sau tất cả, không có ánh sáng vĩnh cửu nào như mọi người nhầm tưởng, mà chỉ có ngọn đèn tự phát sáng mà thôi. Đó cũng có thể là thứ ánh sáng mời gọi sự tò mò của hậu thế để chạm vào lớp trầm tích hàng nghìn năm tại ngôi mộ này. Tam giác Bermuda, một trong những vùng biển đáng sợ nhất trên thế giới, nơi tàu, máy bay có vào không có ra khi đi qua khu vực nằm ở Tây Bắc Đại Tây Dương, được giới hạn bởi ba đỉnh của một hình tam giác.
gồm quần đảo Bermuda, thành phố Miami và đảo Puerto Rico. Vùng biển này có tên gọi trên là do được đô đốc người Tây Ban Nha Juan Bermuda khám phá ra vào năm 1503. Hơn 170 năm qua, nơi đây trở thành nỗi ám ảnh hãi hùng, kích thích trí tò mò của nhân loại trong việc tìm kiếm nguyên nhân khiến thành viên của các thủy thủ và phi hành đoàn mất tích bí ẩn. Từ năm 1851 đến nay, ước tính đã có hơn 8.000 trường hợp mất tích được ghi nhận. Dù giới khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết cho hiện tượng này, nhưng đến nay vẫn chưa có một lý giải nào được đánh giá là xác đáng. Nổi tiếng nhất trong số những vụ mất tích bí ẩn tại tam giác quỷ Bermuda có lẽ phải kể đến năm chiếc máy bay ném bom TBM Avenger của Hải quân Mỹ trong chương trình bay huấn luyện có tên Flight 19 đã đồng loạt biến mất không dấu vết cùng phi hành đoàn vào ngày 5 tháng 12 năm 1945 khi bay qua vùng biển này. Tuy nhiên, không phải đợi đến năm 1945 khi năm chiếc máy bay cùng mất tích, dư luận mới chú ý đến những điều lạ lùng xảy ra trên khu vực tam giác quỷ. Vùng biển bao phủ diện tích lên đến nửa triệu km vuông, lớn gấp 1,5 lần diện tích Việt Nam. Năm 1492, khi nhà thám hiểm người Ý Christopher Columbus trong chuyến rong buồm từ Đông sang Tây đã đề cập đến vùng biển này, với ghi nhận các la bàn trên tàu khi qua đây đều bị chệch hướng, chỉ loạn xạ. Ngoài ra, ông còn nhìn thấy những ánh sáng kỳ lạ không giải thích được. Đến năm 1918, tàu USS Cyclops của Hải quân Mỹ chở theo 309 thủy thủ đoàn sau khi rời cảng ở Barbados cũng đã mất tích ở khu vực này. Các vụ việc xảy ra rải rác được ghi nhận từ năm 1851 cho đến năm 2005 vẫn còn xảy ra với trường hợp tàu chở hàng El Faro chở theo 33 thành viên mất tích ngoài khơi quần đảo Bahamas thuộc vùng tam giác quỷ. Những bí ẩn mất tích không có lời giải cứ thế chất chồng, hòa quyện cùng huyền thoại đã phủ lên vùng biển này sự kinh sợ, đồng thời kích thích trí tò mò tìm hiểu nguyên nhân. Trở lại vụ năm chiếc máy bay TBM Avenger mất tích, một chiếc máy bay tìm kiếm PBM Mariner của Hải quân Mỹ đã được cử đi tìm năm chiếc máy bay này, nhưng rồi cũng cùng chung số phận biến mất không dấu vết khi tiến vào khu vực Bermuda. Một vụ mất tích nữa cũng hay được nhắc đến, gắn liền với bí ẩn của tam giác quỷ, đó là sự kiện con tàu ma Mary Celeste. Theo lịch trình, Mary Celeste rời Guiana vào ngày 7 tháng 11 năm 1872. Đến ngày 4 tháng 12 năm 1872, các thủy thủ trên tàu Gracia D nhìn thấy con tàu này đang trôi trên biển ở khu vực tam giác Bermuda, hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Đã có rất nhiều lời giải thích cho các hiện tượng biến mất của các tàu thuyền và máy bay không để lại dấu vết ở khu vực này. Nhưng các nhà nghiên cứu vẫn chưa có một kết luận chung. Tam giác quỷ Bermuda vẫn là một huyền thoại được bao phủ bởi tấm màn bí ẩn, khơi dậy sự tò mò nhưng đầy sợ hãi. Bermuda là đề tài muôn thuở khơi gợi nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà văn và các nhà làm phim Hollywood khai thác. Các nhà khoa học từ nhiều năm qua đã ghi nhận, dưới đáy vùng biển Bermuda có những khe nứt ngầm thuộc hàng sâu nhất thế giới, phần lớn có độ sâu trung bình 5.791 mét, trong khi ở góc tam giác, phía nam gần khe nứt Puerto Rico, đáy biển sâu đến 8.229 mét. Dọc theo rìa lục địa châu Mỹ, vùng biển này có vô số bãi cạn và dạn đá ngầm vô cùng nguy hiểm. Theo lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết, các dòng nước khi qua các dạng đá ngầm này tạo thành những vùng xoáy vô cùng nguy hiểm. Một số yếu tố đóng vai trò quan trọng trong các vụ tai nạn ở tam giác Bermuda là nơi đây có dòng hải lưu Gulf Stream cực mạnh chảy cắt ngang qua. Dòng hải lưu này theo mô tả là mạnh và hỗn loạn đến mức có thể xóa sạch dấu vết của các thi thể cùng xác tàu của một vụ tai nạn vừa xảy ra. Ngoài ra, thời tiết khu vực này rất phức tạp, thường xuyên xuất hiện những cơn bão và vòi rồng, đặc biệt là vào mùa hè với sức gió lên đến 190 km/h. Các cơn bão ở khu vực này không kéo dài nhưng mãnh liệt, hình thành và tan biến một cách nhanh chóng, không bị vệ tinh giám sát phát hiện. Đây thật sự là thảm họa với tàu thuyền và các máy bay qua khu vực. Các nhận định trên từng được xem xét nhiều lần, nhưng câu trả lời cho những vụ mất tích bí ẩn ở Bermuda xem ra vẫn chưa thỏa đáng. Và điều này khiến dư luận hướng đến một giả thuyết mới vừa được phát hiện gần đây. Biến động từ trường là một trong những giả thuyết được các nhà khoa học sớm đặt ra để lý giải cho hiện tượng la bàn chỉ loạn xạ khi qua vùng biển này. Khái niệm vùng dị thường từ ra đời chỉ nơi từ trường của trái đất tại những nơi này bị biến động cục bộ.
Nguyên nhân được giải thích là do cấu tạo lì hóa của các lớp đất đá tại những nơi như tam giác quỷ Bermuda bị biến đổi kéo theo từ tính nhiễu loạn. Điển hình là vùng dị thường từ Mapimi ở Mexico, nơi các loại sóng như sóng vệ tinh, sóng radio khi đến đây đều không thể hoạt động được. Vùng dị thường từ Nam Đại Tây Dương khiến nhiều vệ tinh bay trên khu vực này bị hỏng. Khu vực xung quanh kim tự tháp Giza ở Ai Cập cũng ghi nhận tình trạng nhiễu động tương tự. Đáng chú ý là cả ba địa điểm Mapimi, Bermuda và vùng dị thường từ Nam Đại Tây Dương nhìn trên bản đồ đều nằm trên cùng một đường thẳng. Nhiễu loạn từ có thể là nguyên nhân khiến các thiết bị định vị trên tàu và máy bay bị hỏng, đưa đến những tai nạn bất ngờ. Những vụ nổ khí methane dưới đáy biển là một giả thuyết khác đến từ nghiên cứu được giới khoa học công bố vào tháng 3 năm 2016 về các miệng núi lửa dưới đáy biển Barents ngoài khơi Na Uy. Theo đó, cách đây khoảng 11.700 năm, khí methane dưới tầng đáy đại dương gặp nhiệt độ ấm dần của nước biển đã gây ra những vụ nổ khí giải phóng áp lực khổng lồ, tạo ra các miệng núi lửa dưới lòng biển. Dựa vào kết quả nghiên cứu này, truyền thông quốc tế đặt giả thuyết có thể do các vụ nổ khí methane dưới lòng biển khiến mặt đất tầng đáy sụt bất ngờ, gây ra bong bóng khí lan tỏa lên bề mặt nước khiến tàu thuyền đi qua bị lật. Tuy nhiên giả thiết này không giải thích được vì sao máy bay tuốt lên trời lại rơi khi qua tam giác quỷ. Tờ Express của Anh vào năm 2017 đã đưa ra giả thuyết chỉnh những đám mây lục giác thông qua hiện tượng thời tiết hiếm gặp, gọi là microburst, đã gây ra các tai nạn. Ảnh chụp vệ tinh gần đây cho thấy những đám mây lục giác này hình thành dày đặc phía trên bầu trời vùng tam giác quỷ. Theo đó, loại hình thời tiết microburst hình thành nên những đám mây lục giác phát triển dựa trên quá trình một cơn bão di chuyển trên mặt biển. Khi bão quét qua, nó sẽ trở thành một chiếc phễu hút không khí từ cao xuống thấp. Luồng không khí di chuyển theo chiều thẳng đứng này có thể đạt vận tốc khủng khiếp lên đến 270 km/h. Luồng không khí di chuyển từ trên xuống thành dòng như một trận lốc xoáy thực thụ. Khi chạm đất, nó sẽ tỏa đi ở các hướng khác nhau, mang theo một lượng nước mưa khổng lồ, ngưng tụ từ hơi nước từ các đám mây phía trên trút xuống. Chỉ dấu nhận biết hiện tượng microburst đang diễn ra là việc các đám mây hình lục giác xuất hiện dày đặc. Các đám mây này tạo ra cơn bão hình thành phễu hút không khí thành dòng. Tiến sĩ Steve Miller, nhà khí tượng vệ tinh tại trường đại học bang Colorado, đã đưa ra kết luận này sau thời gian dài cùng các đồng sự nghiên cứu. Dùng hệ thống vệ tinh radar kiểm tra các đám mây hình lục giác nằm ngoài khơi bờ biển bang Florida và bên trên quần đảo Bahamas thuộc vùng tam giác quỷ, Miller phát hiện bên dưới những đám mây lục giác bay nhăn nhản phía trên khu Bermuda là luồng không khí bị hút từ trên xuống với sức gió đạt đến 270 km/h. Với sức gió này khi quét qua mặt biển có thể tạo nên những con sóng cao đến 14 mét. Sức hút của luồng không khí có thể tạo ra vùng nguy hiểm với đường kính từ 30 đến 88 km đối với tàu và máy bay. Những đám mây đó trở thành những quả bom khí hút và lật đổ mọi thứ di chuyển ngang qua. Đây có thể là lời giải cho bí ẩn tam giác quỷ tồn tại nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên, người ta cũng ghi nhận hiện tượng microburst ở nhiều khu vực khác ở vùng biển Bắc và các vùng biển khác của châu Âu. Nhưng vì sao chỉ có khu vực Bermuda là xảy ra thảm nạn? Việc này cần các nhà khoa học đào sâu tìm hiểu hơn trong thời gian tới. Bất chấp hàng loạt giả thuyết được đưa ra để lý giải cho bí ẩn về những vụ mất tích tại tam giác quỷ Bermuda suốt nhiều thế kỷ, nguyên nhân đến nay vẫn còn là ẩn số. Tàu, máy bay khi qua khu vực này vẫn cần phải cẩn trọng. Mỗi khi có sự cố xảy ra, chủ đề Bermuda lại hâm nóng các trang báo. Hồi tháng 5 năm 2015, dư luận lại hồi hộp khi hay tin tàu du lịch Norwegian Dawn của Na Uy chở theo 3.700 người đã mắc cạn khi đi qua Kingsguap, khu vực biển nằm trong vùng biển tam giác quỷ. ABC News dẫn tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết con tàu mắc cạn khi hệ thống cấp điện bỗng dưng dừng hoạt động, khiến động cơ đẩy của tàu bị ảnh hưởng. Sự cố khiến các hành khách lẫn thủy thủ đoàn được phen thót tim khi họ nhận ra vị trí tàu mắc cạn thuộc vùng tam giác quỷ. Dù sau đó hệ thống cấp điện trên tàu đã tái hoạt động, không ai bị thương sau vụ việc, nhưng sự cố này đã nhanh chóng lan nhanh trên mặt báo toàn cầu. Vụ việc cho thấy chủ đề Bermuda không bao giờ hết nóng. Một trong những người đi đầu trong việc phản bác những huyền thoại về vùng biển Bermuda là Lawrence David Koch tại Đại học bang Arizona, Mỹ. Năm 1975, trong tác phẩm Giải mã bí ẩn tam giác Bermuda,
Ông đã lần lượt đưa ra các quan điểm bác lại những điều huyền hoặc quanh nơi đây. Cách khảo sát của Kutch là quan sát tình hình thời tiết trên các báo và những ngày các vụ tai nạn xảy ra, rồi kết luận rằng thật ra huyền thoại này chỉ là sự hiểu lầm trong quá trình giải thích các hiện tượng. Theo ông, tỷ lệ các vụ mất tích tại vùng biển Tam Giác Quỷ không hề lớn hơn tỷ lệ mất tích của các phương tiện tại bất cứ vùng biển nào trên thế giới. Trong các giả thuyết đặt ra về nguyên nhân mất tích tại vùng biển này, không hề tính toán đến các cơn bão xảy ra trong ngày tai nạn. Theo ông, Bermuda là vùng biển thường xuyên xảy ra các cơn bão nhiệt đới, nên khả năng xảy ra các vụ tai nạn không có gì khó hiểu. Ngoài ra, theo Kutch, để huyền thoại hóa bí ẩn tại Bermuda, truyền thông đã đưa tin dựa trên những con số thống kê lỏng lẻo. Một con tàu dù gặp sự cố ở vùng biển Bermuda, nhưng khi ra được khỏi khu vực này, cập cảng an toàn thì không thấy số liệu thống kê được chỉnh sửa lại, làm dư luận cho rằng tỷ lệ mất tích nơi đây có vẻ cao hơn những vùng biển khác. Thậm chí ông còn ghi nhận một số vụ mất tích đã bị phóng đại, như vụ một máy bay được cho là rơi trước mặt hàng trăm người tại vịnh Daytona, bang Florida vào năm 1937. Tuy nhiên, khi dò lại thông tin trên các mặt báo thì hoàn toàn không thấy thông tin này. Liệu huyền thoại về Bermuda có đơn giản chỉ là sự việc bị phóng đại lên? Đồng quan điểm với David Kutch là cựu binh thuộc Hải quân Mỹ Howard Rosenberg. Lấy ví dụ về chiếc máy bay tìm kiếm PBM Mariner chở theo 13 người, sau đó cũng một đi không trở về khi được cử đi tìm kiếm 5 chiếc máy bay ném bom TBM Avenger của Hải quân Mỹ trong chương trình bay huấn luyện có tên Flight 19 đã đồng loạt biến mất không dấu vết cùng phi hành đoàn vào ngày 5 tháng 12 năm 1945 trên vùng biển Bermuda. Rosenberg cho rằng vụ mất tích này cũng bị phóng đại. Ông cho rằng chiếc PBM Mariner thường được mệnh danh là bình xăng bay, có khả năng nó đã gặp sự cố hỏa hoạn gây ra vụ mất tích. Cần biết, trong hai chiếc PBM Mariner được phái đi tìm kiếm trên cùng khu vực biển, một chiếc vẫn trở về bình thường. Rosenberg đồng tình với quan điểm của Kutch, cho rằng tỷ lệ các vụ mất tích tại vùng biển Tam Giác Quỷ không hề lớn hơn tỷ lệ mất tích của các phương tiện tại bất cứ vùng biển nào trên thế giới. Cựu binh này nhấn mạnh, khu vực Tam Giác Bermuda là một trong những nơi có mật độ giao thông cao nhất thế giới. Khi số lượng tàu và máy bay di chuyển qua đây càng lớn, khả năng xảy ra tai nạn với các loại phương tiện này sẽ càng cao. Trong khi đó, Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ NOAA lại quy nguyên nhân về yếu tố thời tiết là các cơn bão nhiệt đới như Kutch từng nhận định cách đây vài thập kỷ. Theo NOAA, các hiện tượng bão xoáy và bão nhiệt đới thường xuyên xảy ra ở vùng biển Bermuda. Khi thời tiết thay đổi đột ngột, tạo ra vùng nhiễu động dễ khiến tàu, máy bay gặp nguy hiểm khi đi ngang qua. Theo đó, tại khu vực Bermuda nói riêng và vùng biển Caribe nói chung, có nhiều đảo nhỏ liền kề nhau, tạo ra những vùng nước cạn gây nguy hiểm cho tàu qua lại. Khi các tàu bị tai nạn, dòng hải lưu Gulf Stream chảy ngang qua đủ mạnh để cuốn xác tàu vỡ, xóa sổ dấu vết của mọi phương tiện. Vùng Tam Giác Quỷ cũng là nơi có nhiều cá mập, chúng sẽ rỉa xác của các nạn nhân, kết hợp với dòng hải lưu Gulf Stream sẽ khiến mọi vụ mất tích trở thành bí ẩn. NOAA cảnh báo, khu vực Tam Giác Quỷ rất nguy hiểm khi thời tiết xấu hoặc chuyển xấu. Tuy nhiên, kết luận của NOAA về các vùng nước cạn lại không lý giải được vì sao máy bay tuốt trên trời cũng gặp tai nạn. Vì thế, họ chỉ đưa ra nhận định hoặc thời tiết xấu hoặc do vùng nước cạn quanh các đảo là nguyên nhân. Kết luận đó cũng chưa thật sự thuyết phục. Từ giả thuyết tâm linh đến các loại hình thời tiết, hiện tượng vật lý bất thường như nhiễu động từ trường từ hàng thế kỷ qua đều đã được đưa ra, nhưng không vì thế mà làm giảm đi sức hút, sự tò mò của nhân loại về Bermuda. Vùng biển này vẫn còn là ẩn số về nguyên nhân xảy ra các tai nạn, cần những lý giải xác đáng hơn trong tương lai. Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, nổi tiếng với lối cai trị tàn nhẫn. Dưới thời Tần Thủy Hoàng đã có rất nhiều công trình nổi tiếng được xây dựng. Trong số đó phải kể đến hai công trình để đời của ông là Vạn Lý Trường Thành và khu lăng mộ của chính mình. Lăng mộ này được giữ bí mật tuyệt đối, nên tới hơn 2.000 năm sau, hậu thế mới tình cờ phát hiện. Nơi đây như một cung điện dưới lòng đất và ẩn chứa vô vàn bí mật rợn người. Vậy những bí ẩn đó là gì? Theo sử ký của nhà sử học Tư Mã Thiên, lăng mộ Tần Thủy Hoàng có hàng loạt chuyến thuyền, xe ngựa cùng với 12 bức tượng. Tất cả đều được làm bằng đồng. Ngoài ra còn có những con chim bằng vàng, vô số kho báu khác. Để kiểm chứng điều này, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã dùng kỹ thuật scan để khám phá khu vực lăng mộ.
Từ đây, họ phát hiện ra một lượng lớn đồng xu cổ nằm bên dưới ngôi mộ chưa mở. Michael Pesci, cựu chủ tịch Ủy ban Lăng mộ và Công trình Quốc tế đã cho rằng những đồng xu cổ này chính là kho báu quốc gia được chôn dưới lăng mộ. Ông cho biết những đồng xu thời nhà Tần hầu hết được làm bằng đồng và một số là bằng bạc. Tuy nhiên, theo ông, chừng nào các nhà khảo cổ chưa thể tìm ra cách bảo vệ những đồng xu thì khối tiền đó vẫn nên để nguyên tại chỗ. Sau đó vào năm 2020, những con lạc đà vàng và bạc cũng đã được khai quật từ ngôi mộ. Theo báo cáo của Mạng Khoa học Xã hội Trung Quốc, những con lạc đà này đều được làm theo giống lạc đà xuất hiện sớm nhất tại Trung Quốc. 3 năm sau, người ta tìm thấy một chiếc xe ngựa 4 bánh bằng gỗ trong khu vực ngoại thành của lăng mộ. Xe có một chiếc ô hình chữ nhật được trang trí công phu và vẫn được bảo quản tốt. Theo đài truyền hình Thiểm Tây, cỗ xe này là loại xe được sử dụng sớm nhất ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhóm khai quật còn tìm thấy một cỗ xe cừu. Họ tìm thấy 6 bộ xương cừu được xếp thành một hàng ở phía tây lăng mộ Tần Thủy Hoàng, cách thành phố Tây An vài dặm về phía đông bắc thuộc tỉnh Thiểm Tây. Mặc dù phần thân chính của cỗ xe đã xuống cấp, nhưng các chuyên gia vẫn có thể suy ra mục đích của nó nhờ những tàn tích còn sót lại của các phụ kiện dùng để kéo cỗ xe. Jiang Wenxiao, lúc này là người đứng đầu dự án khảo cổ học, đã lưu ý rằng xe ngựa và xe bò kéo rất phổ biến thời Trung Hoa cổ đại. Nhưng xe cừu kéo là một loại xe cực kỳ hiếm. Chúng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Ông cho biết, truyền thuyết phổ biến nhất nói về người sáng lập triều đại Tây Tấn từ năm 266 đến 290 sau Công Nguyên, từ Mã Diện. Ông được cho là đã cưỡi xe cừu kéo quanh cung điện của mình hàng đêm và ngủ ở bất cứ nơi nào đàn cừu dừng lại. Việc phát hiện ra xe cừu trong ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng đã chứng minh rằng loại xe này thực chất đã được sử dụng từ những năm trước Công Nguyên. Các nhà khảo cổ học cũng phát hiện ra một lượng lớn xe ngựa bằng đồng và các hiện vật liên quan đến ngựa, kèm theo các công cụ bằng sắt và vũ khí bằng đồng. Những phát hiện này đã cung cấp những hiểu biết mới về thời đại mà các công cụ bằng sắt bắt đầu xuất hiện. Ngoài những cỗ xe quý, khu lăng mộ này còn nổi tiếng với hình ảnh đội quân đất Nung, vẫn còn để lại nhiều câu hỏi cho giới khảo cổ. Theo NBC News, vào năm 1974, khi đang đào giếng ở miền đông Trung Quốc, thì một người đàn ông đã để chiếc thuyền của mình đâm trúng một thứ. Khi nhìn gần, ông phát hiện ra đây là đầu của một người đàn ông. Kiểm tra kỹ hơn, ông thấy vật thể đó được làm từ đất sét chứ không phải xương thật. Ông tiếp tục đào một chỗ khác và phát hiện ra bên dưới khu vườn ăn trái là một đội quân hàng nghìn người được làm từ đất Nung với kích thước ngang ngửa người thật. Đi kèm đó là hàng trăm con ngựa, xe ngựa và vũ khí bằng đồng. Họ đã báo cho nhà khảo cổ học Zhao Kangmin. Khi nhận được thông tin, ông đã đến và tiến hành khai quật. Ông bắt đầu miệt mài ghép những mảnh vỡ lại với nhau. Một số mảnh có kích thước bằng móng tay. Vậy nên ông phải mất 3 ngày mới hoàn thành 2 chiến binh đất Nung cao 1,78 mét. Tính đến thời điểm hiện tại, có 4 hố đã được khai quật. Hố đầu tiên chứa các bức tượng bộ binh. Hố thứ hai chứa các bức tượng về cung thủ, chiến xa, bộ binh và kỵ binh. Theo quan sát từ các chuyên gia Trung Quốc, thì có lẽ những bức tượng tại hố thứ hai đã mô phỏng lại các nhân vật tại một đồn điền. Hố thứ ba nhỏ hơn nhiều, chứa các bức tượng quan chức cấp cao và hố thứ tư là để trống. Đến nay, 8.000 chiến binh bằng đất Nung đã được tìm thấy, nhưng các nhà khảo cổ học đã nghi ngờ nhiều hố vẫn chưa được khám phá và con số có thể sẽ tăng lên nhiều hơn. Đội quân đất Nung này được xem là kỳ quan của kỳ quan và gây chấn động giới khảo cổ trên toàn thế giới. Điều này là bởi các bức tượng có kích thước thật của chúng ta như những người lính thực sự. Đồng thời, họ cũng có những đường nét khác nhau, không bức tượng nào giống tượng nào. Vậy thì các bức tượng đất Nung này được làm ra vì mục đích gì? Dựa trên sử ký của Tư Mã Thiên, thì sau khi thống nhất 6 nước, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa đã bắt đầu tiến hành xây dựng lăng mộ cùng binh đoàn đất Nung của mình. Hơn 100.000 người ở khắp nơi trên đất nước đã được huy động để xây lăng mộ cho ông suốt 39 năm. Lý do Tần Thủy Hoàng làm vậy là vì ông từng có một giấc mơ rất đáng sợ. Nhiều đêm ông mơ thấy oan hồn của kẻ thù đến đòi mạng, khiến ông phải dùng kiếm để tự sát. Sau khi tỉnh lại, Tần Thủy Hoàng đã vô cùng sợ hãi. Ông lo khi mình qua đời, kẻ thù sẽ đến báo thù, nên lập tức ra lệnh
chôn một số lượng lớn chiến binh mô phỏng cùng các vị tướng lĩnh nhà Tần để theo bảo vệ khi ông tạ thế. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, những bức tượng dù đã bị mai một theo thời gian, nhưng kết cấu cũng như hình dạng cơ bản vẫn được bảo toàn tương đối hoàn hảo. Không ít chuyên gia đã khẳng định tượng binh mã trong lăng Tần Thủy Hoàng được tạo tác dựa trên nguyên mẫu người thật. Các nhà khảo cổ học tin vào điều đó khi so sánh vành tay của các bức tượng này. Một nhóm đến từ Đại học College London đã sử dụng máy tính để phân tích 30 đôi tay chiến binh được chụp tại lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Họ muốn biết các đường gờ ở vành tay có đặc trưng hay không. Kết quả cho thấy không có hai chiếc tay nào giống nhau hết. Đây là một kết quả khá bất ngờ đối với giới khảo cổ học. Nó cho thấy khả năng điêu khắc của nghệ nhân thời Tần thật sự rất tốt. Nhưng nhờ đâu mà những người chế tác có thể làm ra hàng nghìn tượng đất nông như thế? Năm 1989, tại thành phố Tây An, một nhóm khảo cổ học đã phát hiện ra 21 lò gốm chế tác tượng đất với quy mô lớn. Theo thẩm định của giới chuyên môn, di tích này có niên đại cách đây khoảng 2.100 năm. Đồng thời, họ cũng khai quật được hàng nghìn bức tượng nhỏ bằng đất nung. Trong đó, các bằng chứng đã chỉ ra lò nung sản xuất để phục vụ cho Tần Thủy Hoàng. Các lò nung này có quy mô lớn, sản lượng cao và trong đó có tới 2 lò vẫn lưu trữ rất nhiều phôi tượng. Mỗi lò có thể chứa từ 350 đến 400 phôi tượng đất nung. Như vậy là 21 lò gốm này có thể trong một lần sản xuất ra từ 7.000 cho tới 8.000 bức tượng đất nung với quy mô lớn. Các nhà khảo cổ học cho rằng không có gì ngạc nhiên khi số lượng binh sĩ đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng lại lớn như vậy. Từ những thông tin thu thập được, giới khảo cổ có thể dự đoán về quy trình chế tác các bức tượng. Các nghệ nhân đã chế tạo các bộ phận cơ thể chính bao gồm bàn chân và cẳng chân của các chiến binh trước tiên, đầu vào cánh tay của cơ thể, sau đó được làm riêng. Mỗi một nét biểu cảm trên khuôn mặt, cách ăn vận quần áo, tư thế đứng đều khác nhau. Chẳng khác gì có hàng nghìn người đứng làm mẫu cho các thợ điêu khắc vậy. Để thuận lợi cho việc hoàn thành và giúp các bức tượng không bị biến dạng, thợ thủ công đã chia tượng ra thành 6 bộ phận khác nhau, bao gồm tứ chi, đầu và thân rỗng. Họ nung từng bộ phận riêng lẻ, sau đó mới tiến hành ghép lại thành tượng hoàn chỉnh. Vậy thì tại sao các nhà khảo cổ học vẫn chưa thể khai quật được toàn bộ lăng mộ Tần Thủy Hoàng? Của cải châu báu hay quân đội đất nung mà chúng ta vừa phân tích thực ra cũng chỉ là những thứ nằm ngoài rìa của ngôi mộ. Còn phía sâu bên trong vẫn là một chủ đề thu hút sự quan tâm của giới khảo cổ. Nhiều người đã nghĩ về một lời nguyền đáng sợ cho những ai dám khai quật lăng mộ. Tuy nhiên, điều này không hẳn đúng. Vào những năm 1980, sử dụng công nghệ quét cộng hưởng từ, các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Đức đã phát hiện ra rằng đất trong ngọn đồi chôn cất phía trên lăng mộ có nồng độ thủy ngân cao hơn nhiều so với những nơi khác. Họ ước tính nồng độ thủy ngân ở trong lăng mộ cao gấp 280 lần mức bình thường và có thể lên tới 100 tấn. Điều này khá trùng hợp với những ghi chép trong bộ sử ký Tư Mã Thiên về dòng sông thủy ngân bí ẩn trong lăng mộ Tần Hoàng Đế. Theo ghi chép của nhà sử học Tư Mã Thiên, bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng tồn tại hàng trăm con sông bằng thủy ngân. Điều này xuất phát từ nỗi ám ảnh của ông. Theo các ghi chép còn sót lại từ thời Tần, Tần Thủy Hoàng là người bị ám ảnh bởi cái chết. Tần Thủy Hoàng sợ cái chết đến nỗi sẵn sàng loại bỏ người thân cận để bảo toàn bí mật, ám sát hoàng thân, thiêu đốt dân quân để đoạt mộng làm chủ thiên hạ. Những năm cuối đời, Tần Thủy Hoàng sợ cái chết và nguyện vọng tìm kiếm một thứ thuốc trường sinh giúp ông sống và an vị mãi mãi. Ông cấp cho quan Tử Phúc một tàu chở hàng trăm đồng nam và đồng nữ tìm kiếm núi Bồng Lai thần bí. Trong truyền thuyết của Trung Quốc, Bồng Lai Tam Đảo, tức ba đảo tiên gồm Bồng Lao, Phương Trượng và Doanh Châu nằm ở vịnh Bột Hải. Người đời truyền tay nhau rằng tại đây có một quả mang đến trường sinh. Tuy nhiên nhiệm vụ chắc chắn là thất bại. Tần Thủy Hoàng ngay lập tức quay sang đầu tư nghiên cứu giả kim thuật. Song dường như vì quá lo sợ cái chết sẽ ập đến, nên mọi vị thuốc được người đời đồn đại ca tụng, Tần Thủy Hoàng đều thử. Trong số đó có cả thủy ngân. Ông được cho là đã dùng chu sa, hay còn được biết đến là chất sunfua thủy ngân, với hy vọng kéo dài tuổi thọ. Vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, người Trung Quốc cổ đại tin rằng đặc tính kỳ diệu của thủy ngân sẽ chữa khỏi các bệnh lây nhiễm thịnh hành lúc đó.
thậm chí các bệnh dường như không liên quan như khó tiêu, trầm cảm và các bệnh tim mạch. Do đó, các nhà giả kỹ thuật Trung Hoa đã điều chế các hợp chất thủy ngân, thường bằng cách trộn thủy ngân lỏng với các chất độc hại khác như lưu huỳnh. Những hợp chất này được dành riêng cho giới thượng lưu giàu có, những người khao khát sự bất tử. Chớ trêu thay, chính thủy ngân có thể đã là yếu tố gây ra cái chết sớm cho Tần Thủy Hoàng. Ông ấy uống tất cả những viên thủy ngân này vì muốn bất tử, và nó đã giết chết ông ấy ở tuổi 39. Bên cạnh đó, những dòng sông thủy ngân này cũng được cho là đóng vai trò như một chất bảo quản thi hài của Tần Đế, tránh trường hợp xác chết biến dạng vì phân hủy. Chưa dừng lại tại đó, dựa theo ghi chép của nhà sử học Tư Mã Thiên, các nhà khảo cổ tìm thấy chi tiết kể rằng ngôi mộ đã được giăng bẫy nhằm ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Các nghệ nhân được giao nhiệm vụ chế tạo cung tên nhằm đẩy lùi bất kỳ kẻ nào xâm phạm. Việc bố trí bẫy nỏ trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng cụ thể ra sao, cho tới ngày nay vẫn chưa có cách xác định. Tuy nhiên, thông qua khai quật đội quân đất nung bên ngoài lăng mộ Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một loại nỏ làm từ chất liệu gỗ dâu. Loại vũ khí này là kình nỏ, lực sát thương rất mạnh. Theo ước tính, nỏ có tầm bắn hơn 800 mét, sức căng lên tới 350 kg và tự động vận hành. Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra rằng có một vách đá sâu khoảng 7 mét được xây dựng bên trong lăng mộ và có rất nhiều cắt lún trên vách đá. Những kẻ trộm mộ mỗi khi đột nhập có thể bị nhấn chìm bởi loại cắt này. Không loại trừ khả năng những cạm bẫy này vẫn hoạt động tốt sau hơn 2.000 năm. Đó cũng là lý do khiến việc khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở thời điểm này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài ra, người ta còn đồn rằng bên trong ngôi mộ có những chiếc đèn được gọi là đèn vĩnh cửu. Khi phát hiện ra chúng, các nhà khảo cổ học đều kinh hãi vì chúng vẫn luôn cháy rực, như thể ngàn năm qua chưa từng tắt, bất chấp môi trường tăm tối ẩm thấp dưới lòng đất sâu như vậy. Điều này nghe có vẻ phản khoa học, nhưng thực chất những chiếc đèn này không chỉ được tìm thấy ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Ở một số lăng mộ cổ khác, hay thậm chí ở Ai Cập, Hy Lạp, người ta cũng từng ghi nhận sự tồn tại của ngọn đèn vĩnh cửu. Ban đầu, chúng cũng được cho là những tình tiết được người đời đồn thổi và không có thật. Nhưng về sau, thực tế cho thấy ánh sáng vĩnh hằng này có tồn tại. Một giả thiết đã được đưa ra từ lâu rằng những ngọn đèn không bao giờ tắt được thắp sáng từ một nguyên liệu đặc biệt là mỡ cá voi, chứ không phải nến sắc như thông thường. Có ghi chép trong các sách cổ của Trung Quốc cho biết mỡ cá voi từng được dùng để thắp sáng vì chúng có độ bền vô cùng cao. Bên cạnh đó, đèn cũng được thiết kế một cách đặc biệt sao cho mỡ cá voi chảy ra lại rơi xuống bình chứa, từ đó có thể tái sử dụng bất tận. Tuy nhiên, cách giải thích này về sau bị phản bác khá nhiều vì muốn đèn cháy cả ngàn năm vẫn là phi lý. Sau biết bao thế kỷ tranh cãi, cuối cùng, một nhà hóa học người Mỹ tên Simon Affick cũng đã công bố một công trình nghiên cứu nhận được rất nhiều sự đồng tình của giới khảo cổ lẫn khoa học khắp thế giới, giải thích về ngọn đèn vĩnh cửu. Affick đã dành ra 30 năm trời thực hiện nghiên cứu, đồng thời thực hiện 700 lần thí nghiệm mới có đáp án cuối cùng. Trong 700 lần thí nghiệm, Affick đã thử đủ mọi nhiên liệu, điều chỉnh tỷ lệ khác nhau để cho ra được một loại nhiên liệu đặc biệt làm từ phốt pho trắng trộn với các chất cháy khác. Loại chất mới này có tính chất rất dễ bắt lửa, có thể tự phát cháy và khó bay hơi. Ngày xưa, khi xây dựng mộ, tiền nhân đã dùng đèn thắp sáng bằng chất này để soi đường. Đến khi hầm mộ được đóng lại, oxy cạn kiệt dần, đèn cũng sẽ tự tắt. Điểm mấu chốt của nó là khi cửa mộ được mở ra, oxy trong không khí lại bay vào và đèn lại một lần nữa được bật sáng. Sau tất cả, không có ánh sáng vĩnh cửu nào như mọi người nhầm tưởng, mà chỉ có một ngọn đèn tự phát sáng mà thôi. Những người vào sau không biết rằng ánh sáng đã tắt từ lâu trước khi họ bước vào lăng mộ, nên có ảo giác rằng ánh sáng đã cháy hàng ngàn năm. Sau tất cả, không có ánh sáng vĩnh cửu nào như mọi người nhầm tưởng, mà chỉ có ngọn đèn tự phát sáng mà thôi. Đó cũng có thể là thứ ánh sáng mời gọi sự tò mò của hậu thế để chạm vào lớp trầm tích hàng nghìn năm tại ngôi mộ này. Tam giác Bermuda, một trong những vùng biển đáng sợ nhất trên thế giới, nơi tàu, máy bay có vào không có ra khi đi qua khu vực nằm ở Tây Bắc Đại Tây Dương, được giới hạn bởi ba đỉnh của một hình tam giác.
gồm quần đảo Bermuda, thành phố Miami và đảo Puerto Rico. Vùng biển này có tên gọi trên là do được đô đốc người Tây Ban Nha Juan Bermuda khám phá ra vào năm 1503. Hơn 170 năm qua, nơi đây trở thành nỗi ám ảnh hãi hùng, kích thích trí tò mò của nhân loại trong việc tìm kiếm nguyên nhân khiến thành viên của các thủy thủ và phi hành đoàn mất tích bí ẩn. Từ năm 1851 đến nay, ước tính đã có hơn 8.000 trường hợp mất tích được ghi nhận. Dù giới khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết cho hiện tượng này, nhưng đến nay vẫn chưa có một lý giải nào được đánh giá là xác đáng. Nổi tiếng nhất trong số những vụ mất tích bí ẩn tại tam giác quỷ Bermuda có lẽ phải kể đến năm chiếc máy bay ném bom TBM Avenger của Hải quân Mỹ trong chương trình bay huấn luyện có tên Flight 19 đã đồng loạt biến mất không dấu vết cùng phi hành đoàn vào ngày 5 tháng 12 năm 1945 khi bay qua vùng biển này. Tuy nhiên, không phải đợi đến năm 1945 khi năm chiếc máy bay cùng mất tích, dư luận mới chú ý đến những điều lạ lùng xảy ra trên khu vực tam giác quỷ. Vùng biển bao phủ diện tích lên đến nửa triệu km vuông, lớn gấp 1,5 lần diện tích Việt Nam. Năm 1492, khi nhà thám hiểm người Ý Christopher Columbus trong chuyến rong buồm từ Đông sang Tây đã đề cập đến vùng biển này, với ghi nhận các la bàn trên tàu khi qua đây đều bị chệch hướng, chỉ loạn xạ. Ngoài ra, ông còn nhìn thấy những ánh sáng kỳ lạ không giải thích được. Đến năm 1918, tàu USS Cyclops của Hải quân Mỹ chở theo 309 thủy thủ đoàn sau khi rời cảng ở Barbados cũng đã mất tích ở khu vực này. Các vụ việc xảy ra rải rác được ghi nhận từ năm 1851 cho đến năm 2005 vẫn còn xảy ra với trường hợp tàu chở hàng El Faro chở theo 33 thành viên mất tích ngoài khơi quần đảo Bahamas thuộc vùng tam giác quỷ. Những bí ẩn mất tích không có lời giải cứ thế chất chồng, hòa quyện cùng huyền thoại đã phủ lên vùng biển này sự kinh sợ, đồng thời kích thích trí tò mò tìm hiểu nguyên nhân. Trở lại vụ năm chiếc máy bay TBM Avenger mất tích, một chiếc máy bay tìm kiếm PBM Mariner của Hải quân Mỹ đã được cử đi tìm năm chiếc máy bay này, nhưng rồi cũng cùng chung số phận biến mất không dấu vết khi tiến vào khu vực Bermuda. Một vụ mất tích nữa cũng hay được nhắc đến, gắn liền với bí ẩn của tam giác quỷ, đó là sự kiện con tàu ma Mary Celeste. Theo lịch trình, Mary Celeste rời Giona vào ngày 7 tháng 11 năm 1872. Đến ngày 4 tháng 12 năm 1872, các thủy thủ trên tàu Gracia D nhìn thấy con tàu này đang trôi trên biển ở khu vực tam giác Bermuda, hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Đã có rất nhiều lời giải thích cho các hiện tượng biến mất của các tàu thuyền và máy bay không để lại dấu vết ở khu vực này, nhưng các nhà nghiên cứu vẫn chưa có một kết luận chung. Tam giác quỷ Bermuda vẫn là một huyền thoại được bao phủ bởi tấm màn bí ẩn, khơi dậy sự tò mò nhưng đầy sợ hãi. Bermuda là đề tài muôn thuở khơi gợi nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà văn và các nhà làm phim Hollywood khai thác. Các nhà khoa học từ nhiều năm qua đã ghi nhận, dưới đáy vùng biển Bermuda có những khe nứt ngầm thuộc hàng sâu nhất thế giới, phần lớn có độ sâu trung bình 5.791 mét, trong khi ở góc tam giác, phía nam gần khe nứt Puerto Rico, đáy biển sâu đến 8.229 mét. Dọc theo rìa lục địa châu Mỹ, vùng biển này có vô số bãi cạn và dạn đá ngầm vô cùng nguy hiểm. Theo lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết, các dòng nước khi qua các dạn đá ngầm này tạo thành những vùng xoáy vô cùng nguy hiểm. Một số yếu tố đóng vai trò quan trọng trong các vụ tai nạn ở tam giác Bermuda là nơi đây có dòng hải lưu Gulf Stream cực mạnh chảy cắt ngang qua. Dòng hải lưu này theo mô tả là mạnh và hỗn loạn đến mức có thể xóa sạch dấu vết của các thi thể cùng xác tàu của một vụ tai nạn vừa xảy ra. Ngoài ra, thời tiết khu vực này rất phức tạp, thường xuyên xuất hiện những cơn bão và vòi rồng, đặc biệt là vào mùa hè với sức gió lên đến 190 km/h. Các cơn bão ở khu vực này không kéo dài nhưng mãnh liệt, hình thành và tan biến một cách nhanh chóng, không bị vệ tinh giám sát phát hiện. Đây thật sự là thảm họa với tàu thuyền và các máy bay qua khu vực. Các nhận định trên từng được xem xét nhiều lần, nhưng câu trả lời cho những vụ mất tích bí ẩn ở Bermuda xem ra vẫn chưa thỏa đáng. Và điều này khiến dư luận hướng đến một giả thuyết mới vừa được phát hiện gần đây. Biến động từ trường là một trong những giả thuyết được các nhà khoa học sớm đặt ra để lý giải cho hiện tượng la bàn chỉ loạn xạ khi qua vùng biển này. Khái niệm vùng dị thường từ ra đời chỉ nơi từ trường của trái đất tại những nơi này bị biến động cục bộ.
Nguyên nhân được giải thích là do cấu tạo lý hóa của các lớp đất đá tại những nơi như tam giác quỷ Bermuda bị biến đổi kéo theo từ tính nhiễu loạn. Điển hình là vùng dị thường từ Mapimi ở Mexico, nơi các loại sóng như sóng vệ tinh, sóng radio khi đến đây đều không thể hoạt động được. Vùng dị thường từ Nam Đại Tây Dương khiến nhiều vệ tinh bay trên khu vực này bị hỏng. Khu vực xung quanh kim tự tháp Giza ở Ai Cập cũng ghi nhận tình trạng nhiễu động tương tự. Đáng chú ý là cả ba địa điểm Mapimi, Bermuda và vùng dị thường từ Nam Đại Tây Dương nhìn trên bản đồ đều nằm trên cùng một đường thẳng. Nhiễu loạn từ có thể là nguyên nhân khiến các thiết bị định vị trên tàu và máy bay bị hỏng, đưa đến những tai nạn bất ngờ. Những vụ nổ khí methane dưới đáy biển là một giả thuyết khác đến từ nghiên cứu được giới khoa học công bố vào tháng 3 năm 2016 về các miệng núi lửa dưới đáy biển Barren, ngoài khơi Na Uy. Theo đó, cách đây khoảng 11.700 năm, khí methane dưới tầng đáy đại dương gặp nhiệt độ ấm dần của nước biển đã gây ra những vụ nổ khí giải phóng áp lực khổng lồ, tạo ra các miệng núi lửa dưới lòng biển. Dựa vào kết quả nghiên cứu này, truyền thông quốc tế đặt giả thuyết có thể do các vụ nổ khí methane dưới lòng biển khiến mặt đất tầng đáy sụt bất ngờ, gây ra bong bóng khí lan tỏa lên bề mặt nước khiến tàu thuyền đi qua bị lật. Tuy nhiên giả thiết này không giải thích được vì sao máy bay tuốt lên trời lại rơi khi qua tam giác quỷ. Tờ Express của Anh vào năm 2017 đã đưa ra giả thuyết chỉnh những đám mây lục giác thông qua hiện tượng thời tiết hiếm gặp, gọi là microburst, đã gây ra các tai nạn. Ảnh chụp vệ tinh gần đây cho thấy những đám mây lục giác này hình thành dày đặc phía trên bầu trời vùng tam giác quỷ. Theo đó, loại hình thời tiết microburst hình thành nên những đám mây lục giác phát triển dựa trên quá trình một cơn bão di chuyển trên mặt biển. Khi bão quét qua, nó sẽ trở thành một chiếc phễu hút không khí từ cao xuống thấp. Luồng không khí di chuyển theo chiều thẳng đứng này có thể đạt vận tốc khủng khiếp lên đến 270 km/h. Luồng không khí di chuyển từ trên xuống thành dòng như một trận lốc xoáy thực thụ. Khi chạm đất, nó sẽ tỏa đi ở các hướng khác nhau, mang theo một lượng nước mưa khổng lồ, ngưng tụ từ hơi nước từ các đám mây phía trên trút xuống. Chỉ dấu nhận biết hiện tượng microburst đang diễn ra là việc các đám mây hình lục giác xuất hiện dày đặc. Các đám mây này tạo ra cơn bão hình thành phễu hút không khí thành dòng. Tiến sĩ Steve Miller, nhà khí tượng vệ tinh tại trường đại học bang Colorado, đã đưa ra kết luận này sau thời gian dài cùng các đồng sự nghiên cứu. Dùng hệ thống vệ tinh radar kiểm tra các đám mây hình lục giác nằm ngoài khơi bờ biển bang Florida và bên trên quần đảo Bahamas thuộc vùng tam giác quỷ, Miller phát hiện bên dưới những đám mây lục giác bay nhăn nhản phía trên khu Bermuda là luồng không khí bị hút từ trên xuống với sức gió đạt đến 270 km/h. Với sức gió này khi quét qua mặt biển có thể tạo nên những con sóng cao đến 14 mét. Sức hút của luồng không khí có thể tạo ra vùng nguy hiểm với đường kính từ 30 đến 88 km đối với tàu và máy bay. Những đám mây đó trở thành những quả bom khí hút và lật đổ mọi thứ di chuyển ngang qua. Đây có thể là lời giải cho bí ẩn tam giác quỷ tồn tại nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên, người ta cũng ghi nhận hiện tượng microburst ở nhiều khu vực khác ở vùng biển Bắc và các vùng biển khác của châu Âu. Nhưng vì sao chỉ có khu vực Bermuda là xảy ra thảm nạn? Việc này cần các nhà khoa học đào sâu tìm hiểu hơn trong thời gian tới. Bất chấp hàng loạt giả thuyết được đưa ra để lý giải cho bí ẩn về những vụ mất tích tại tam giác quỷ Bermuda suốt nhiều thế kỷ, nguyên nhân đến nay vẫn còn là ẩn số. Tàu, máy bay khi qua khu vực này vẫn cần phải cẩn trọng. Mỗi khi có sự cố xảy ra, chủ đề Bermuda lại hâm nóng các trang báo. Hồi tháng 5 năm 2015, dư luận lại hồi hộp khi hay tin tàu du lịch Norwegian Dawn của Na Uy chở theo 3.700 người đã mắc cạn khi đi qua Kingsguap, khu vực biển nằm trong vùng biển tam giác quỷ. ABC News dẫn tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết con tàu mắc cạn khi hệ thống cấp điện bỗng dưng dừng hoạt động, khiến động cơ đẩy của tàu bị ảnh hưởng. Sự cố khiến các hành khách lẫn thủy thủ đoàn được phen thót tim khi họ nhận ra vị trí tàu mắc cạn thuộc vùng tam giác quỷ. Dù sau đó hệ thống cấp điện trên tàu đã tái hoạt động, không ai bị thương sau vụ việc, nhưng sự cố này đã nhanh chóng lan nhanh trên mặt báo toàn cầu. Vụ việc cho thấy chủ đề Bermuda không bao giờ hết nóng. Một trong những người đi đầu trong việc phản bác những huyền thoại về vùng biển Bermuda là Lawrence David Koch tại Đại học bang Arizona, Mỹ. Năm 1975, trong tác phẩm Giải mã bí ẩn tam giác Bermuda,
Ông đã lần lượt đưa ra các quan điểm bác lại những điều huyền hoặc quanh nơi đây. Cách khảo sát của Kutch là quan sát tình hình thời tiết trên các báo và những ngày các vụ tai nạn xảy ra, rồi kết luận rằng thật ra huyền thoại này chỉ là sự hiểu lầm trong quá trình giải thích các hiện tượng. Theo ông, tỷ lệ các vụ mất tích tại vùng biển Tam Giác Quỷ không hề lớn hơn tỷ lệ mất tích của các phương tiện tại bất cứ vùng biển nào trên thế giới. Trong các giả thuyết đặt ra về nguyên nhân mất tích tại vùng biển này, không hề tính toán đến các cơn bão xảy ra trong ngày tai nạn. Theo ông, Bermuda là vùng biển thường xuyên xảy ra các cơn bão nhiệt đới, nên khả năng xảy ra các vụ tai nạn không có gì khó hiểu. Ngoài ra, theo Kutch, để huyền thoại hóa bí ẩn tại Bermuda, truyền thông đã đưa tin dựa trên những con số thống kê lỏng lẻo. Một con tàu dù gặp sự cố ở vùng biển Bermuda, nhưng khi ra được khỏi khu vực này, cập cảng an toàn thì không thấy số liệu thống kê được chỉnh sửa lại, làm dư luận cho rằng tỷ lệ mất tích nơi đây có vẻ cao hơn những vùng biển khác. Thậm chí ông còn ghi nhận một số vụ mất tích đã bị phóng đại, như vụ một máy bay được cho là rơi trước mặt hàng trăm người tại vịnh Daytona, bang Florida vào năm 1937. Tuy nhiên, khi dò lại thông tin trên các mặt báo thì hoàn toàn không thấy thông tin này. Liệu huyền thoại về Bermuda có đơn giản chỉ là sự việc bị phóng đại lên? Đồng quan điểm với David Kutch là cựu binh thuộc Hải quân Mỹ Howard Rosenberg. Lấy ví dụ về chiếc máy bay tìm kiếm PBM Mariner chở theo 13 người, sau đó cũng một đi không trở về khi được cử đi tìm kiếm 5 chiếc máy bay ném bom TBM Avenger của Hải quân Mỹ trong chương trình bay huấn luyện có tên Flight 19 đã đồng loạt biến mất không dấu vết cùng phi hành đoàn vào ngày 5 tháng 12 năm 1945 trên vùng biển Bermuda. Rosenberg cho rằng vụ mất tích này cũng bị phóng đại. Ông cho rằng chiếc PBM Mariner thường được mệnh danh là bình xăng bay, có khả năng nó đã gặp sự cố hỏa hoạn gây ra vụ mất tích. Cần biết, trong hai chiếc PBM Mariner được phái đi tìm kiếm trên cùng khu vực biển, một chiếc vẫn trở về bình thường. Rosenberg đồng tình với quan điểm của Kutch cho rằng tỷ lệ các vụ mất tích tại vùng biển Tam Giác Quỷ không hề lớn hơn tỷ lệ mất tích của các phương tiện tại bất cứ vùng biển nào trên thế giới. Cựu binh này nhấn mạnh, khu vực Tam Giác Bermuda là một trong những nơi có mật độ giao thông cao nhất thế giới. Khi số lượng tàu và máy bay di chuyển qua đây càng lớn, khả năng xảy ra tai nạn với các loại phương tiện này sẽ càng cao. Trong khi đó, Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ NOAA lại quy nguyên nhân về yếu tố thời tiết là các cơn bão nhiệt đới như Kutch từng nhận định cách đây vài thập kỷ. Theo NOAA, các hiện tượng bão xoáy và bão nhiệt đới thường xuyên xảy ra ở vùng biển Bermuda. Khi thời tiết thay đổi đột ngột, tạo ra vùng nhiễu động dễ khiến tàu, máy bay gặp nguy hiểm khi đi ngang qua. Theo đó, tại khu vực Bermuda nói riêng và vùng biển Caribe nói chung, có nhiều đảo nhỏ liền kề nhau, tạo ra những vùng nước cạn gây nguy hiểm cho tàu qua lại. Khi các tàu bị tai nạn, dòng hải lưu Gulf Stream chảy ngang qua đủ mạnh để cuốn xác tàu vỡ, xóa sổ dấu vết của mọi phương tiện. Vùng Tam Giác Quỷ cũng là nơi có nhiều cá mập, chúng sẽ rỉa xác của các nạn nhân, kết hợp với dòng hải lưu Gulf Stream sẽ khiến mọi vụ mất tích trở thành bí ẩn. NOAA cảnh báo, khu vực Tam Giác Quỷ rất nguy hiểm khi thời tiết xấu hoặc chuyển xấu. Tuy nhiên, kết luận của NOAA về các vùng nước cạn lại không lý giải được vì sao máy bay tốt trên trời cũng gặp tai nạn. Vì thế, họ chỉ đưa ra nhận định, hoặc thời tiết xấu, hoặc do vùng nước cạn quanh các đảo là nguyên nhân. Kết luận đó cũng chưa thật sự thuyết phục. Từ giả thuyết tâm linh đến các loại hình thời tiết, hiện tượng vật lý bất thường như nhiễu động từ trường từ hàng thế kỷ qua đều đã được đưa ra, nhưng không vì thế mà làm giảm đi sức hút, sự tò mò của nhân loại về Bermuda. Vùng biển này vẫn còn là ẩn số về nguyên nhân xảy ra các tai nạn, cần những lý giải xác đáng hơn trong tương lai. Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, nổi tiếng với lối cai trị tàn nhẫn. Dưới thời Tần Thủy Hoàng đã có rất nhiều công trình nổi tiếng được xây dựng. Trong số đó phải kể đến hai công trình để đời của ông là Vạn Lý Trường Thành và khu lăng mộ của chính mình. Lăng mộ này được giữ bí mật tuyệt đối, nên tới hơn 2.000 năm sau, hậu thế mới tình cờ phát hiện. Nơi đây như một cung điện dưới lòng đất và ẩn chứa vô vàn bí mật rợn người. Vậy những bí ẩn đó là gì? Theo sử ký của nhà sử học Tư Mã Thiên, lăng mộ Tần Thủy Hoàng có hàng loạt chuyến thuyền, xe ngựa cùng với 12 bức tượng. Tất cả đều được làm bằng đồng. Ngoài ra còn có những con chim bằng vàng, vô số kho báu khác. Để kiểm chứng điều này, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã dùng kỹ thuật scan để khám phá khu vực lăng mộ.
Từ đây, họ phát hiện ra một lượng lớn đồng xu cổ nằm bên dưới ngôi mộ chưa mở. Michael Pesci, cựu chủ tịch Ủy ban Lăng mộ và Công trình Quốc tế đã cho rằng những đồng xu cổ này chính là kho báu quốc gia được chôn dưới lăng mộ. Ông cho biết những đồng xu thời nhà Tần hầu hết được làm bằng đồng và một số là bằng bạc. Tuy nhiên, theo ông, chừng nào các nhà khảo cổ chưa thể tìm ra cách bảo vệ những đồng xu thì khối tiền đó vẫn nên để nguyên tại chỗ. Sau đó vào năm 2020, những con lạc đà vàng và bạc cũng đã được khai quật từ ngôi mộ. Theo báo cáo của Mạng Khoa học Xã hội Trung Quốc, những con lạc đà này đều được làm theo giống lạc đà xuất hiện sớm nhất tại Trung Quốc. 3 năm sau, người ta tìm thấy một chiếc xe ngựa 4 bánh bằng gỗ trong khu vực ngoại thành của lăng mộ. Xe có một chiếc ô hình chữ nhật được trang trí công phu và vẫn được bảo quản tốt. Theo đài truyền hình Thiểm Tây, cỗ xe này là loại xe được sử dụng sớm nhất ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhóm khai quật còn tìm thấy một cỗ xe cừu. Họ tìm thấy 6 bộ xương cừu được xếp thành một hàng ở phía tây lăng mộ Tần Thủy Hoàng, cách thành phố Tây An vài dặm về phía đông bắc thuộc tỉnh Thiểm Tây. Mặc dù phần thân chính của cỗ xe đã xuống cấp, nhưng các chuyên gia vẫn có thể suy ra mục đích của nó nhờ những tàn tích còn sót lại của các phụ kiện dùng để kéo cỗ xe. Jiang Wenxiao, lúc này là người đứng đầu dự án khảo cổ học, đã lưu ý rằng xe ngựa và xe bò kéo rất phổ biến thời Trung Hoa cổ đại. Nhưng xe cừu kéo là một loại xe cực kỳ hiếm, chúng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Ông cho biết, truyền thuyết phổ biến nhất nói về người sáng lập triều đại Tây Tấn từ năm 266 đến 290 sau Công nguyên, từ Mã Diện. Ông được cho là đã cưỡi xe cừu kéo quanh cung điện của mình hàng đêm và ngủ ở bất cứ nơi nào đàn cừu dừng lại. Việc phát hiện ra xe cừu trong ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng đã chứng minh rằng loại xe này thực chất đã được sử dụng từ những năm trước Công nguyên. Các nhà khảo cổ học cũng phát hiện ra một lượng lớn xe ngựa bằng đồng và các hiện vật liên quan đến ngựa, kèm theo các công cụ bằng sắt và vũ khí bằng đồng. Những phát hiện này đã cung cấp những hiểu biết mới về thời đại mà các công cụ bằng sắt bắt đầu xuất hiện. Ngoài những cỗ xe quý, khu lăng mộ này còn nổi tiếng với hình ảnh đội quân đất Nung, vẫn còn để lại nhiều câu hỏi cho giới khảo cổ. Theo NBC News, vào năm 1974, khi đang đào giếng ở miền đông Trung Quốc, thì một người đàn ông đã để chiếc thủng của mình đâm trúng một thứ. Khi nhìn gần, ông phát hiện ra đây là đầu của một người đàn ông. Kiểm tra kỹ hơn, ông thấy vật thể đó được làm từ đất sét chứ không phải xương thật. Ông tiếp tục đào một chỗ khác và phát hiện ra bên dưới khu vườn ăn trái là một đội quân hàng nghìn người được làm từ đất Nung với kích thước ngang ngửa người thật. Đi kèm đó là hàng trăm con ngựa, xe ngựa và vũ khí bằng đồng. Họ đã báo cho nhà khảo cổ học Zhao Kangmin. Khi nhận được thông tin, ông đã đến và tiến hành khai quật. Ông bắt đầu miệt mài ghép những mảnh vỡ lại với nhau. Một số mảnh có kích thước bằng móng tay. Vậy nên ông phải mất 3 ngày mới hoàn thành 2 chiến binh đất Nung cao 1,78 mét. Tính đến thời điểm hiện tại, có 4 hố đã được khai quật. Hố đầu tiên chứa các bức tượng bộ binh. Hố thứ 2 chứa các bức tượng về cung thủ, chiến xa, bộ binh và kỵ binh. Theo quan sát từ các chuyên gia Trung Quốc, thì có lẽ những bức tượng tại hố thứ 2 đã mô phỏng lại các nhân vật tại một đồn điền. Hố thứ 3 nhỏ hơn nhiều, chứa các bức tượng quan chức cấp cao và hố thứ 4 là để trống. Đến nay, 8.000 chiến binh bằng đất Nung đã được tìm thấy, nhưng các nhà khảo cổ học đã nghi ngờ nhiều hố vẫn chưa được khám phá và con số có thể sẽ tăng lên nhiều hơn. Đội quân đất Nung này được xem là kỳ quan của kỳ quan và gây chấn động giới khảo cổ trên toàn thế giới. Điều này là bởi các bức tượng có kích thước thật của chúng ta như những người lính thực sự. Đồng thời, họ cũng có những đường nét khác nhau, không bức tượng nào giống tượng nào. Vậy thì các bức tượng đất Nung này được làm ra vì mục đích gì? Dựa trên sử ký của Tư Mã Thiên, thì sau khi thống nhất 6 nước, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa đã bắt đầu tiến hành xây dựng lăng mộ cùng binh đoàn đất Nung của mình. Hơn 100.000 người ở khắp nơi trên đất nước đã được huy động để xây lăng mộ cho ông suốt 39 năm. Lý do Tần Thủy Hoàng làm vậy là vì ông từng có một giấc mơ rất đáng sợ. Nhiều đêm ông mơ thấy oan hồn của kẻ thù đến đòi mạng, khiến ông phải dùng kiếm để tự sát. Sau khi tỉnh lại, Tần Thủy Hoàng đã vô cùng sợ hãi. Ông lo khi mình qua đời, kẻ thù sẽ đến báo thù, nên lập tức ra lệnh
chôn một số lượng lớn chiến binh mô phỏng cùng các vị tướng lĩnh nhà Tần để theo bảo vệ khi ông tạ thế. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, những bức tượng dù đã bị mai một theo thời gian, nhưng kết cấu cũng như hình dạng cơ bản vẫn được bảo toàn tương đối hoàn hảo. Không ít chuyên gia đã khẳng định tượng binh mã trong lăng Tần Thủy Hoàng được tạo tác dựa trên nguyên mẫu người thật. Các nhà khảo cổ học tin vào điều đó khi so sánh vành tay của các bức tượng này. Một nhóm đến từ Đại học College London đã sử dụng máy tính để phân tích 30 đôi tay chiến binh được chộp tại lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Họ muốn biết các đường gờ ở vành tay có đặc trưng hay không. Kết quả cho thấy không có hai chiếc tay nào giống nhau hết. Đây là một kết quả khá bất ngờ đối với giới khảo cổ học. Nó cho thấy khả năng điêu khắc của nghệ nhân thời Tần thật sự rất tốt. Nhưng nhờ đâu mà những người chế tác có thể làm ra hàng nghìn tượng đất nông như thế? Năm 1989, tại thành phố Tây An, một nhóm khảo cổ học đã phát hiện ra 21 lò gốm chế tác tượng đất với quy mô lớn. Theo thẩm định của giới chuyên môn, di tích này có niên đại cách đây khoảng 2.100 năm. Đồng thời, họ cũng khai quật được hàng nghìn bức tượng nhỏ bằng đất nung. Trong đó, các bằng chứng đã chỉ ra lò nung sản xuất để phục vụ cho Tần Thủy Hoàng. Các lò nung này có quy mô lớn, sản lượng cao và trong đó có tới 2 lò vẫn lưu trữ rất nhiều phôi tượng. Mỗi lò có thể chứa từ 350 đến 400 phôi tượng đất nung. Như vậy là 21 lò gốm này có thể cho một lần sản xuất ra từ 7.000 cho tới 8.000 bức tượng đất nung với quy mô lớn. Các nhà khảo cổ học cho rằng không có gì ngạc nhiên khi số lượng binh sĩ đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng lại lớn như vậy. Từ những thông tin thu thập được, giới khảo cổ có thể dự đoán về quy trình chế tác các bức tượng. Các nghệ nhân đã chế tạo các bộ phận cơ thể chính bao gồm bàn chân và cẳng chân của các chiến binh trước tiên, đầu vào cánh tay của cơ thể, sau đó được làm riêng. Mỗi một nét biểu cảm trên khuôn mặt, cách ăn vận quần áo, tư thế đứng đều khác nhau. Chẳng khác gì có hàng nghìn người đứng làm mẫu cho các thợ điêu khắc vậy. Để thuận lợi cho việc hoàn thành và giúp các bức tượng không bị biến dạng, thợ thủ công đã chia tượng ra thành 6 bộ phận khác nhau, bao gồm tứ chi, đầu và thân rỗng. Họ nung từng bộ phận riêng lẻ, sau đó mới tiến hành ghép lại thành tượng hoàn chỉnh. Vậy thì tại sao các nhà khảo cổ học vẫn chưa thể khai quật được toàn bộ lăng mộ Tần Thủy Hoàng? Của cải châu báu hay quân đội đất nung mà chúng ta vừa phân tích thực ra cũng chỉ là những thứ nằm ngoài rìa của ngôi mộ. Còn phía sâu bên trong vẫn là một chủ đề thu hút sự quan tâm của giới khảo cổ. Nhiều người đã nghĩ về một lời nguyền đáng sợ cho những ai dám khai quật lăng mộ. Tuy nhiên, điều này không hẳn đúng. Vào những năm 1980, sử dụng công nghệ quét cộng hưởng từ, các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Đức đã phát hiện ra rằng đất trong ngọn đồi chôn cất phía trên lăng mộ có nồng độ thủy ngân cao hơn nhiều so với những nơi khác. Họ ước tính nồng độ thủy ngân ở trong lăng mộ cao gấp 280 lần mức bình thường và có thể lên tới 100 tấn. Điều này khá trùng hợp với những ghi chép trong bộ sử ký Tư Mã Thiên về dòng sông thủy ngân bí ẩn trong lăng mộ Tần Hoàng Đế. Theo ghi chép của nhà sử học Tư Mã Thiên, bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng tồn tại hàng trăm con sông bằng thủy ngân. Điều này xuất phát từ nỗi ám ảnh của ông. Theo các ghi chép còn sót lại từ thời Tần, Tần Thủy Hoàng là người bị ám ảnh bởi cái chết. Tần Thủy Hoàng sợ cái chết đến nỗi sẵn sàng loại bỏ người thân cận để bảo toàn bí mật. Ám sát hoàng thân, thiêu đốt dân quân để đoạt mộng làm chủ thiên hạ. Những năm cuối đời, Tần Thủy Hoàng sợ cái chết và nguyện vọng tìm kiếm một thứ thuốc trường sinh giúp ông sống và an vị mãi mãi. Ông cấp cho quan Tử Phúc một tàu chở hàng trăm đồng nam và đồng nữ tìm kiếm núi Bồng Lai thần bí. Trong truyền thuyết của Trung Quốc, Bồng Lai Tam Đảo tức ba đảo tiên gồm Bồng Lao, Phương Trượng và Doanh Châu nằm ở vịnh Bột Hải. Người đời truyền tay nhau rằng tại đây có một quả mang đến trường sinh. Tuy nhiên nhiệm vụ chắc chắn là thất bại. Tần Thủy Hoàng ngay lập tức quay sang đầu tư nghiên cứu giả kim thuật. Song dường như vì quá lo sợ cái chết sẽ ập đến nên mọi vị thuốc được người đời đồn đại ca tụng Tần Thủy Hoàng đều thử. Trong số đó có cả thủy ngân. Ông được cho là đã dùng chu sa hay còn được biết đến là chất sunfua thủy ngân với hy vọng kéo dài tuổi thọ. Vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, người Trung Quốc cổ đại tin rằng đặc tính kỳ diệu của thủy ngân sẽ chữa khỏi các bệnh lây nhiễm thịnh hành lúc đó.
thậm chí các bệnh dường như không liên quan như khó tiêu, trầm cảm và các bệnh tim mạch. Do đó, các nhà giả kỹ thuật Trung Hoa đã điều chế các hợp chất thủy ngân, thường bằng cách trộn thủy ngân lỏng với các chất độc hại khác như lưu huỳnh. Những hợp chất này được dành riêng cho giới thượng lưu giàu có, những người khao khát sự bất tử. Chớ trêu thay, chính thủy ngân có thể đã là yếu tố gây ra cái chết sớm cho Tần Thủy Hoàng. Ông ấy uống tất cả những viên thủy ngân này vì muốn bất tử, và nó đã giết chết ông ấy ở tuổi 39. Bên cạnh đó, những dòng sông thủy ngân này cũng được cho là đóng vai trò như một chất bảo quản thi hài của Tần Đế, tránh trường hợp xác chết biến dạng vì phân hủy. Chưa dừng lại tại đó, dựa theo ghi chép của nhà sử học Tư Mã Thiên, các nhà khảo cổ tìm thấy chi tiết kể rằng ngôi mộ đã được giăng bẫy nhằm ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Các nghệ nhân được giao nhiệm vụ chế tạo cung tên nhằm đẩy lùi bất kỳ kẻ nào xâm phạm. Việc bố trí bẫy nỏ trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng cụ thể ra sao cho tới ngày nay vẫn chưa có cách xác định. Tuy nhiên, thông qua khai quật đội quân đất nung bên ngoài lăng mộ Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một loại nỏ làm từ chất liệu gỗ sâu. Loại vũ khí này là kình nỏ, lực sát thương rất mạnh. Theo ước tính, nỏ có tầm bắn hơn 800 mét, sức căng lên tới 350 kg và tự động vận hành. Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra rằng có một vách đá sâu khoảng 7 mét được xây dựng bên trong lăng mộ và có rất nhiều cắt lún trên vách đá. Những kẻ trộm mộ mỗi khi đột nhập có thể bị nhấn chìm bởi loại cắt này. Không loại trừ khả năng những cạm bẫy này vẫn hoạt động tốt sau hơn 2.000 năm. Đó cũng là lý do khiến việc khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở thời điểm này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài ra, người ta còn đồn rằng bên trong ngôi mộ có những chiếc đèn được gọi là đèn vĩnh cửu. Khi phát hiện ra chúng, các nhà khảo cổ học đều kinh hãi vì chúng vẫn luôn cháy rực, như thể ngàn năm qua chưa từng tắt, bất chấp môi trường tăm tối ẩm thấp dưới lòng đất sâu như vậy. Điều này nghe có vẻ phản khoa học, nhưng thực chất những chiếc đèn này không chỉ được tìm thấy ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng, ở một số lăng mộ cổ khác hay thậm chí ở Ai Cập, Hy Lạp, người ta cũng từng ghi nhận sự tồn tại của ngọn đèn vĩnh cửu. Ban đầu, chúng cũng được cho là những tình tiết được người đời đồn thổi và không có thật. Nhưng về sau, thực tế cho thấy ánh sáng vĩnh hằng này có tồn tại. Một giả thiết đã được đưa ra từ lâu rằng những ngọn đèn không bao giờ tắt được thắp sáng từ một nguyên liệu đặc biệt là mỡ cá voi, chứ không phải nến sáp như thông thường. Có ghi chép trong các sách cổ của Trung Quốc cho biết mỡ cá voi từng được dùng để thắp sáng vì chúng có độ bền vô cùng cao. Bên cạnh đó, đèn cũng được thiết kế một cách đặc biệt sao cho mỡ cá voi chảy ra lại rơi xuống bình chứa, từ đó có thể tái sử dụng bất tận. Tuy nhiên, cách giải thích này về sau bị phản bác khá nhiều vì muốn đèn cháy cả ngàn năm vẫn là phi lý. Sau biết bao thế kỷ tranh cãi, cuối cùng, một nhà hóa học người Mỹ tên Simon Affick cũng đã công bố một công trình nghiên cứu nhận được rất nhiều sự đồng tình của giới khảo cổ lẫn khoa học khắp thế giới, giải thích về ngọn đèn vĩnh cửu. Affick đã dành ra 30 năm trời thực hiện nghiên cứu, đồng thời thực hiện 700 lần thí nghiệm mới có đáp án cuối cùng. Trong 700 lần thí nghiệm, Affick đã thử đủ mọi nhiên liệu, điều chỉnh tỷ lệ khác nhau để cho ra được một loại nhiên liệu đặc biệt làm từ phốt pho trắng trộn với các chất cháy khác. Loại chất mới này có tính chất rất dễ bắt lửa, có thể tự phát cháy và khó bay hơi. Ngày xưa, khi xây dựng mộ, tiền nhân đã dùng đèn thắp sáng bằng chất này để soi đường. Đến khi hầm mộ được đóng lại, oxy cạn kiệt dần, đèn cũng sẽ tự tắt. Điểm mấu chốt của nó là khi cửa mộ được mở ra, oxy trong không khí lại bay vào và đèn lại một lần nữa được bật sáng. Sau tất cả, không có ánh sáng vĩnh cửu nào như mọi người nhầm tưởng, mà chỉ có một ngọn đèn tự phát sáng mà thôi. Những người vào sau không biết rằng ánh sáng đã tắt từ lâu trước khi họ bước vào lăng mộ, nên có ảo giác rằng ánh sáng đã cháy hàng ngàn năm. Sau tất cả, không có ánh sáng vĩnh cửu nào như mọi người nhầm tưởng, mà chỉ có ngọn đèn tự phát sáng mà thôi. Đó cũng có thể là thứ ánh sáng mời gọi sự tò mò của hậu thế để chạm vào lớp trầm tích hàng nghìn năm tại ngôi mộ này. Tam giác Bermuda, một trong những vùng biển đáng sợ nhất trên thế giới, nơi tàu, máy bay có vào không có ra khi đi qua khu vực nằm ở Tây Bắc Đại Tây Dương, được giới hạn bởi ba đỉnh của một hình tam giác.
gồm quần đảo Bermuda, thành phố Miami và đảo Puerto Rico. Vùng biển này có tên gọi trên là do được đô đốc người Tây Ban Nha Juan Bermuda khám phá ra vào năm 1503. Hơn 170 năm qua, nơi đây trở thành nỗi ám ảnh hãi hùng, kích thích trí tò mò của nhân loại trong việc tìm kiếm nguyên nhân khiến thành viên của các thủy thủ và phi hành đoàn mất tích bí ẩn. Từ năm 1851 đến nay, ước tính đã có hơn 8.000 trường hợp mất tích được ghi nhận. Dù giới khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết cho hiện tượng này, nhưng đến nay vẫn chưa có một lý giải nào được đánh giá là xác đáng. Nổi tiếng nhất trong số những vụ mất tích bí ẩn tại tam giác quỷ Bermuda có lẽ phải kể đến năm chiếc máy bay ném bom TBM Avenger của Hải quân Mỹ trong chương trình bay huấn luyện có tên Flight 19 đã đồng loạt biến mất không dấu vết cùng phi hành đoàn vào ngày 5 tháng 12 năm 1945 khi bay qua vùng biển này. Tuy nhiên, không phải đợi đến năm 1945 khi năm chiếc máy bay cùng mất tích, dư luận mới chú ý đến những điều lạ lùng xảy ra trên khu vực tam giác quỷ. Vùng biển bao phủ diện tích lên đến nửa triệu km vuông, lớn gấp 1,5 lần diện tích Việt Nam. Năm 1492, khi nhà thám hiểm người Ý Christopher Columbus trong chuyến rong buồm từ Đông sang Tây đã đề cập đến vùng biển này, với ghi nhận các la bàn trên tàu khi qua đây đều bị chệch hướng, chỉ loạn xạ. Ngoài ra, ông còn nhìn thấy những ánh sáng kỳ lạ không giải thích được. Đến năm 1918, tàu USS Cyclops của Hải quân Mỹ chở theo 309 thủy thủ đoàn sau khi rời cảng ở Barbados cũng đã mất tích ở khu vực này. Các vụ việc xảy ra rải rác được ghi nhận từ năm 1851 cho đến năm 2005 vẫn còn xảy ra với trường hợp tàu chở hàng El Faro chở theo 33 thành viên mất tích ngoài khơi quần đảo Bahamas thuộc vùng tam giác quỷ. Những bí ẩn mất tích không có lời giải cứ thế chất chồng, hòa quyện cùng huyền thoại đã phủ lên vùng biển này sự kinh sợ, đồng thời kích thích trí tò mò tìm hiểu nguyên nhân. Trở lại vụ năm chiếc máy bay TBM Avenger mất tích, một chiếc máy bay tìm kiếm PBM Mariner của Hải quân Mỹ đã được cử đi tìm năm chiếc máy bay này, nhưng rồi cũng cùng chung số phận biến mất không dấu vết khi tiến vào khu vực Bermuda. Một vụ mất tích nữa cũng hay được nhắc đến, gắn liền với bí ẩn của tam giác quỷ, đó là sự kiện con tàu ma Mary Celeste. Theo lịch trình, Mary Celeste rời Giona vào ngày 7 tháng 11 năm 1872. Đến ngày 4 tháng 12 năm 1872, các thủy thủ trên tàu Gracia D nhìn thấy con tàu này đang trôi trên biển ở khu vực tam giác Bermuda, hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Đã có rất nhiều lời giải thích cho các hiện tượng biến mất của các tàu thuyền và máy bay không để lại dấu vết ở khu vực này. Nhưng các nhà nghiên cứu vẫn chưa có một kết luận chung. Tam giác quỷ Bermuda vẫn là một huyền thoại được bao phủ bởi tấm màn bí ẩn, khơi dậy sự tò mò nhưng đầy sợ hãi. Bermuda là đề tài muôn thuở khơi gợi nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà văn và các nhà làm phim Hollywood khai thác. Các nhà khoa học từ nhiều năm qua đã ghi nhận, dưới đáy vùng biển Bermuda có những khe nứt ngầm thuộc hàng sâu nhất thế giới. Phần lớn có độ sâu trung bình 5.791 mét. Trong khi ở góc tam giác, phía nam gần khe nứt Puerto Rico, đáy biển sâu đến 8.229 mét. Dọc theo rìa lục địa châu Mỹ, vùng biển này có vô số bãi cạn và dạn đá ngầm vô cùng nguy hiểm. Theo lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết, các dòng nước khi qua các dạng đá ngầm này tạo thành những vùng xoáy vô cùng nguy hiểm. Một số yếu tố đóng vai trò quan trọng trong các vụ tai nạn ở tam giác Bermuda là nơi đây có dòng hải lưu Gulf Stream cực mạnh chảy cắt ngang qua. Dòng hải lưu này theo mô tả là mạnh và hỗn loạn đến mức có thể xóa sạch dấu vết của các thi thể cùng xác tàu của một vụ tai nạn vừa xảy ra. Ngoài ra, thời tiết khu vực này rất phức tạp, thường xuyên xuất hiện những cơn bão và vòi rồng, đặc biệt là vào mùa hè với sức gió lên đến 190 km/h. Các cơn bão ở khu vực này không kéo dài nhưng mãnh liệt, hình thành và tan biến một cách nhanh chóng, không bị vệ tinh giám sát phát hiện. Đây thật sự là thảm họa với tàu thuyền và các máy bay qua khu vực. Các nhận định trên từng được xem xét nhiều lần, nhưng câu trả lời cho những vụ mất tích bí ẩn ở Bermuda xem ra vẫn chưa thỏa đáng. Và điều này khiến dư luận hướng đến một giả thuyết mới vừa được phát hiện gần đây. Biến động từ trường là một trong những giả thuyết được các nhà khoa học sớm đặt ra để lý giải cho hiện tượng la bàn chỉ loạn xạ khi qua vùng biển này. Khái niệm vùng dị thường từ ra đời chỉ nơi từ trường của trái đất tại những nơi này bị biến động cục bộ.
Nguyên nhân được giải thích là do cấu tạo lý hóa của các lớp đất đá tại những nơi như tam giác quỷ Bermuda bị biến đổi kéo theo từ tính nhiễu loạn. Điển hình là vùng dị thường từ Mapimi ở Mexico, nơi các loại sóng như sóng vệ tinh, sóng radio khi đến đây đều không thể hoạt động được. Vùng dị thường từ Nam Đại Tây Dương khiến nhiều vệ tinh bay trên khu vực này bị hỏng. Khu vực xung quanh kim tự tháp Giza ở Ai Cập cũng ghi nhận tình trạng nhiễu động tương tự. Đáng chú ý là cả ba địa điểm Mapimi, Bermuda và vùng dị thường từ Nam Đại Tây Dương nhìn trên bản đồ đều nằm trên cùng một đường thẳng. Nhiễu loạn từ có thể là nguyên nhân khiến các thiết bị định vị trên tàu và máy bay bị hỏng, đưa đến những tai nạn bất ngờ. Những vụ nổ khí methane dưới đáy biển là một giả thuyết khác đến từ nghiên cứu được giới khoa học công bố vào tháng 3 năm 2016 về các miệng núi lửa dưới đáy biển Barents ngoài khơi Na Uy. Theo đó, cách đây khoảng 11.700 năm, khí methane dưới tầng đáy đại dương gặp nhiệt độ ấm dần của nước biển đã gây ra những vụ nổ khí giải phóng áp lực khổng lồ, tạo ra các miệng núi lửa dưới lòng biển. Dựa vào kết quả nghiên cứu này, truyền thông quốc tế đặt giả thuyết có thể do các vụ nổ khí methane dưới lòng biển khiến mặt đất tầng đáy sụt bất ngờ, gây ra bong bóng khí lan tỏa lên bề mặt nước khiến tàu thuyền đi qua bị lật. Tuy nhiên giả thiết này không giải thích được vì sao máy bay tuốt lên trời lại rơi khi qua tam giác quỷ. Tờ Express của Anh vào năm 2017 đã đưa ra giả thuyết chính những đám mây lục giác thông qua hiện tượng thời tiết hiếm gặp, gọi là microburst, đã gây ra các tai nạn. Ảnh chụp vệ tinh gần đây cho thấy những đám mây lục giác này hình thành dày đặc phía trên bầu trời vùng tam giác quỷ. Theo đó, loại hình thời tiết microburst hình thành nên những đám mây lục giác phát triển dựa trên quá trình một cơn bão di chuyển trên mặt biển. Khi bão quét qua, nó sẽ trở thành một chiếc phễu hút không khí từ cao xuống thấp. Luồng không khí di chuyển theo chiều thẳng đứng này có thể đạt vận tốc khủng khiếp lên đến 270 km/h. Luồng không khí di chuyển từ trên xuống thành dòng như một trận lốc xoáy thực thụ. Khi chạm đất, nó sẽ tỏa đi ở các hướng khác nhau, mang theo một lượng nước mưa khổng lồ, ngưng tụ từ hơi nước từ các đám mây phía trên chút xuống. Chỉ dấu nhận biết hiện tượng microburst đang diễn ra là việc các đám mây hình lục giác xuất hiện dày đặc. Các đám mây này tạo ra cơn bão hình thành phễu hút không khí thành dòng. Tiến sĩ Steve Miller, nhà khí tượng vệ tinh tại trường đại học bang Colorado, đã đưa ra kết luận này sau thời gian dài cùng các đồng sự nghiên cứu. Dùng hệ thống vệ tinh radar kiểm tra các đám mây hình lục giác nằm ngoài khơi bờ biển bang Florida và bên trên quần đảo Bahamas thuộc vùng tam giác quỷ, Miller phát hiện bên dưới những đám mây lục giác bay nhăn nhản phía trên khu Bermuda là luồng không khí bị hút từ trên xuống với sức gió đạt đến 270 km/h. Với sức gió này khi quét qua mặt biển có thể tạo nên những con sóng cao đến 14 mét. Sức hút của luồng không khí có thể tạo ra vùng nguy hiểm với đường kính từ 30 đến 88 km đối với tàu và máy bay. Những đám mây đó trở thành những quả bom khí hút và lật đổ mọi thứ di chuyển ngang qua. Đây có thể là lời giải cho bí ẩn tam giác quỷ tồn tại nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên, người ta cũng ghi nhận hiện tượng microburst ở nhiều khu vực khác ở vùng biển Bắc và các vùng biển khác của châu Âu. Nhưng vì sao chỉ có khu vực Bermuda là xảy ra thảm nạn? Việc này cần các nhà khoa học đào sâu tìm hiểu hơn trong thời gian tới. Bất chấp hàng loạt giả thuyết được đưa ra để lý giải cho bí ẩn về những vụ mất tích tại tam giác quỷ Bermuda suốt nhiều thế kỷ, nguyên nhân đến nay vẫn còn là ẩn số. Tàu, máy bay khi qua khu vực này vẫn cần phải cẩn trọng. Mỗi khi có sự cố xảy ra, chủ đề Bermuda lại hâm nóng các trang báo. Hồi tháng 5 năm 2015, dư luận lại hồi hộp khi hay tin tàu du lịch Norwegian Down của Na Uy chở theo 3.700 người đã mắc cạn khi đi qua Kings Wharf, khu vực biển nằm trong vùng biển tam giác quỷ. ABC News dẫn tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết con tàu mắc cạn khi hệ thống cấp điện bỗng dưng dừng hoạt động, khiến động cơ đẩy của tàu bị ảnh hưởng. Sự cố khiến các hành khách lẫn thủy thủ đoàn được phen thót tim khi họ nhận ra vị trí tàu mắc cạn thuộc vùng tam giác quỷ. Dù sau đó hệ thống cấp điện trên tàu đã tái hoạt động, không ai bị thương sau vụ việc, nhưng sự cố này đã nhanh chóng lan nhanh trên mặt báo toàn cầu. Vụ việc cho thấy chủ đề Bermuda không bao giờ hết nóng. Một trong những người đi đầu trong việc phản bác những huyền thoại về vùng biển Bermuda là Lawrence David Koch tại Đại học bang Arizona, Mỹ. Năm 1975, trong tác phẩm Giải mã bí ẩn tam giác Bermuda,
ông đã lần lượt đưa ra các quan điểm bác lại những điều huyền hoặc quanh nơi đây. Cách khảo sát của Kutch là quan sát tình hình thời tiết trên các báo và những ngày các vụ tai nạn xảy ra, rồi kết luận rằng thật ra huyền thoại này chỉ là sự hiểu lầm trong quá trình giải thích các hiện tượng. Theo ông, tỷ lệ các vụ mất tích tại vùng biển Tam Giác Quỷ không hề lớn hơn tỷ lệ mất tích của các phương tiện tại bất cứ vùng biển nào trên thế giới. Trong các giả thuyết đặt ra về nguyên nhân mất tích tại vùng biển này, không hề tính toán đến các cơn bão xảy ra trong ngày tai nạn. Theo ông, Bermuda là vùng biển thường xuyên xảy ra các cơn bão nhiệt đới, nên khả năng xảy ra các vụ tai nạn không có gì khó hiểu. Ngoài ra, theo Kutch, để huyền thoại hóa bí ẩn tại Bermuda, truyền thông đã đưa tin dựa trên những con số thống kê lỏng lẻo. Một con tàu dù gặp sự cố ở vùng biển Bermuda, nhưng khi ra được khỏi khu vực này, cập cảng an toàn thì không thấy số liệu thống kê được chỉnh sửa lại, làm dư luận cho rằng tỷ lệ mất tích nơi đây có vẻ cao hơn những vùng biển khác. Thậm chí ông còn ghi nhận một số vụ mất tích đã bị phóng đại, như vụ một máy bay được cho là rơi trước mặt hàng trăm người tại vịnh Daytona, bang Florida vào năm 1937. Tuy nhiên, khi dò lại thông tin trên các mặt báo thì hoàn toàn không thấy thông tin này. Liệu huyền thoại về Bermuda có đơn giản chỉ là sự việc bị phóng đại lên? Đồng quan điểm với David Kutch là cựu binh thuộc Hải quân Mỹ Howard Rosenberg. Lấy ví dụ về chiếc máy bay tìm kiếm PBM Mariner chở theo 13 người, sau đó cũng một đi không trở về khi được cử đi tìm kiếm 5 chiếc máy bay ném bom TBM Avenger của Hải quân Mỹ trong chương trình bay huấn luyện có tên Fly 19, đã đồng loạt biến mất không dấu vết cùng phi hành đoàn vào ngày 5 tháng 12 năm 1945 trên vùng biển Bermuda. Rosenberg cho rằng vụ mất tích này cũng bị phóng đại. Ông cho rằng chiếc PBM Mariner thường được mệnh danh là bình xăng bay, có khả năng nó đã gặp sự cố hỏa hoạn gây ra vụ mất tích. Cần biết, trong hai chiếc PBM Mariner được phái đi tìm kiếm trên cùng khu vực biển, một chiếc vẫn trở về bình thường. Rosenberg đồng tình với quan điểm của Kutch, cho rằng tỷ lệ các vụ mất tích tại vùng biển Tam Giác Quỷ không hề lớn hơn tỷ lệ mất tích của các phương tiện tại bất cứ vùng biển nào trên thế giới. Cựu binh này nhấn mạnh, khu vực Tam Giác Bermuda là một trong những nơi có mật độ giao thông cao nhất thế giới. Khi số lượng tàu và máy bay di chuyển qua đây càng lớn, khả năng xảy ra tai nạn với các loại phương tiện này sẽ càng cao. Trong khi đó, Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ NOAA lại quy nguyên nhân về yếu tố thời tiết là các cơn bão nhiệt đới như Kutch từng nhận định cách đây vài thập kỷ. Theo NOAA, các hiện tượng bão xoáy và bão nhiệt đới thường xuyên xảy ra ở vùng biển Bermuda. Khi thời tiết thay đổi đột ngột, tạo ra vùng nhiễu động dễ khiến tàu, máy bay gặp nguy hiểm khi đi ngang qua. Theo đó, tại khu vực Bermuda nói riêng và vùng biển Caribe nói chung, có nhiều đảo nhỏ liền kề nhau, tạo ra những vùng nước cạn gây nguy hiểm cho tàu qua lại. Khi các tàu bị tai nạn, dòng hải lưu Gulf Stream chảy ngang qua đủ mạnh để cuốn xác tàu vỡ, xóa sổ dấu vết của mọi phương tiện. Vùng Tam Giác Quỷ cũng là nơi có nhiều cá mập, chúng sẽ rỉa xác của các nạn nhân, kết hợp với dòng hải lưu Gulf Stream sẽ khiến mọi vụ mất tích trở thành bí ẩn. NOAA cảnh báo, khu vực Tam Giác Quỷ rất nguy hiểm khi thời tiết xấu hoặc chuyển xấu. Tuy nhiên, kết luận của NOAA về các vùng nước cạn lại không lý giải được vì sao máy bay tốt trên trời cũng gặp tai nạn. Vì thế, họ chỉ đưa ra nhận định, hoặc thời tiết xấu, hoặc do vùng nước cạn quanh các đảo là nguyên nhân. Kết luận đó cũng chưa thật sự thuyết phục. Từ giả thuyết tâm linh đến các loại hình thời tiết, hiện tượng vật lý bất thường như nhiễu động từ trường từ hàng thế kỷ qua đều đã được đưa ra, nhưng không vì thế mà làm giảm đi sức hút, sự tò mò của nhân loại về Bermuda. Vùng biển này vẫn còn là ẩn số về nguyên nhân xảy ra các tai nạn, cần những lý giải xác đáng hơn trong tương lai. Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, nổi tiếng với lối cai trị tàn nhẫn. Dưới thời Tần Thủy Hoàng đã có rất nhiều công trình nổi tiếng được xây dựng. Trong số đó phải kể đến hai công trình để đời của ông là Vạn Lý Trường Thành và khu lăng mộ của chính mình. Lăng mộ này được giữ bí mật tuyệt đối, nên tới hơn 2.000 năm sau, hậu thế mới tình cờ phát hiện. Nơi đây như một cung điện dưới lòng đất và ẩn chứa vô vàn bí mật rợn người. Vậy những bí ẩn đó là gì? Theo sử ký của nhà sử học Tư Mã Thiên, lăng mộ Tần Thủy Hoàng có hàng loạt chuyến thuyền, xe ngựa cùng với 12 bức tượng. Tất cả đều được làm bằng đồng. Ngoài ra còn có những con chim bằng vàng, vô số kho báu khác. Để kiểm chứng điều này, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã dùng kỹ thuật scan để khám phá khu vực lăng mộ. Từ
Từ đây, họ phát hiện ra một lượng lớn đồng xu cổ nằm bên dưới ngôi mộ chưa mở. Michael Pesci, cựu chủ tịch Ủy ban Lăng mộ và Công trình Quốc tế đã cho rằng những đồng xu cổ này chính là kho báu quốc gia được chôn dưới lăng mộ. Ông cho biết những đồng xu thời nhà Tần hầu hết được làm bằng đồng và một số là bằng bạc. Tuy nhiên, theo ông, chừng nào các nhà khảo cổ chưa thể tìm ra cách bảo vệ những đồng xu thì khối tiền đó vẫn nên để nguyên tại chỗ. Sau đó vào năm 2020, những con lạc đà vàng và bạc cũng đã được khai quật từ ngôi mộ. Theo báo cáo của Mạng Khoa học Xã hội Trung Quốc, những con lạc đà này đều được làm theo giống lạc đà xuất hiện sớm nhất tại Trung Quốc. 3 năm sau, người ta tìm thấy một chiếc xe ngựa 4 bánh bằng gỗ trong khu vực ngoại thành của lăng mộ. Xe có một chiếc ô hình chữ nhật được trang trí công phu và vẫn được bảo quản tốt. Theo đài truyền hình Thiểm Tây, cỗ xe này là loại xe được sử dụng sớm nhất ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhóm khai quật còn tìm thấy một cỗ xe cừu. Họ tìm thấy 6 bộ xương cừu đều xếp thành một hàng ở phía tây lăng mộ Tần Thủy Hoàng, cách thành phố Tây An vài dặm về phía đông bắc thuộc tỉnh Thiểm Tây. Mặc dù phần thân chính của cỗ xe đã xuống cấp, nhưng các chuyên gia vẫn có thể suy ra mục đích của nó nhờ những tàn tích còn sót lại của các phụ kiện dùng để kéo cỗ xe. Jiang Wenxiao, lúc này là người đứng đầu dự án khảo cổ học, đã lưu ý rằng xe ngựa và xe bò kéo rất phổ biến thời Trung Hoa cổ đại. Nhưng xe cừu kéo là một loại xe cực kỳ hiếm, chúng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Ông cho biết, truyền thuyết phổ biến nhất nói về người sáng lập triều đại Tây Tấn từ năm 266 đến 290 sau Công nguyên, từ Mã Diện. Ông được cho là đã cưỡi xe cừu kéo quanh cung điện của mình hàng đêm và ngủ ở bất cứ nơi nào đàn cừu dừng lại. Việc phát hiện ra xe cừu trong ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng đã chứng minh rằng loại xe này thực chất đã được sử dụng từ những năm trước Công nguyên. Các nhà khảo cổ học cũng phát hiện ra một lượng lớn xe ngựa bằng đồng và các hiện vật liên quan đến ngựa, kèm theo các công cụ bằng sắt và vũ khí bằng đồng. Những phát hiện này đã cung cấp những hiểu biết mới về thời đại mà các công cụ bằng sắt bắt đầu xuất hiện. Ngoài những cỗ xe quý, khu lăng mộ này còn nổi tiếng với hình ảnh đội quân đất Nung, vẫn còn để lại nhiều câu hỏi cho giới khảo cổ. Theo NBC News, vào năm 1974, khi đang đào giếng ở miền đông Trung Quốc, thì một người đàn ông đã để chiếc thủng của mình đâm trúng một thứ. Khi nhìn gần, ông phát hiện ra đây là đầu của một người đàn ông. Kiểm tra kỹ hơn, ông thấy vật thể đó được làm từ đất sét chứ không phải xương thật. Ông tiếp tục đào một chỗ khác và phát hiện ra bên dưới khu vườn ăn trái là một đội quân hàng nghìn người được làm từ đất Nung với kích thước ngang ngửa người thật. Đi kèm đó là hàng trăm con ngựa, xe ngựa và vũ khí bằng đồng. Họ đã báo cho nhà khảo cổ học Zhao Kangmin. Khi nhận được thông tin, ông đã đến và tiến hành khai quật. Ông bắt đầu miệt mài ghép những mảnh vỡ lại với nhau, một số mảnh có kích thước bằng móng tay. Vậy nên ông phải mất 3 ngày mới hoàn thành 2 chiến binh đất Nung cao 1,78 mét. Tính đến thời điểm hiện tại, có 4 hố đã được khai quật. Hố đầu tiên chứa các bức tượng bộ binh, hố thứ hai chứa các bức tượng về cung thủ, chiến xa, bộ binh và kỵ binh. Theo quan sát từ các chuyên gia Trung Quốc, thì có lẽ những bức tượng tại hố thứ hai đã mô phỏng lại các nhân vật tại một đồn điền. Hố thứ ba nhỏ hơn nhiều, chứa các bức tượng quan chức cấp cao và hố thứ tư là để trống. Đến nay, 8.000 chiến binh bằng đất Nung đã được tìm thấy, nhưng các nhà khảo cổ học đã nghi ngờ nhiều hố vẫn chưa được khám phá và con số có thể sẽ tăng lên nhiều hơn. Đội quân đất Nung này được xem là kỳ quan của kỳ quan và gây chấn động giới khảo cổ trên toàn thế giới. Điều này là bởi các bức tượng có kích thước thật của chúng ta như những người lính thực sự. Đồng thời, họ cũng có những đường nét khác nhau, không bức tượng nào giống tượng nào. Vậy thì các bức tượng đất Nung này được làm ra vì mục đích gì? Dựa trên sử ký của Tư Mã Thiên, thì sau khi thống nhất 6 nước, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa đã bắt đầu tiến hành xây dựng lăng mộ cùng binh đoàn đất Nung của mình. Hơn 100.000 người ở khắp nơi trên đất nước đã được huy động để xây lăng mộ cho ông suốt 39 năm. Lý do Tần Thủy Hoàng làm vậy là vì ông từng có một giấc mơ rất đáng sợ. Nhiều đêm ông mơ thấy oan hồn của kẻ thù đến đòi mạng, khiến ông phải dùng kiếm để tự sát. Sau khi tỉnh lại, Tần Thủy Hoàng đã vô cùng sợ hãi. Ông lo khi mình qua đời, kẻ thù sẽ đến báo thù, nên lập tức ra lệnh
chôn một số lượng lớn chiến binh mô phỏng cùng các vị tướng lĩnh nhà Tần để theo bảo vệ khi ông tạ thế. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, những bức tượng dù đã bị mai một theo thời gian, nhưng kết cấu cũng như hình dạng cơ bản vẫn được bảo toàn tương đối hoàn hảo. Không ít chuyên gia đã khẳng định tượng binh mã trong lăng Tần Thủy Hoàng được tạo tác dựa trên nguyên mẫu người thật. Các nhà khảo cổ học tin vào điều đó khi so sánh vành tay của các bức tượng này. Một nhóm đến từ Đại học College London đã sử dụng máy tính để phân tích 30 đôi tay chiến binh được chộp tại lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Họ muốn biết các đường gờ ở vành tay có đặc trưng hay không. Kết quả cho thấy không có hai chiếc tay nào giống nhau hết. Đây là một kết quả khá bất ngờ đối với giới khảo cổ học. Nó cho thấy khả năng điêu khắc của nghệ nhân thời Tần thật sự rất tốt. Nhưng nhờ đâu mà những người chế tác có thể làm ra hàng nghìn tượng đất nông như thế? Năm 1989, tại thành phố Tây An, một nhóm khảo cổ học đã phát hiện ra 21 lò gốm chế tác thượng đất với quy mô lớn. Theo thẩm định của giới chuyên môn, di tích này có niên đại cách đây khoảng 2.100 năm. Đồng thời, họ cũng khai quật được hàng nghìn bức tượng nhỏ bằng đất nung. Trong đó, các bằng chứng đã chỉ ra lò nung sản xuất để phục vụ cho Tần Thủy Hoàng. Các lò nung này có quy mô lớn, sản lượng cao và trong đó có tới 2 lò vẫn lưu trữ rất nhiều phôi tượng. Mỗi lò có thể chứa từ 350 đến 400 phôi tượng đất nung. Như vậy là 21 lò gốm này có thể trong một lần sản xuất ra từ 7.000 cho tới 8.000 bức tượng đất nung với quy mô lớn. Các nhà khảo cổ học cho rằng không có gì ngạc nhiên khi số lượng binh sĩ đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng lại lớn như vậy. Từ những thông tin thu thập được, giới khảo cổ có thể dự đoán về quy trình chế tác các bức tượng. Các nghệ nhân đã chế tạo các bộ phận cơ thể chính bao gồm bàn chân và cẳng chân của các chiến binh trước tiên, đầu vào cánh tay của cơ thể, sau đó được làm riêng. Mỗi một nét biểu cảm trên khuôn mặt, cách ăn vận quần áo, tư thế đứng đều khác nhau. Chẳng khác gì có hàng nghìn người đứng làm mẫu cho các thợ điêu khắc vậy. Để thuận lợi cho việc hoàn thành và giúp các bức tượng không bị biến dạng, thợ thủ công đã chia tượng ra thành 6 bộ phận khác nhau, bao gồm tứ chi, đầu và thân rỗng. Họ nung từng bộ phận riêng lẻ, sau đó mới tiến hành ghép lại thành tượng hoàn chỉnh. Vậy thì tại sao các nhà khảo cổ học vẫn chưa thể khai quật được toàn bộ lăng mộ Tần Thủy Hoàng? Của cải châu báu hay quân đội đất nung mà chúng ta vừa phân tích thực ra cũng chỉ là những thứ nằm ngoài rìa của ngôi mộ. Còn phía sâu bên trong vẫn là một chủ đề thu hút sự quan tâm của giới khảo cổ. Nhiều người đã nghĩ về một lời nguyền đáng sợ cho những ai dám khai quật lăng mộ. Tuy nhiên, điều này không hẳn đúng. Vào những năm 1980, sử dụng công nghệ quét cộng hưởng từ, các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Đức đã phát hiện ra rằng đất trong ngọn đồi chôn cất phía trên lăng mộ có nồng độ thủy ngân cao hơn nhiều so với những nơi khác. Họ ước tính nồng độ thủy ngân ở trong lăng mộ cao gấp 280 lần mức bình thường và có thể lên tới 100 tấn. Điều này khá trùng hợp với những ghi chép trong bộ sử ký Tư Mã Thiên về dòng sông Thủy Ngân bí ẩn trong lăng mộ Tần Hoàng Đế. Theo ghi chép của nhà sử học Tư Mã Thiên, bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng tồn tại hàng trăm con sông bằng thủy ngân. Điều này xuất phát từ nỗi ám ảnh của ông. Theo các ghi chép còn sót lại từ thời Tần, Tần Thủy Hoàng là người bị ám ảnh bởi cái chết. Tần Thủy Hoàng sợ cái chết đến nỗi sẵn sàng loại bỏ người thân cận để bảo toàn bí mật, ám sát hoàng thân, thiêu đốt dân quân để đoạt mộng làm chủ thiên hạ. Những năm cuối đời, Tần Thủy Hoàng sợ cái chết và nguyện vọng tìm kiếm một thứ thuốc trường sinh giúp ông sống và an vị mãi mãi. Ông cấp cho quan Tử Phúc một tàu chở hàng trăm đồng nam và đồng nữ tìm kiếm núi Bồng Lai thần bí. Trong truyền thuyết của Trung Quốc, Bồng Lai Tam Đảo tức ba đảo tiên gồm Bồng Lao, Phương Trượng và Doanh Châu nằm ở vịnh Bột Hải. Người đời truyền